Ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói, con mắt huyết hồng. Đừng dọa ta, lão phu tính khí không tốt, đi chân trần lão nhân căn bản không sợ đe dọa. Triệu Bân, Cửu Vĩ Hồ dưới tình thế cấp bách, hô lên cái tên này. Kêu ai đều không dùng, đi chân trần lão nhân một mực không lo lắng uống ít rượu. Uống vào, thì thấy vực môn thông đạo một hồi lắc lư, xong, vực môn thông đạo liền đoạn mất, là bị nhân nhất đao chém đứt, ai nói hô người vô dụng, người này không phải đã đến sao đi. Ai? Đi chân trần lão nhân quát to một tiếng, cưỡng ép nhảy ra vết nứt không gian. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một cái tố y thanh niên, đang mang theo kim đao đi tới. Ngươi, Triệu Bân. Đi chân trần lão nhân biến sắc, còn có một cỗ mắc tiểu bỗng hiện. Thật đúng là tới Đại La Thánh Tử, cái này Cửu Vĩ Hồ không có lửa hắn. Siêu. Triệu Bân một câu nói nhảm không có, thuấn thân giết tới phụ cận. Đi chân trần lão nhân thân pháp cực không tầm thường, có thể đuổi kịp thuấn thân. Làm gì, hắn nhìn nhiều Triệu Bân một mắt, chính là một mắt như vậy, chịu Triệu Bân huyễn thuật, cái kia hai đóa màu trắng ngọn lửa, phá lệ yêu dị mộng ảo, cưỡng ép kéo đi ý thức của hắn. Phốc. Triệu Bân bàn tay như đao, cưỡng ép phá vỡ hắn tử phủ. Bị khóa ở trong đó Cửu Vĩ Hồ, nhẹ nhõm được cứu đi ra. Đến nỗi đi chân trần lão nhân đi, không đợi khôi phục thanh tỉnh, đầu liền cùng hạ thân phân nhà, kèm thêm nguyên thần cùng nhau hủy diệt, cao thủ so chiêu đi. Nửa cái trong nháy mắt đầy đủ muốn mạng người. Phiền muộn. Đi chân trần lão nhân chết phiền muộn, đi đều đi vô cùng phiền muộn. Hắn tốt xấu là một tôn tiên vương A, chỉ một chiêu liền bị đưa đi. Đến. Hắn đều không biết Triệu Bân là như thế nào tìm được hắn. Thân ở vực môn, cái này mẹ nó ngắm cũng quá chuẩn. Nhớ ngươi muốn chết. Cửu Vĩ Hồ kích động không thôi, cũng là lệ rơi đầy mặt. Cái này 18 năm quang minh, qua cái kia run sợ kinh hãi. Đi vào trước ép một chút. Triệu Bân cười cười, lại xách đao vào vực môn. Cửu Vĩ Hồ đã không việc gì, hắn phải đi cứu lão thần côn. Nói đến lão thần côn, lúc này thật sự thảm, đủ mười mấy tôn tiên vương hợp lực truy sát, trong đó hơn phân nửa cũng là đỉnh phong cảnh, rất có một bộ không đem hắn giết chết, không coi là xong tư thế. La Sát Cung. Triệu Bân nhìn rõ ràng, truy sát lão thần côn người, chính là La Sát Cung cường giả. Đại La Tiên Tông cửu gia khắp thiên hạ, quả nhiên là không giả, đi đâu đều có thể gặp được mấy cái. Đang khi nói chuyện, lão thần côn đã rơi vào một khỏa tĩnh mịch cổ tinh. Triệu Bân giết đến lúc đó, hỗn loạn đại chiến đã ở trong dãy núi diễn ra. La Sát Cung người khí thế rộng rãi, nện lão thần côn đứng cũng không vững. Phanh. Triệu Bân mạnh hợp kim có vàng thân, oanh một tiếng từ trên trời giáng xuống. Một cước này đạp đại địa động rung động, càn khôn lắc lư, thậm chí bất ngờ không kịp đề phòng đám người, đều bị dư ba, đầy trời bay tứ tung, thảm nhất bất quá Triệu Bân dưới chân vị kia, đã thành một vũng máu bùn. Triệu Bân. Gặp người đến, La Sát Cung người tâm cảnh run lên. Hàng này là kẻ hung hãn, đã liên tục diệt hai mạch. So sánh bọn hắn, lão thần côn liền phá lệ mừng rỡ, liền nói đi. Mạng hắn không có đến tuyệt lộ, thời khắc mấu chốt có người cứu chàng, Triệu Bân một người là đủ rồi, có thể thu thập đám này danh con. La Sát Cung, nhưng có bắt được ta thân hữu. Triệu Bân thản nhiên nói, lời nói như lôi đình giống như rung động thiên khung. Lúc nói chuyện, hắn còn mở tuyệt cảnh, mà đạo cùng thiên sát, có thể nói chiến lực thẳng lên đỉnh phong nhất, rõ ràng không định phóng đám người này đi, hiếm thấy bắt gặp, nhất thiết phải cho bao chọn. Đi. La Sát Cung chúng mạnh nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền đột. Trận chiến này không có đánh, bọn hắn lại mạnh còn có thể mạnh hơn bán thần. Ngay cả huyết âm lão đạo đều bị diệt, bọn hắn còn chưa đủ nhét kẽ răng, Triệu Bân mở thần cấp treo, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Oanh! Triệu Bân một bước lên trời, trăm trượng đao mang quét ngang hư không. Huyết quang chợt hiện, chân chậm chạp người, tại chỗ đẫm máu. Chanh! Lão thần côn cũng không nhàn rỗi, rút kiếm đăng nhập thiên tiêu, không phải muốn chết đập, là muốn đánh phụ trợ, hỗ trợ kiềm chế lại liền tốt. Còn lại giao cho Triệu Bân, tới còn nghĩ đào tẩu. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân mở lôi đình, sấm sét bao phủ thiên địa. Không đợi chúng mạnh đứng vững, liền tập thể gặp sét đánh. Ăn ta một kiếm. Cầm đầu La Sát Cung cường giả, huy kiếm hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Một đòn này không tầm thường, suýt nữa một kiếm đem Triệu Bân kim thân chặt diệt. La Sát chín điện chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu công tử một lời băng lãnh cô quạnh. Lật tay một trưởng liền cho người ta chụp đó, đường đường tiên vương đỉnh phong cảnh, tại chỗ bị đả diệt nhục thân.
ngay cả điện chủ đều quỳ, còn lại từ cũng không tốt gì. Đại La Thánh Tử dũng mãnh phi thường vô song, thật sự là đơn phương nghiền ép. Chợ oanh âm thanh chôn vùi, trong dãy núi ngoại trừ Triệu Bân cùng Lão Thần Côn, lại không một người đứng, bao quát La Sát chín điện chủ ở bên trong, tổng cộng 13 vị tiên vương, toàn bộ bị trấn áp. Người cái này 18 năm, không có uổng phí ngủ. Lão Thần Côn thổn thức không thôi. Lúc này mới bao lâu, còn nhớ kỹ Triệu Bân lai tiên tông lúc, vẫn chỉ là cái động hư cảnh. Lần này, nghiễm nhiên đã là chuẩn tiên vương, hơn nữa chiến lực, còn tuyệt đối nghiền ép tiên vương. Nhưng có bắt được ta thân hữu, Triệu Bân sát khí ngập trời. Không bắt được, La Sát chín điện chủ nguyên thần vặn vẹo không chịu nổi. Triệu Bân lúc này huy động kim đao, chặt diệt một tôn La Sát cường giả, đây là đang giết gà dọa khỉ, không thành thành thật thật trả lời vấn đề, hậu quả rất nghiêm trọng, sự kiên nhẫn của hắn có hạn độ. Không bắt được, La Sát chín điện chủ sắc mặt trắng bệch. Triệu Bân không nói gì, một đao trực tiếp chém hắn trên thân. Tùy theo mà đến tiếng kêu rên, rất là thê lương, nhìn một bên Lão Thần Côn đều hí hư, bao năm không thấy hàng này đi ra tản bộ, ngược lại là so 18 năm trước càng nhiều mấy phần tàn nhẫn. Tàn nhẫn về tàn nhẫn, Triệu Bân không có nảy ra câu trả lời mong muốn. Đám người này sợ là mới ra tới không lâu, thật hỏi gì cũng không biết. Hắn chưa xuống tử thủ, toàn bộ thu vào tử phủ, sau này có tác dụng lớn. Thật sao, hắn tử phủ náo nhiệt, thanh nhất sắc tiên vương, hơn nữa thân phận đều không tầm thường, như vậy góp một khối, cục diện không nói ra được lúng túng, cũng là đồng minh, đều bị nắm. Trước tạm chữa thương, Triệu Bân nhét tới mấy viên thuốc. Hảo tiểu tử, xuất sư, Lão Thần Côn cười ha ha. Ta, nhanh nhanh nhanh, kỳ lân, có kỳ lân. Không đợi Triệu Bân nói hết lời, liền nghe ma vương một tiếng gào to. Nào có kỳ lân, Triệu Bân ánh mắt rực rỡ sinh huy. Hắc động, ma vương đã lên thân, đang mong nhìn thương miểu. Triệu Bân tùy theo ngửa con mắt, lại mở thần minh chi nhãn, đáng tiếc, hắn không nhìn thấy được hắc động, hoặc có lẽ là, hắc động không thuộc càn khôn bên trong, cũng không bị quản chế cắt giả cai quản, chế tài giả có lẽ có thể một mắt mong tận, nhưng hắn gà mờ này thần minh chi nhãn, cũng không loại kia đặc quyền. Đi đâu, ma vương thúc giục một tiếng. Vào không được, Triệu Bân so với hắn còn cấp bách. Làm cho cái này quên. Ma vương gãi đầu một cái, hắn là có thể tùy ý xuất nhập hắc động, nhưng cũng giới hạn với hắn một người, lại không đầy đủ trạng thái còn không dễ dùng, càng chớ nói tiễn đưa Triệu Bân đi vào. Siêu! Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn thần minh pháp tắc, lúc này không mơ hồ. Triệu Bân hai mắt như đuốc, thuấn thân trốn vào hắc động, thẳng đến một phương đuổi theo. Vừa mới đó là hỗn độn mắt, ngoại giới, Lão Thần Côn lẩm bẩm một tiếng. Ba, năm trong nháy mắt sau, hắn mới nhíu mày. Không đúng, đó là thần minh chi nhãn. Như hắn kinh dị như vậy, còn có Triệu Bân tử phủ đám kia tiên vương, mỗi đều mi già trao lên, nho nhỏ một cái chuẩn tiên vương, cái nào mở thần minh chi nhãn, là bọn hắn cô lậu quả văn. Kết quả là, tất cả mọi người nhìn phía tới trước cái kia ba khó khăn huynh khó khăn muội. Tiếc nuối là, ba người cũng không biết, ký ức đều đã bị lau sạch sẽ. Không có người cho bọn hắn đáp án, thời khắc này Triệu Bân, cũng không rảnh phản ứng đến bọn hắn. Hắn vô tận thị lực, cực điểm mong nhìn hắc ám, có thể gặp một đoạn hỏa diễm, trong bóng đêm thiêu đốt, là thánh thú khí tức, mà lại là hoàng tộc thánh thú, đúng là hắn phàm giới tiểu kỳ lân. Phi thăng, còn có thể nhập không gian hắc động, Triệu Bân hỏi một câu. Chạy trốn như bức, còn có thể một cái làm đến thần giới. Ma vương ý vị thâm trường nói. Đương nhiên, đây là một loại cách nói khuếch đại, ít nhất thần giới chưa giải phong phía trước, phàm nhân phi thăng, là không thể nào vào thần giới. Bất quá, sử sách ghi chép, có phàm nhân một bước phi thăng thần giới tiền lệ, cái kia thần đồng dạng nam nhân, bây giờ còn sống tiêu tiêu sái sái, khí vận chỉ ba chữ hình dung, tiêu chuẩn. Tiểu gia hỏa, Triệu Bân thân như kinh hồng, một bên truy một bên la lên. Cũng không biết là khoảng cách quá xa, vẫn là hắc động quá lờ mờ, tiểu kỳ lân cũng không đáp lại. Bất đắc dĩ, Triệu Bân đành phải mãnh liệt tăng tốc độ. Một đường đuổi tới, hắn là càng đuổi càng kinh ngạc. Tiểu kỳ lân là bật hách sao, lại chạy nhanh như vậy. Không đúng, còn có một người, ma vương hai mắt híp lại. Kỳ lân bị đuổi giết, Triệu Bân hỏi. Như lời ngươi nói, ma vương cho xác định đáp án. Hắn thoại phương rơi, liền nghe sâu trong bóng tối, truyền đến tiếng oanh minh. Là tiểu kỳ lân ngừng, đang cùng người kia đánh nhau. Cũng đang bởi vì hai người đánh nhau, Triệu Bân lúc này mới đuổi kịp. Đánh thật xa. Liền nhìn thấy một cái như đỉnh núi Nga đại gia hỏa, chính là tiểu kỳ lân, trước kia là thú con,
thời gian qua đi hơn 100 năm, kích thước lớn không thiếu, còn có hắn huyết mạch chi lực, cũng bàng bạc không thiếu. Cái này đều bình thường. Chân chính để cho hắn kinh dị là, tiểu kỳ lân thể phách che một tầng ánh sáng màu vàng óng. Thần minh sức mạnh, Triệu Bân một mắt thấy rõ, khó trách tiểu kỳ lân chạy nhanh như vậy, nguyên là có thần minh sức mạnh gia trì, sau khi phi thăng vào hắc động, đây là nhân họa đắc phúc sao. Nhìn qua tiểu kỳ lân, hắn lại nhìn một vị khác. Là cái thanh niên mặc áo đen, mái tóc màu xanh có phần sáng rõ. Ai? Ma vương một tiếng nhẹ kêu, lông mày cũng theo đó trao lên, bên ngoài vũ trụ người. Bên ngoài vũ trụ, Triệu Bân nghe xong sững sờ, thuyết pháp này vẫn là đầu trở về nghe. Đến gần một chút, thấy không rõ. Ma vương nói. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Bân cũng đã giết đi qua. Thấy hắn, còn tại cùng thanh niên tóc lam đánh nhau tiểu kỳ lân, ngừng lại ánh mắt sáng như tuyết. Tiểu gia hỏa khóc, nước mắt rưng rưng, phi thăng 18 năm, hắc ám cũng làm bạn nó 18 năm, đi như thế nào đều không chạy được ra ngoài, còn thường xuyên có tồn tại quỷ dị, tìm hắn để gây sự, nếu không phải thần minh sức mạnh bảo hộ, nó sớm bị tha đi ăn. Oanh! Triệu Bân một bước rơi xuống, một chưởng đẩy lui thanh niên tóc lam. Đến nước này, hắc động ầm ầm mới chôn vùi, song phương cách hắc ám giằng co. A à, tiểu kỳ lân cũng như trước năm. Tùng bây giờ thể phách nguy nga như núi, vẫn như cũ a ngôn ngữ, thuận tiện, còn cần đầu to cọ sát Triệu Bân, nhìn tử phủ một đám tiên vương, tập thể hít khí lạnh, đại gia hỏa này như cọ bọn hắn một chút, trong nháy mắt liền lên quá không. Ta tới chậm, Triệu Bân nhẹ nhàng vuốt ve tiểu kỳ lân, nhà hắn tiểu thánh thú, những năm này tại hắc động, nên chịu không ít khổ. Hóa ra hai người nhận biết a, ma vương sủy đạp tay, thầm nghĩ, tất nhiên nhận ra, chờ một lúc tìm kỳ lân phóng một chút huyết. Tiểu gia hỏa này hẳn sẽ không cự tuyệt. Thật là bá đạo huyết thống. Thanh niên tóc lam nhạt đạo. Hắc động đa nhân tài a. Triệu Bân mở tiên nhãn, không che giấu chút nào nhìn lén. Nhìn qua, hai người bọn họ mắt sạch bốc lên kim tinh. Người này thật không đơn giản, thể phách có quỷ quyệt chi lực che lấp. Hắn cái này không để ý, liền bị lung lay mắt. Là bên ngoài vũ trụ không người nào nghi. Ma vương giọng điệu có phần xác định. Cái này cũng có thể nhìn ra. Triệu Bân truyền âm một tiếng. Nhìn bản nguyên cái nào, không phải cái vũ trụ này người, thể nội thì sẽ không có cái vũ trụ này bản nguyên. Thì ra là thế. Triệu Bân con mắt híp lại một phần, có thể ngửi ra đối phương bản nguyên khí hơi thở. Cầm đối phương bản nguyên so sánh với hắn đúng, đích xác không phải một đường. Bên ngoài vũ trụ người, sao chạy tới đây? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Quỷ mới biết, ma vương cũng tại quét lượng thanh niên tóc lam kia, hỗn thiên ma thần trong trí nhớ, nguyệt thần đã từng đi qua bên ngoài vũ trụ. Chính là không biết, có phải hay không vị này bản vũ trụ. Lại dài kiến thức, Triệu Bân hít sâu một hơi. Tiên giới càn khôn, hắn còn không có hiểu rõ đâu. Còn có thần giới, cũng còn chưa lên đi xem một chút đâu. Đột nhiên tới một cái vượt vũ trụ, cái này cao đại thượng, không mới lạ mới là lạ. Kỳ lân lưu lại, ngươi có thể đi. Thanh niên tóc lam nhàn nhạt một lời. Ngươi là muốn ăn đòn a? Triệu Bân lười nhác nói nhảm, một bước vượt qua hắc ám, sách đao chém liền. Thanh niên tóc lam không quá mức đại động tác, liền dứt khoát đứng cái kia không nhúc nhích. Chỉ biết đao mang rơi xuống trong nháy mắt, mới thấy hắn thể phách chấp lóe, càng là hư hóa. Hắn cái này hư hóa không sao, Triệu Bân bá tuyệt nhất đao, tại chỗ phách không. Một cái chớp mắt này, thanh niên tóc lam một ngón tay chọc lấy tới, đầu ngón tay quanh quẩn huyết quang, như kiếm tranh minh. Triệu Bân phản ứng không chậm, lại một bước phi thân sau đột, cưỡng ép tránh khỏi một ngón tay. Bên ngoài vũ trụ tới, quả nhiên siêu quần bạt tụy, hư thực chi đạo chơi rất nhiều lưu. Oanh! Không đợi hắn định thân, thì thấy nguyên thần lôi điện xé rách, không phải chân thực lôi điện, cũng thuộc về hư ảo, nhưng chính là loại này hư ảo lôi điện, tại độc hại hắn chân thân, đánh ra từng đạo khe rãnh, hết lần này tới lần khác, hắn còn cảm giác không thấy đau, hơn nữa vết thương kia, trường sinh quyết tái sinh chi lực, cũng khó khăn khôi phục. Coi chừng, hắn có đặc thù đồng tử, ma vương truyền âm. Đã nhìn ra, Triệu Bân định thân, nhìn thật sự rõ ràng. Thanh niên tóc lam con mắt, đã hóa thành kim sắc. Hắn nguyên trên thân tê liệt lôi điện, liền xuất từ cặp kia mắt vàng. Mà năng lực như vậy, ngược lại là cùng ma tử ma luân huyết tế có điểm giống, chỉ có điều, một loại là hỏa diễm hình thái, một loại là lôi điện hình thái. So sánh dưới, vị này càng tà dị, không nhìn nhục thân, công kích trực tiếp nguyên thần. Phá! Triệu Bân hét lên một tiếng. Lấy luân hồi chi lực tẩy luyện chân thân, cưỡng ép khử diệt lôi điện. Không còn lôi điện độc hại, trường sinh quyết dễ dùng,
nguyên thần bên trên vết thương tất cả khoảnh khắc khôi phục. Ngươi rất mạnh, thanh niên tóc lam nhạt đạo, trong tay hóa ra một thanh kiếm ánh sáng. Siêu quần bạt tủy, Triệu Bân cùng ma vương lẩm bẩm ngữ, lúc này chăm miệng một lời. Cái thanh kia kiếm ánh sáng rất là bất phàm, là lấy một loại cực lực lượng thần bí ngưng luyện ra tới, nếu là đoán không sai, là thời gian chi lực, cũng chính là nói, người này còn tu thời gian chi đạo. Chanh! Kiếm minh nổi lên, thanh niên tóc lam trong nháy mắt tiêu thất. Như thế quỷ quyệt chi pháp, chớ nói Tiểu Kỳ Lân, liền Triệu Bân cũng khó khăn bắt được đối phương chân hình. Siêu! Triệu Bân phản ứng không chậm, một bước Nazi, cưỡng ép tránh khỏi thuấn thân tuyệt sát. Tung như thế, vẫn có một đạo tuyệt diệt kiếm ý, đuổi theo hắn chém tới. Màu vàng huyết quang, thoáng hiện, hắn đầu vai nhiều một đạo vết kiếm. Không đợi hắn đứng vững thân hình, thanh niên tóc lam lại đến, vẫn là tuyệt sát nhất kiếm. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, phủ kín chữ triện bàn tay vàng, không nghiêng lệch nắm mũi kiếm, tạo hóa chi lực dong chơi giữa ngón tay, đem kiếm ý của đối phương, trong nháy mắt tháo sạch sẽ. Một cái chớp mắt này, thanh niên tóc lam mắt vàng có ánh lửa lóe sáng. Sau đó, thì thấy hai đạo khô diệt sấm sét phách chạm mà ra. Triệu Bân bỗng nhiên thông suốt vĩnh hằng thiên ngự, nửa trưởng thiên địa phòng ngự tuyệt đối. Bao! Sấm sét vỡ nát, nhưng hắn nguyên thần kiếm, lại đâm đầu vào bổ tới. Thanh niên tóc lam cũng là ổn ép một cái, lại hư ảo cơ thể, nguyên thần kiếm công phạt vô hiệu. Quang minh thân! Trong lòng Triệu Bân một quát. Thể phách ngừng lại tia sáng nở rộ. Phương pháp này thật tốt làm cho, hoàng thanh niên tóc lam kêu đau một tiếng. Hắn thân pháp vẫn như cũ quỷ quyệt khó lường, thuấn thân trốn vào hắc ám. Đi đâu? Triệu Bân tâm niệm khẽ động, diễn xuất vĩnh sinh vương tọa. Vương tọa nặng nề như núi lớn, tại chỗ bước ra thanh niên tóc lam. Nhưng, cái này còn xa xa không đủ, thanh niên tóc lam cũng có bí pháp hộ thể, màu vàng quang, như một đạo cứng rắn áo giáp, khỏa đầy toàn thân. Vĩnh hằng vương tọa sức mạnh, hơn phân nửa bị tháo bỏ xuống. Diệt! Thanh niên tóc lam một bước đứng vững, huy kiếm chém vỡ vĩnh hằng vương tọa. Triệu Bân từ thiên xuống, đầy trời chữ cổ diễn hóa, phong cấm hắc ám. Bực này cấp bậc giam cầm, phong được bản tôn. Thanh niên tóc lam một lời cô quạnh, quanh thân diễn mở một vệt kim quang sáng chói thái cực đồ, hắn là chân đạp âm dương, bày trận càn khôn, nhẹ nhõm phá đầy trời chữ cổ, không chỉ nhẹ nhõm phá, còn có thái cực chi lực chém tới. Đến tột cùng tu bao nhiêu đạo? Trong lòng Triệu Bân kinh ngạc, lật tay một trưởng vỗ diệt thái cực kiếm quang. Đổi thanh niên tóc lam phản công, hắn chống ra một phương đại giới, chính là một mảnh vũ trụ mênh mông, mỗi một viên tinh thần, đều lấp lóe đạo chi quang, cổ lão đại đạo thiên âm, vào trong vô hạn vang vọng, hắn đứng ở trong đó, tựa như một tôn bất hủ quân vương, khinh thường tứ hải bát hoang. Mở! Triệu Bân diễn vĩnh hằng dị tượng, mở ra vĩnh hằng tiên vực. Vạn vật tiên vực. Được vĩnh hằng quang huy, trong đó sông núi cỏ cây cũng như giống như tươi sống, cùng với ảo diệu đạo âm, tự động diễn sinh diễn hóa, hắn đứng ở trong đó, tựa như một tôn thần minh, có khí nuốt hạo vũ chi thế, sáng chói hoàng kim quang huy, chiếu rọi vô biên hắc ám. Phanh! Hai phe đại thế giới ầm vang chạm vào nhau, có hủy diệt vầng sáng hướng ra ngoài lan tràn. Triệu Bân tiên vực sụp đổ nửa bên, thanh niên tóc lam tinh không cũng nổ nát vụn không thiếu. Tiểu tử này được a? Ma vương là quần chúng, nhìn thổn thức không thôi. Không hổ bên ngoài vũ trụ tới, thanh niên tóc lam này chi chiến lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn, cùng cảnh giới giả, có thể vừa đối mặt sụp đổ Triệu Bân vĩnh hằng tiên vực người, cũng không thấy nhiều. Nói sụp đổ liền sụp đổ. Triệu Bân tàn phá tiên vực, trong nháy mắt tan vỡ. Mà thanh niên tóc lam tinh không, cũng hủy diệt hầu như không còn. Dị tượng sập, nhưng sự tình không xong, hai người một đông một tây. Mở bí thuật đối oanh, gì cái đao quang kiếm mang, gì cái trưởng ấn quyền ảnh, tất cả đầy trời bắn bay, mỗi có một lần va chạm mạnh, tất có như sấm ầm ầm, sáng chói ánh lửa, trong bóng đêm tràn ra một mảnh lại một mảnh. Ta, chỉ cần Kỳ Lân, thanh niên tóc lam lời nói ung dung. Đạo hữu sợ là suy nghĩ nhiều, Triệu Bân một lời rung động hắc ám. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người mới một lời không hợp lần nữa khai chiến. Bí thuật đối oanh, so trong tưởng tượng kéo dài hơn. Triệu Bân khí huyết thịnh vượng, mà thanh niên tóc lam, tinh khí cũng giống như cuồn cuộn không dứt, phá hủy 800 hiệp, đó là càng đánh càng dũng mãnh phi thường. Huyết mạch không kém vĩnh hằng thể. Ma vương một lời do dự, vô tận thị lực nhìn lén. Đáng tiếc, hắn chưa từng đi bên ngoài vũ trụ, cùng bên ngoài vũ trụ lịch sử, từ biết rất ít, nhìn không ra thanh niên tóc lam huyết mạch là lai lịch gì, chỉ biết người này huyết thống, không là bình thường mạnh, hơn nữa hắn sức khôi phục,
cũng dị thường bá đạo, đủ cùng vạn pháp trường sinh quyết sánh ngang. Đồng dạng cảm giác, Triệu Bân cùng thanh niên tóc lam đều có. Phàm cùng cấp bậc huyết thống, giữa hai bên đều có kiêng kỵ. Như hai bọn họ, thể nội bản nguyên, đều dị thường sao động. Oanh! Lại là nhất kích ngạnh hám, hai phe tất cả kèm thêm huyết quang. Triệu Bân sập nửa bên thể phách, thanh niên tóc lam cũng không tốt gì, thể phách cơ hồ tàn phế, lộ ra ngoài bên ngoài từng đoạn huyết cốt, óng ánh trong suốt, lại hư cùng thực giao thế thay đổi. Là ngươi bức ta, thanh niên tóc lam một lời không buồn không vui. Dứt lời, thì thấy một chùm sáng huy, từ hắn đỉnh đầu ngút trời mà ra. Đây không phải là quang huy, mà là một tôn tàn phá bảo tháp, toàn thân trên dưới tỏa ra ánh sáng lung linh, hơn nữa mang theo cuốn một cỗ hủy diệt uy thế, nghiền mảnh thế giới này, đều nổ tung sấm chớp. Trang bị tinh lương A, Triệu Bân hai mắt híp lại. Đó là một tôn cực đạo thần khí, chuẩn xác hơn nói là tàn phá thần khí. Có lẽ, thanh niên tóc lam vũ trụ, đối với thần khí không phải xưng hô như vậy, nhưng nhập ra tùy tục, tới cái vũ trụ này, pháp khí có rõ ràng phân chia, bảo tháp này đích thật là thần binh cấp. Có cho hay không, thanh niên tóc lam lại hỏi. Không cho, Triệu Bân mở vĩnh hằng chi môn. Tàn phá cực đạo thần binh, là hù không được hắn, lấy thanh niên tóc lam bây giờ tu vi, là xa xa không sử dụng ra được thần binh lực sát thương, nghĩ như vậy nhỏ hơn kỳ lân, vậy liền vừa mới phía dưới thôi. Ông, thanh niên tóc lam không còn nói nhảm, tại chỗ khôi phục thần binh chi uy. Triệu Bân nửa chút không sợ, sau lưng cửa lớn oanh một tiếng mở ra. Ma vương tinh thần tỉnh táo, Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, cũng đều ngồi bản bản chính chính, vĩnh hằng chi môn tuyệt đối công phạt, nhưng thanh niên tóc lam bảo tháp, có vẻ như cũng không phải đùa giỡn. Diệt! Chúng nhân chú mục phía dưới, bảo tháp quét ra hủy diệt chi quang. Cũng là tích tắc này, vĩnh hằng quang huy từ môn bên trong hoành phô. Hai tia sáng như khi trước dị tượng đại thế giới, ầm vang chạm vào nhau, khuấy động ra sáng chói ánh sáng choáng, như một đạo diệt thế đại thủ, được hủy diệt màu sắc, lướt qua hắc ám thế giới. Oanh! Vĩnh hằng chi môn sụp đổ, Triệu Bân kêu rên lui lại. Đối diện, thanh niên tóc lam cũng đẫm máu, treo ở đỉnh đầu bảo tháp thần binh, hoành lộn ra ngoài, trên tháp hào quang, trong khoảnh khắc chôn vùi, đáng sợ phản phệ, tới vô cùng mãnh liệt. Ta còn có thể lại tìm ngươi. Thanh niên tóc lam lưu lại một ngữ, quay người biến mất ở trong bóng tối. Triệu Bân ngược lại là muốn đuổi theo, nhưng đối phương cũng không lưu lại nửa điểm dấu vết. Có thể nhìn ra đầu mối. Triệu Bân nhìn phía ma vương. Rất thần bí, ma vương câu nói này, nói rất hàm xúc. Nếu là bản vũ trụ người, hắn cơ bản đều có thể nói ra cái nguyên cớ, nhưng mà bên ngoài vũ trụ đi. Rõ ràng không phải hắn có thể kết luận, thanh niên tóc lam này, trên thân nhất định cất giấu lớn bí mật. Triệu Bân không có hỏi nhiều, quay người ra hắc động. Thấy hắn, lão thần côn trước tiên xông tới. Lúc trước hắc động chiến nhiệt hỏa, ngoại giới cũng rất không bình tĩnh, hắn là bằng oanh minh tìm được cái này, gặp Triệu Bân thể phách nhuộm huyết, liền biết hắc động một nhóm có họa loạn, đối phương định không kém. Còn tốt, không có gì nguy hiểm, Triệu Bân trà sát khóe miệng máu tươi. Người cái này thần minh chi nhãn, lão thần côn tính thăm dò hỏi. Lời này vừa ra, Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, cũng đều dựng lỗ tai lên. Triệu Bân cũng không lộ ra, sợ hù dọa lão thần côn, dù sao đề cập tới chế tài giả. Đêm đó, hai người liền tất cả chạy vội đồ vật. Triệu Bân tiếp tục tìm người, lão thần côn thì trở về tiên tông. Hắn mang đi Linh Lung, Dương Huyền Tông cùng Tử Linh bọn hắn. Sớm đi mang về, cũng có thể sớm đi nhập ma hộp tu hành. Đến nỗi Tiểu Kỳ Lân đi, bị Triệu Bân lưu tại bên cạnh. Tiểu gia hỏa này có thần minh sức mạnh, dung hợp phía trước không nên nhập ma hộp tu luyện. Vĩnh hằng giới. Triệu Bân lúc đi vào, ma vương đang theo dõi thánh thú nhìn. Tiểu Kỳ Lân lại biến thành tiểu nhị A, đang khắp thế giới nhảy nhót, từ chỗ nào nhìn đều người vật vô hại, chỉnh ma vương thần sắc phá lệ kỳ quái, thật tốt một đầu tiểu thánh thú, thế nào như cái chó con. Gặp Triệu Bân đi vào, Tiểu Kỳ Lân phá lệ vui sướng. Hắc động 18 năm, nhưng làm nó biệt khuất hỏng. Có biết trái tim phi thăng tới cái nào? Triệu Bân hỏi. Tiểu Kỳ Lân có phần nhu thuận, ê a ngôn ngữ, đại khái ý tứ đi. Triệu Bân cũng nghe được hiểu, Kỳ Lân cùng Liễu Như Tâm là một khối phi thăng tiên giới, làm gì càn khôn sở trí, đem bọn hắn phân ly. Triệu Bân lại hỏi rất nhiều, tỉ như mẹ ruột của hắn. Tiểu Kỳ Lân tự hiểu đều lời, nó đều phải nhớ rõ tích. Ma vương cũng là nghe khách, đối với phàm giới chuyện cũng rất tò mò. Đến, Triệu Bân nghe trầm mặc, như hắn mẫu thân tiêu thất một chuyện, Tiểu Kỳ Lân nói tới,
cùng hắn thôi diễn, cơ bản không khác nhau chút nào, mẹ ruột của hắn, hơn phân nửa thực sự là một cái hóa thân. Tiểu Kỳ Lân sợ là mệt mỏi, ghé vào dưới cây ngủ thiếp đi. Nhưng Triệu Bân cùng Ma Vương đều biết, là bởi vì thần minh sức mạnh. Nói đến thần minh sức mạnh, hai người còn chuyên môn nghiên cứu một phen, là Kỳ Lân nhất tộc, thánh thú đi. Là cái cường đại truyền thừa, sao có thể không ra mấy tôn thần, đến nỗi vì sao tại hắc động, cũng không biết được, cùng thuộc thánh thú một mạch, Kỳ Lân kế thừa tiền bối sức mạnh không có tâm bệnh. Triệu Bân không có quấy giày, lại quay người ra vĩnh hằng giới. Hắn ngồi xếp bằng, lòng bàn tay treo lấy một tia màu tím huyết. Đây là thanh niên tóc lam huyết, là lúc trước tại hắc động đại chiến lúc, bị hắn vụng trộm mua lại, đừng nhìn chỉ một tia, lại ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, không hề yếu hắn vĩnh hằng máu tươi. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ a. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, một thân một mình nhìn rất lâu. Vũ trụ mênh mông vô cùng, hắn không biết bên ngoài vũ trụ ra sao phong quang, hơn phân nửa cũng như cái vũ trụ này, có đếm không hết vô tận yêu nghiệt. Như thanh niên tóc lam, chính là siêu quần xuất chúng một cái. Nghĩ như vậy, hắn đem cái này sợi máu tươi sáp nhập vào thể nội. Đáng tiếc, vĩnh hằng huyết cùng bài xích, đến không cách nào dung hợp. Hắn không có cưỡng cầu, tìm một đạo phù chú, đem máu tươi phong tồn. Chuyện giống vậy, thanh niên tóc lam lúc này cũng tại làm, đối phương trộm máu tươi của hắn, hắn sao có thể không vớt chút trở về, có thể nghiên cứu hơn nửa đêm, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ, cái vũ trụ này yêu nghiệt quá bất phàm. Cùng cấp bậc đối chiến, lại còn có hắn không lấy được. Giống, giống. Vĩnh hằng giới bên trong Kỳ Lân gào thét, mấy ngày không dứt. Là tiểu Kỳ Lân tại thuế biến, giấu tại thể nội thần minh sức mạnh, đang một chút dung nhập, giúp nó tẩy luyện huyết thống, cũng giúp hắn rèn luyện bản nguyên, cái này hai đi, cũng không lâu lột xác. Mai Linh Lung cùng Dương Huyền Tông bọn hắn phải đi trước. Bằng không, nếu hình tượng này không biết nên có nhiều phiền muộn. Cũng là từ nhân gian phi thăng tới. Bọn hắn tao ngộ, một cái so một cái lúng túng, vị này ngược lại tốt, vào hắc động cái gì vậy không có, không chỉ nhảy nhót tưng bừng, còn có nghịch thiên tạo hóa, nhân phẩm A. Thật sự rất trọng yếu, không có so sánh, liền không có tổn thương. Kỳ Lân huyết, ân, không tệ. Hôm nay Ma Vương, phá lệ có tư tưởng. Tiểu Kỳ Lân tại thuế biến, hắn đang trộm sờ cho người ta đổ máu. Triệu Bân toàn bộ làm như không có nhìn thấy, chờ xem. Có Ma Vương khó chịu thời điểm. Ân, đang chữa thương lúc, hắn chợt cảm thấy lưng mát lạnh. Bình thường loại tình huống này, cơ bản đều là có người nhòm ngó trong bóng tối. Hắn không nói nhảm, lúc này vận chuyển thiên cơ thuật, một đường truy tìm căn bản. Hắn không thấy rõ là ai, chỉ thấy đối phương mái tóc màu xanh. Rất rõ ràng, là thanh niên tóc lam, chính xác đa tài đa nghệ, tu đích đạo, đề cập tới rất nhiều lĩnh vực, đối với xem bói thôi diễn, lại cũng rất có tạo nghệ. Ta nhường ngươi nhìn trộm. Triệu Bân lấy thiên cơ chi lực, theo thôi diễn chém qua. Thanh niên tóc lam cũng không phải dựng, cũng lấy thôi diễn chém ra một đao. Đao kiếm va chạm, tại trong hư vô nhao nhao băng diệt, tác động đến không gian, nổ tung một mảnh lôi điện, thậm chí tại tinh không đi bộ người, cũng không khỏi ngước mắt, tiếng này lôi mình tới kỳ quặc. Thật thú vị. Thanh niên tóc lam một tiếng lẩm bẩm ngữ, không lại nhìn trộm. Đối phương cũng thông hiểu thôi diễn chi pháp, lại ngộ rất sâu. Như thế. Hắn không chiếm được nửa chút tiện nghi. Triệu Bân không rảnh phản ứng đến hắn, chỉ tính tâm chữa thương, thuận tiện còn cần thiên cơ chi lực lồng mộ thể phách, lại thêm cầm luân hồi cùng tạo hóa chi lực, cưỡng ép ngăn cách, tiết kiệm đối phương lại tới quấy rối. Phía sau mấy tháng, hắn cơ bản đều là ở trong đường hầm vượt qua. Hắn đi rất nhiều tinh vực, cũng mở rất nhiều lần thần minh chi nhãn. Kết quả, rất bất tận nhân ý, hao tổn rất nhiều thọ nguyên, lại một cái thân hữu đều không tìm được. Hắn không thư giãn, đi đến đâu tìm được cái nào. Dù chứ điểm nhi, Ma Vương liếc qua Triệu Bân. Vĩnh hằng thể sinh mệnh lực thịnh vượng, nhưng cũng không phải không có hạn độ. Như hàng này, thọ nguyên hao tổn như vậy, sớm muộn có một ngày phải ngã phía dưới. Chịu đựng được. Triệu Bân yên tĩnh ngồi ở trong thông đạo, mí mắt thỉnh thoảng đánh nhau. Thọ nguyên hao tổn quá nhiều, tinh lực theo không kịp, nhịn không được ngủ gà ngủ gật. Nhìn hắn một đầu kia tóc đen. Lại nhiều mấy sợi tơ bạc, mỗi động một lần thần minh chi nhãn, liền sẽ nhiều một tia, hắn là phong nhã hào hoa, nhưng như vậy hao tổn, vẻ già nua tử cũng tới nhanh. Mới tinh vực, che là một tầng tường hòa quang huy. Triệu Bân lại khai thần minh chi nhãn, một mắt mong tận vũ trụ minh mông. Chính là cái nhìn này, để cho hắn ảm đạm con mắt, lóe lên ánh sáng. Tìm nhiều tinh vực như vậy, cuối cùng là nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc.
Đó là Đan Huyền, Thiên Tông Linh Đan các trưởng lão. So sánh Dương Huyền Tông, Đan Huyền vận khí cũng rất không tệ. Ít nhất, hắn nơi phi thăng, là một mảnh tường hòa tiên thổ. Triệu Bân tìm đến lúc, đang gặp Đan Huyền đứng ở trước lò luyện đan an tĩnh luyện đan, cái này 18 năm qua, Đan Huyền chưa từng sống uổng, tu vi rất nhiều tinh tiến, thuật luyện đan cũng không phải năm đó có thể so sánh. Trừ Đan Huyền, mảnh này rừng trúc còn có một người khác. Đó là một cái thanh niên, đang ngồi ở dưới cây nhìn sách cổ. Hắn khí uẩn tự nhiên mà thành, có từng sợi đan chi khí, vần quanh hai bên, nhìn lên liền biết, cũng là một cái luyện đan sư, hơn nữa phẩm giai không chừng không thấp, tuyệt đối ẩn thế cao nhân. Ai nha, lại trốn nơi này, thấy thanh niên, Ma Vương tinh thần tỉnh táo. Như thế nào, người lại nhận ra, Triệu Bân liếc mắt nhìn thanh niên, lại nhìn Ma Vương. Thanh Thanh rõ ràng. Gì, ý tứ? Người nọ có tên, thế nhân cũng xưng Tam Thanh, hoặc Tam Thanh Đan Thần. Hắn là một tôn thần minh, Triệu Bân lông mày trao lên. Hóa thân, Ma Vương sủy đạp tay, bản tôn tại thần giới. Dám xưng Đan Thần, luyện đan thuật nên không cạn, Triệu Bân thầm nói. Ít nhất thời đại này, luận luyện đan thuật, không có người hơn được hắn. Ma Vương chậm chậm nói. Triệu Bân không có lại nói, nhấc chân xẻ tới. Sau đó, chính là đoàn một thanh âm vang lên. Rừng trúc có kết giới, lại là thần minh cấp kết giới, tung thần minh chi nhãn, lúc trước cũng không thấy rõ, nguyên nhân chính là không thấy rõ, mới một đầu đụng cái ngay ngắn, đâm đến đầu ông ông. Ai? Luyện đan Đan Huyền, hướng cái này phương liếc mắt nhìn. Nhìn qua, hắn ánh mắt sáng lên, lại là Triệu Bân. Hắn cái này nhoáng một cái thần nhi không sao, đan lộ oanh một tiếng nổ. Thật sao, tân tân khổ khổ 3 năm ngày, đến giải quyết xong là thất bại trong gang tấc. Đại La Thánh Tử, thật thanh nhàn cái nào, Tam Thanh Đan Thần cười cười. Còn tốt, Triệu Bân che che ót, bị thần minh kết giới chấn động đến mức không nhẹ. Đan Thần nhẹ phẩy tay, triệt hồi kết giới, nói thực ra, hắn nhìn xem tiểu bối vẫn là rất thuận mắt, so Trường Sinh Tiên thuận mắt, cái kia nhóc còn quá đứng đắn, thậm chí còn có chút cứng nhắc. Vị này khác biệt, là cái có thể kiếm chuyện nhân tài, có sức sống. Triệu Bân, Đan Huyền mặc dù đầy bụi đất, vẫn là trước tiên tiến lên đón. Theo năm đó Triệu Bân sông Hồng Trần Lộ, đã có 100 năm, thời gian qua mau a. Sư bá, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Triệu Bân cười nói. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, Đan Huyền so trong tưởng tượng càng kích động. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, tự có lời nói mãi không hết. Thậm chí là, Tam Thanh Đan Thần đều bị hai người bọn họ gạt đó. Tán gẫu qua, Triệu Bân không khỏi một tiếng cảm khái, vẫn là cầm Dương Huyền Tông làm so sánh. Thật cùng Đan Huyền không cách nào so sánh được, phải Đan Thần yêu ái, tự mình truyền thụ luyện đan thuật, đây là chí cao vinh hạnh. Chớ núp lấy, đi ra tâm sự a. Đan Thần lời nói mờ mịt. Nói thực ra, ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, Ma Vương đi ra vĩnh hằng giới. Ngươi xem ai thuận mắt qua. Đan Thần nở nụ cười, buông xuống sách cổ, trên bàn bày ra đồ uống trà, tự mình pha trà, cùng là xuất từ thần minh, hắn cùng với Ma Vương tất nhiên là có trò chuyện. Ma Vương từ không khách khí. Hai người bọn họ cũng coi như bạn cũ, ôn chuyện một chút vẫn là có thể. Sao cùng Đại La Thánh Tử góp một khối? Đan Thần cười nói. Thu hắn làm đồ nhi, Ma Vương chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Đan Thần tất nhiên là không tin, hàng này trong miệng thường xuyên không có gì lời nói thật, cùng năm đó Hỗn Thiên Ma Thần, thật giống nhau như vậy, không có cách nào, Nguyệt Thần mang hảo bái. Hắn sớm thành thói quen. Có thể hay không liên hệ nhà ngươi bản tôn, Ma Vương ực một hớp trà. Đang bế quan, Đan Thần không giấu giếm, cần chờ thần giới giải phong. Thần giới thế cục như thế nào? Ma Vương dứt khoát cầm lên ấm trà, hướng về phía hồ nước trực tiếp uống. Biết rõ còn cố hỏi, Đan Thần nói. Cái kia nhưng có Nguyệt Thần tin tức, Ma Vương truyền một lời. Thật lâu, cũng không thấy Đan Thần đáp lời, Nguyệt Thần tên, tựa như tại rất lâu một mắt liền đã thành cấm kỵ, thậm chí hắn cái này thần minh hóa thân, cũng không dám dễ dàng nhắc đến, liền sợ bị nghe lén. Mình hữu nghe xong không có gì, như bị làm loạn người nghe xong, lại là một hồi đại phiền toái. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không trả lời, mà là hắn cũng không biết Nguyệt Thần ở đâu. Chớ nói hắn, liền nhà hắn bản tôn cũng không biết, Nguyệt Thần liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Đêm, Triệu Bân rời Đan Thần rừng trúc. Hắn không mang đi Đan Huyền, so sánh Đại La Tiên Tông, Đan Huyền ở lại đây có vẻ như an toàn hơn, có một tôn thần minh hóa thân bảo hộ. Càng có thần minh hóa thân tự mình dạy bảo, đây là vinh hạnh lớn lao. Tới, thưởng ngươi. Vào thông đạo,
Ma Vương liền tùy ý ném tới một bộ thư quyển. Cái này, cũng không phải thông thường thư quyển, trong đó, ghi lại đan thần luyện đan áo nghĩa, hiếm thấy tới một chuyến, sao có thể không mang hộ chút đồ vật đi ra, hắn đối với luyện đan quả thực không có hứng thú gì, nhưng bên cạnh vị này, là cái luyện đan sư, bằng hắn thiên phú, nếu cho đầy đủ thời gian, năm nào nhất định siêu việt đan thần. Triệu Bân trơn tru đón lấy, mắt to một nhìn, ải nha. Đan thần bảo điển. Bảo điển đi, hắn gặp qua không ít, nổi danh nhất bất quá quỷ hoa phái cái kia bản. Mà cái này, rõ ràng cũng không đơn giản, treo đan thần hai chữ, rất cao thượng có hay không? Này làm sao có ý tốt? Triệu Bân cười ha ha, đã lật ra đến xem. Như hắn sở liệu, thanh nhất sắc luyện đan áo nghĩa. Còn có ngươi ngượng ngùng. Ma Vương mắt liếc, quay người trở về vĩnh hằng giới. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy Tiểu Kỳ Lân, đã tỉnh ngủ, đang bước ngạo kiều tiểu cước bộ hướng hắn mà đến. Ân, có tiền đồ. Ma Vương sờ cằm một cái. Tiểu nhị này a, bước đầu tiên thuế biến có vẻ như đã hoàn thành. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, thánh thú cũng như thế, nguyên nhân chính là tâm tình không tệ, nó mới muốn tìm Ma Vương trò chuyện nhân sinh một chút, người nào đó thừa dịp nó ngủ thả nó huyết, cũng không phải hảo hảo trò chuyện chút đi. Tiểu gia hỏa, tới, ta. Ngao ô. Không đợi Ma Vương nói hết lời, thì thấy Tiểu Kỳ Lân nhào tới. Đừng nhìn nó dáng vóc thấp, thể phách lại trầm trọng, một cái liền cho người nào nhấn đó. Phản ngươi. Ma Vương nói vô cùng tàn nhẫn mà nói, lại làm tối từ tâm chuyện. Nhưng, hắn nửa đoạn trước thân thể mới ra vĩnh hằng giới, một giây sau liền bị Tiểu Kỳ Lân túm trở về. Triệu Bân. Ngao ô. Chớ ép bản vương bão nổi. Ngao ô. Phía sau một màn, liền phá lệ không hài hòa. Yếu đuối Ma Vương, bị nện ngao ngao trực khiếu. Là hắn đánh giá thấp thằng nhãi con này, nãi hung nãi hung. Không tệ. Triệu Bân là cái hiếu học nhân tài, ngồi xếp bằng ngồi ở thông đạo, ôm đan thần bảo điển, nhìn tặc nghiêm túc, luyện đan lĩnh vực báu vật A. Nếu hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa, nhất phi trùng thiên không thành vấn đề. Có lẽ là hắn tâm thần xa vào, nghiễm nhiên bất giác Ma Vương thảm trạng. Cũng hoặc, hắn cố ý không có nhìn thấy. Bị đánh đi, có thể nói không phải một hồi tu hành. Chẳng biết lúc nào, vĩnh hằng giới bên trong kêu thảm mới chôn vùi. Đại Ma Vương quỳ, cũng ngất. Dòng dã một cái chữ lớn nằm dạp trên mặt đất, miệng phun bọt máu, cơ thể còn từng đợt run rẩy, lúc này nằm mơ, cũng là tại bị cẩu đuổi theo cắn. May dâu cá chê phải đi trước, nếu gặp hình tượng này, không biết nên có nhiều thoải mái, nhưng ngươi choáng nha lại hao ta dâu ria, nhìn, bị đánh a. A a, Tiểu Kỳ Lân tâm tình sảng khoái, đầy vĩnh hằng giới nhảy nhót. Đi lên, nó vẫn không quên dùng đồng tử nước tiểu, cho người nào đó tích trừ tà. Ma Vương một cảm giác này. Ngủ đã vài ngày. Mà mấy ngày nay, Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, nghiễm nhiên tâm không ngoại vật, đắm chìm bảo điển bên trong, khắc khổ cầu học. Như hắn, bị khóa ở tử phủ mặt trời lặn đại trưởng lão, cũng ánh mắt rạng rỡ. Hắn cũng coi như cái luyện đan sư, thấy vậy báu vật, không nóng mắt mới là lạ, thậm chí Triệu Bân nhìn bảo điển lúc, hắn cũng đi theo ngắm vài lần, cái kia đại triệt đại ngộ. Nhìn cũng không thấy gì, Thái Thượng Nữ Tiên Vương liếc qua. Đúng, nhìn cũng không thấy gì. Tại chỗ tiên vương, cơ bản đều là câu nói này. Lấy Triệu Bân nhiều tính, còn có thể nhường ngươi học lén. Nghĩ chuyện tốt a ngươi. Ngày thứ năm, Ma Vương tỉnh ngủ, cũng không biết bị đánh quá thảm, vẫn là ngủ quá mơ hồ, một người ngồi cái kia lẳng lặng ngẩn người, tám thành là đang hoài nghi rực rỡ màu sắc nhân sinh. Tiểu Kỳ Lân cũng có ý tứ, đúng như một cái tiểu nhị a, ở trước mặt hắn ngồi xổm bản bản chính chính, tròn vo hai mắt, liền như vậy nhìn chừng chừng, nhìn Ma Vương đều không dám động. Hắn không nhúc nhích, Tiểu Kỳ Lân lại tại lắc lắc cái đuôi. Cái này lay động không sao, Ma Vương lại vắt chân lên cổ chạy. Có đôi lời thế nào nói, một năm bị chó cắn, 10 năm sợ Kỳ Lân. Ngày thứ sáu, Triệu Bân cuối cùng là khép lại bảo điển, luyện đan áo nghĩa bác đại tinh thâm, 2-3 ngày là ngộ không thấu, hắn phải tìm cái thích hợp nhàn rỗi, thật tốt rèn luyện một chút luyện đan thuật. Nhưng nhìn đủ, Triệu Bân thấy bên trong tử phủ. Cái này xem xét. Mặt trời lặn đại trưởng lão ngừng lại một hồi mắc tiểu. Như hắn, bị phong chúng tiên vương, cũng là toàn thân lạnh siêu. Triệu Bân có phần khéo hiểu lòng người, lại cho đám người thanh trừ một chút ký ức. Đặc biệt là mặt trời lặn thần giáo đại trưởng lão. Còn nghĩ học trộm bảo điển, nghĩ hay lắm. Làm xong những thứ này, hắn mới nhìn hướng vĩnh hằng giới, hơi kém không cho hắn chọc cười. Ngày bình thường bức cách tràn đầy Ma Vương, lúc này đang đội một cái đầu ổ gà, đầy vĩnh hằng giới tán loạn.
sững sờ bị Tiểu Kỳ Lân dọn dẹp không còn cách nào khác, vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là tới như vậy. Nhìn qua ma vương, hắn lại nhìn Tiểu Kỳ Lân. Kỳ Lân bước đầu tiên niết bàn, đã hoàn thành, cần nện vững chắc căn cơ. Đằng sau, còn sẽ có mấy bước thuế biến, mãi đến thần minh sức mạnh hoàn toàn dung nhập. 3 ngày sau, hắn đi ra truyền tống vực môn. Lại là một mảnh mới tinh vực, hắn chưa từng tới bao giờ tinh vực. Thần minh chi nhãn trước tiên mở ra, lấy thượng đế góc nhìn quét nhìn tinh không. Nhìn lén sau đó, thấy hắn lông mi hơi nhíu, vùng tinh không này rất mênh mông, hắn có thể một mắt mong tận, chỉ có một chỗ, thấy là hoàn toàn mơ hồ, có sức mạnh thần bí ngăn cách hắn nhìn trộm. Đối với cái này, hắn không ngạc nhiên chút nào. Thần minh chi nhãn mặc dù có thể nhìn lén đại càn khôn, nhưng nếu đại càn khôn phía dưới, còn có dấu tiểu càn khôn, vậy thì nhìn không thấu, liền như thế khác cái này một chỗ, hắn thần minh chi nhãn thì nhìn không thấu. Bình thường chỗ như vậy, đều cùng thần minh có liên quan. Cũng chỉ thần minh chi lực, mới có thể cách trở thần minh chi nhãn. Hắn không thu con mắt, vô tận thị lực mong nhìn, vén lên từng tầng mông lung mây mù. Mà mấy cái này trong nháy mắt, tuổi thọ của hắn trôi qua tốc độ, so mọi khi nhanh hơn rất nhiều. Thời gian lâu dài, hắn khóe mắt còn trôi tràn máu tươi. Cái này, chính là siêu phụ tải dùng thần minh chi nhãn phản phệ. Trời không phụ người có lòng, vẫn thật là bị hắn nhìn thấu. Cái kia, là một mảnh chạy dài sơn mạch, trong núi có dấu đình đài lầu các, còn có cung điện cầu hình vòm, như vậy mong nhìn, bừng tỉnh giống như còn có thể nghe đạo âm, cổ lão tang thương, có rộng rãi chi ý. Thần minh cấp di tích sao? Trong lòng Triệu Bân một lời, còn tại cực điểm mong nhìn. Trong dãy núi như có bóng người, là một nữ tử. Cẩn thận phân rõ sau đó, hắn chảy máu con mắt lóe lên một vòng tinh quang. Là hắn một cái thân hữu, Đại Hạ Long Triều Hoàng Hậu, Vũ Linh Hoàng Phi. Để cho ta dễ tìm a. Triệu Bân lại quay người vào vực môn, thẳng đến phương kia truyền tống. Sau đó không lâu, hắn lấy thần minh pháp tắc trợ uy, bổ ra một đạo không gian. Tùy theo, thì thấy bàng bạc chi khí hướng tinh không mãnh liệt, một mảnh thật lớn thế giới lộ ra trước mắt, đúng là hắn lúc trước nhìn lén tiên thổ, mà Vũ Linh Hoàng Phi, liền tại đây mảnh di tích bên trong. Ai yêu uy? Ma vương cũng không đoái hoài tới Tiểu Kỳ Lân, một bước thoát ra vĩnh hằng giới. So với Triệu Bân, hắn nhìn mảnh này tiên thổ con mắt, liền phá lệ sáng chói. Ngươi nên nhận ra nơi đây, Triệu Bân hỏi một câu. Thái Tuyệt Sơn Phủ, ma vương cấp ra đáp án chuẩn xác. Chưa từng nghe qua. Thái Tuyệt Cổ Thần ngươi chắc có nghe thấy. Đây là Thái Tuyệt Cổ Thần phủ đệ, Triệu Bân lông mày trao lên. Là cái này không thể nghi ngờ, ma vương nói, nhấc chân bước vào tiên thổ. Triệu Bân vòng nhìn một chút tứ phương, cũng theo đó đuổi kịp, nơi này đích xác bên trong thành một càn khôn, đã thần minh phủ đệ, tự có siêu thoát thế ngoại che lấp, nếu không phải không gian đại thế giới có khuyết điểm, hắn cũng khó xé mở khe hở, đương nhiên, thủy tổ pháp tắc uy lực không thể bỏ qua công lao. Đến nỗi Thái Tuyệt Cổ Thần đi, thần sách bên trong là có ghi lại. Đó là một tôn cổ lão thần minh, so Thái Dương Thần càng cổ lão. Tương truyền, Thái Tuyệt Cổ Thần cũng là phàm nhân phi thăng, vào tiên giới một đường hát vang, nghịch thiên phong thần, có quan hệ hắn thần thoại, phần lớn là hậu thế bịa đặt, nhưng uy danh lại có 102 cổ kim. Coi chừng, âm thầm có cấm chế, ma vương nhắc nhở một tiếng. Đã nhìn ra, Triệu Bân tay cầm kim đao, cảnh giác vạn phần. Núi này phủ cùng ngày xưa chí tôn thành, có dị khúc đồng công chi diệu, tất cả thần minh còn sót lại, hơn phân nửa cũng có thủ hộ thần thú tại, nhớ tới chí tôn thành cái kia vài đầu đại gia hỏa, hắn liền đau đầu. Ở đây, từng trải qua đại chiến. Triệu Bân một lời do dự, nhìn rõ ràng. Không cần hắn nói, ma vương cũng lòng dạ biết rõ. Đoạn đường này đi tới, thấy nhiều đại chiến lưu lại cổ lão phế tích, có như vậy mấy chỗ, còn có chưa khô cạn máu tươi, quỷ hiểu được chôn bao nhiêu vong linh. Sinh sản ra tàn niệm ác niệm, bây giờ còn tại trong bóng tối tán loạn, tựa như từng cái lệ quỷ, dữ tợn đáng sợ. Khó trách tìm không ra, ma vương một tiếng nói thầm. Triệu Bân biết hắn lời nói bên trong ngụ ý, hắn lúc trước cũng đã nhìn thấu triệt. Mảnh này tiên thổ cũng không phải là đứng im bất động, là tại tinh không vừa đi vừa về du tẩu. Như thế, chưa có xác định không gian tọa độ, tất nhiên là không tìm thật kỹ, là hắn vận khí tốt, mở thần minh chi nhãn. Cũng trùng hợp Thái Tuyệt Sơn phủ lưu lạc đến mảnh tinh vực này, lúc này mới nhìn thấy. Oanh! Đang lúc đi, chợt nghe chỗ sâu tiếng oanh minh. Triệu Bân cau mày, giơ đao thẳng đến phương kia. Khai thần minh chi nhãn nhìn lén, đó là một cái tứ hợp viện, có mấy gian mộc mạc nhà ngói, mà Vũ Linh Hoàng Phi, ngay tại tứ hợp viện bên trong,
có không ít tà linh, đang chặn tại ngoài viện đi đến sông. Ma vương không theo tới, leo lên một đỉnh núi. Hắn như khảo cổ, cầm cái bát quái bàn xem đi xem lại. Bình thường cử động như vậy người, cơ bản đều là tại tìm bảo bối. Tốt xấu là một tòa thần minh còn để lại sơn phủ, nếu không có thứ đáng giá, quỷ đều không tin. Oanh, phanh. Ma vương tìm bảo bối lúc, chỗ sâu oanh minh mãnh liệt hơn. Mắt trần có thể thấy, cái kia tứ hợp viện bức tường đã sụp đổ. Không còn vách tường cấm chế cách trở, mảng lớn tà linh đã sát tiến đi. Thật muốn chết tại đây. Vũ Linh Hoàng phi tay cầm tiên kiếm, vừa đánh vừa lui. Từ phi thăng tiên giới, nàng liền đến cái địa phương quỷ quái này, lại nhất khốn chính là 18 năm, gặp đêm tối liền có tà ma làm loạn, nếu không phải tìm được cái này tứ hợp viện, nếu không phải nơi đây có cấm chế, nàng sớm bị tà linh tha đi ăn, bây giờ, cấm chế đã hư hao, cũng lại bảo hộ không được nàng. Giống, tà linh như nước thủy triều như biển, thật sự như địa ngục leo ra ác quỷ. Bọn chúng đã công hãm tứ hợp viện, từng đôi con mắt tinh hồng muốn chảy máu. Vũ Linh Hoàng phi lui vào một gian nhà ngói, gương mặt đã tái nhợt không huyết sắc, không cần bao lâu, gian phòng này cũng biết sụp đổ, nàng lui không thể lui, nghênh đón nàng chính là quỷ môn quan. Oanh! Thời khắc nguy cấp, Triệu Bân từ trên trời giáng xuống, một bước đạp đại địa động rung động. Đầy sân tà linh, bị chấn diệt một mảng lớn, tiếng kêu rên vô cùng thê lương. Lan! Triệu Bân một đao quét ngang, liền tà linh mang viện tử, cùng nhau càn quét thành cho. Liền cái này! Còn có không sợ chết sông về phía trước, càng thuộc một cái ba đầu sáu tay tà linh hung nhất, nó hình thể nguy nga, chừng cao ba, năm trượng lớn, bạo ngược chi khí không hề yếu tiên vương. Ông! Súng bắn chim đầu đàn, Triệu Bân tất nhiên là lấy nó khai đao. Tà linh vừa mới xông lên, liền bị hắn một đao chặt diệt. Một đao này, đầy đủ lực uy hiếp, còn chuẩn bị nhào lên tà linh, giống như thủy triều thối lui, nhìn Triệu Bân con mắt, cũng đầy chứa sợ hãi, người này có vẻ như không dễ chọc. Không chiến thì tốt hơn. Tà linh lui, Hoàng Phi mới từ trong phòng đi ra, đầy mắt khó có thể tin. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, người này là Triệu Bân, thế gian giữa mùa hè tông thánh tử. Triệu Bân từng bước đi tới, bàn tay đặt ở Hoàng Phi đầu vai, có vĩnh hằng bản nguyên rót vào, giúp hắn khử diệt thể nội sát ý, may hắn tới, bằng không, Hoàng Phi tối nay chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới gặp lại, càng là tình trạng như vậy. Hoàng Phi cười tang thương. Tuế nguyệt như đao. Lúc đến lộ quá dài, Triệu Bân cười bên trong có rất nhiều mỏi mệt. Phi Nhi có còn tốt? Tại Tiên Tông chờ các ngươi đoàn tụ. Như thế, rất tốt. Vũ Linh Hoàng Phi một lời nghẹn ngào, đã là hai mắt đẫm lệ. Nàng cho là, nữ nhi của nàng chết sớm, mãi đến Triệu Bân hóa thân hạ phàm, mới biết được bí mật, thế gian lại còn có luân hồi, nàng cái kia số khổ hài tử, thực sự là được thượng thương quan tâm. Hoàng đế đâu, Triệu Bân đưa mấy khỏa chữa thương đan dược. Vào tiên giới liền chia lìa, Hoàng Phi trong mắt nhiều lo nghĩ. Hắn không phải đoản mệnh người, Triệu Bân trấn an nở nụ cười. Người nào, tới, ma vương bên kia truyền đến kêu gọi. Triệu Bân không nói nhiều, phật tay đem Hoàng Phi thu vào vĩnh hằng giới. A, Tiểu Kỳ Lân gặp nàng phá lệ vui sướng, chạy tới liền dùng cái đầu nhỏ cọ sát. Hoàng Phi nhiều kinh ngạc, cũng là phi thăng tới tiên giới, tiểu gia hỏa này bây giờ khí tức, đè nén để cho nàng thở không nổi. Nhìn ra được, tiểu trong cơ thể của thánh thú có một cỗ lực lượng đáng sợ. Bên này, Triệu Bân đã rơi vào đỉnh núi. Ma vương không nói gì, chỉ phía xa một phương. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, đang gặp phương kia dị sắc dâng lên, đủ loại dị tượng đủ loại diễn dịch, có thể gặp thương long xoay quanh, có thể gặp phượng hoàng khởi múa, còn có một đầu nguy nga bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Khai thần minh chi nhãn xem, ma vương ực một hớp rượu. Cần gì hắn nói? Triệu Bân cũng đã mở, lấy thượng đế góc nhìn nhìn trộm. Xong, liền nghe hắn kêu đau một tiếng, hai mắt sừng lại có máu tươi trôi tràn. Cái này hai mắt thật là tốt dùng, nhưng thần minh càn khôn, cũng không phải ai nghĩ nhìn liền có thể nhìn, cứng rắn muốn đi xem đến tột cùng, cái kia phải làm dễ bị phản phệ chuẩn bị, như hắn, liền bị lung lay mắt. Trông thấy gì, ma vương chọc chọc Triệu công tử. Tựa như là một thanh kiếm, Triệu Bân vuốt vuốt hai mắt. Thái tuyệt thần kiếm. Ma vương con mắt ngừng lại bóng loáng. Thần kiếm. Triệu công tử nghe, cũng không khỏi tinh thần tỉnh táo. Thái tuyệt cổ thần như thế rộng thoáng sao, bản mệnh khí cũng ở lại đây. Giúp ngươi khai thần minh chi nhãn, quá sáng suốt. Ma vương mang theo bát quái bàn, chạy thẳng tới phương kia thiên địa. Hắn lời nói không giả, nếu không có thần minh chi nhãn, thật đúng là tìm không thấy cái này thái tuyệt sơn phủ,
nếu không có thần minh chi nhãn, cũng tìm không ra nơi này sơ hở, chớ nói chi là chạy vào tản bộ. Siêu! Triệu Bân như bóng với hình, ánh mắt cái kia rực rỡ sinh huy. Đợi cho phương kia, hai người mới gặp chân tướng, đích thật là một thanh kiếm, treo ở một tòa trên tế đàn, nhưng cũng không phải là chân thực, mà là một đạo kiếm ảnh, có thần minh hào quang bao phủ kiếm thể. Nhìn tế đàn tứ phương, phủ kín hài cốt. Hơn phân nửa là tầm bảo giả, chôn ở nơi đây. Không có thần khí, ma vương lông mày chọn lão cao. Triệu Bân cũng bốn phía mong nhìn, thần binh bị cầm đi sao? Không nên a. Ma vương lại móc ra bát quái bàn, vùi đầu một hồi hí hoáy. Triệu Bân thì mang theo đao, vòng quanh tế đàn ngoại vi vừa đi vừa về xoay quanh. Phiến thiên địa này cũng không thể tùy tiện đặt chân, đầy đất hài cốt chính là chứng minh tốt nhất, vô tận năm tháng, có trời mới biết nơi đây tới qua bao nhiêu người, đại lão định không thiếu, đều chết thảm ở đây. Xem phương đông, ma vương từ bát quái bàn thu con mắt. Ta cái này thọ nguyên cái nào? Triệu Bân lại mạnh mẽ mở rộng tầm mắt. Xem xét như vậy, đông phương thiên địa lại cũng có như thế một tòa tế đàn. Mà tòa kia trên tế đàn, cũng treo lấy một đạo giống như ngầm phát hiện kiếm ảnh. Trận pháp. Trong lòng Triệu Bân một lời, thuận tiện nhìn sang nam bắc hai phe. Thật sao, cái kia hai phe cũng có tế đàn, hơn nữa đều treo lấy kiếm ảnh. Thật đúng là như hắn sở liệu, đây là một tòa đại trận, bốn tòa tế đàn bao quát trên tế đàn kiếm ảnh, tất cả đại trận trận cước, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, dù sao đây là thần minh trận pháp. Người giỏi lắm thái tuyệt, chơi rất tuyệt a. Ma vương mắng một tiếng. Thần minh cấp tứ tượng đại trận, thần binh nên ở giữa. Triệu Bân nói. Mở không ra, ma vương hít sâu một hơi. Không thử một chút thế nào biết, Triệu Bân nhìn một chút dưới chân. Thiếu một vật. Chìa khóa. Như lời ngươi nói. Ma vương lên như diều gặp gió, vòng nhìn một chút tứ phương, nơi đây càn khôn, không phải tứ tượng đại trận, là thần minh cấp bát hoang đại trận, không chìa khóa liền không mở ra được môn hộ. Có biết chìa khóa là gì? Triệu Bân lại bước lên mặt đất. Không biết, ma vương khẽ gật đầu, hơn phân nửa là một cái tín vật. Thái tuyệt một mạch tín vật. Cũng có lẽ, là thái tuyệt một mạch huyết thống. Cái này, Triệu Bân một mặt lúng túng, cũng không biết tín vật là gì, cũng không có nhắc nhở. Ma vương rõ ràng không nỡ lòng bỏ đi, lại mang theo hắn bát quái bàn, tại núi trong phủ chạy tới chạy lui, hiếm thấy đụng cơ duyên này, cái nào cam lòng rời đi, nếu muốn đi cũng phải làm rõ chìa khóa là gì. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, đầy thái tuyệt sơn phủ vọt, đi đâu đều không quên thôi diễn. Còn có hắn thần minh chi nhãn, cũng liên tiếp mở ra, khó tránh khỏi liền có thể tìm được manh mối. A, Tiểu Kỳ Lân hoạt bát chạy ra, như cái chó sù, ngửi tới ngửi lui. Mà Triệu Bân tử phủ một đám tiên vương, thì như quần chúng, nhìn cái này ba đặt cái kia tìm bảo bối. Không biết vì sao, bọn hắn đều có một loại chờ mong mở đại trận, phải vậy quá tuyệt thần kiếm. Trong truyền thuyết thần minh, nên bá thiên tuyệt địa, đúng lúc đuổi kịp, mở mắt một chút. Tiểu tử này khí vận, chính xác nghịch thiên cái nào. Chờ mong ngoài, chúng tiên vương vẫn không quên tụ tập thổn thức. Bọn hắn có một loại dự cảm, hàng ngày có thể nảy ra đi thái tuyệt thần binh. Oanh! Không lâu sau đó, sơn phủ một phương truyền đến một tiếng oanh minh. Triệu Bân cùng ma vương nghe được, đều trước tiên giết tới. Tới nhìn lên, mới biết là Tiểu Kỳ Lân. Đánh vỡ một tòa địa cung. Triệu Bân nhíu lông mày, ma vương thì trách mắt nhìn Triệu Bân, ánh mắt phá lệ kỳ quái, người mẹ nó có thần minh chi nhãn, không hay biết cảm giác nơi đây có càn khôn, địa cung này rõ ràng có bảo bối. Triệu Bân xem thường, thần minh chi nhãn tại sơn phủ, có vẻ như không ra thế nào dễ dùng. Cũng như lúc trước nói tới như vậy, đại càn khôn phía dưới còn cất giấu tiểu càn khôn đi. Phải biết, đây chính là thần minh cấp di tích, thần minh càn khôn cũng không phải bầy nhìn. Tiểu Kỳ Lân một tiếng gào rít, đã nhảy vào địa cung. Triệu Bân cùng ma vương một trái một phải, nhao nhao đi vào theo. Địa cung rất lớn, cũng đích xác có bảo bối, là một khỏa tàn phá đan dược, hiện ra kim sắc quang, có long khí quanh quẩn, có phượng hoàng dị tượng phối hợp, toàn bộ địa cung cũng là đan hương xông vào mũi. Đó là, trường sinh bất lão đan, ma vương một tiếng kinh ngạc. Trường sinh bất lão đan. Triệu Bân con mắt không khỏi chớp lóe. Tại phàm giới cũng không ít nghe nói loại đan dược này. Trước kia, vì tìm trường sinh bất lão đan, hắn cùng với Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ tổ đội vào ma vực, đến, đan dược không có tìm được, lại tìm Bồ Đề Hoa, Sở Không Xương còn bởi đó chôn ở ma thổ. Không nghĩ, tới tiên giới nhìn thấy hàng thật. Bất diệt ma quân có thể luyện ra bực này cấp bậc đan dược.
Triệu Bân một tiếng nói thầm. Càng nghĩ, khả năng này rất nhỏ. Khó tránh khỏi, mà quân trước kia luyện ra bất lão đan là cái đồ dỏm. Vì đi chỉ có nửa viên, mà vương ánh mắt kỳ quái. Thái tuyệt cổ thần ăn để thừa, Triệu Bân sờ cầm một cái. Nói tới nói lui, hai người đều không hướng phía trước góp, nửa viên trường sinh bất lão đan treo ở trên tế đàn, mà tế đàn bốn phía thì đầy cấm chế, có thể nghe kiếm minh, nên một loại đáng sợ kiếm trận. Ngươi, đi qua thử xem. Ma vương sủy đạp tay, nhìn sang Kỳ Lân tiểu thánh thú. Kỳ Lân không nói chuyện, một tiếng ngao ô đại biểu tâm tình vào giờ khắc này. Ông, vẫn là Triệu Bân trực tiếp, tiện tay ném qua đi một tôn lư đồng. Nhưng, không đợi lư đồng rơi xuống đất, liền chịu tế đàn thủ hộ kiếm trận. Phía sau một màn, không khó đoán trước, lư đồng bị đánh cái hiếm ba nát. Bại ra đồ chơi a. Triệu Bân tử phủ bên trong chúng tiên vương, đều một hồi thịt đau. Trong đó, càng thuộc La Sát Cung một cái tiên vương khó chịu nhất, chỉ vì, Triệu Bân ném qua đi tôn kia lư đồng, là bổn mạng của hắn pháp khí, bởi vì tế đàn thủ hộ kiếm trận, nát một chỗ. Hảo đan dược. Vẫn là mặt trời lặn thần giáo đại trưởng lão, tham lam liếm liếm lão đầu lưỡi. Không chỉ hắn, tại chỗ bất luận cái gì một tôn tiên vương cơ bản đều là bực này thần thái. Trường sinh bất lão đan cái nào, bọn hắn chỉ nghe qua, vẫn là đầu hẹn gặp lại, mặc dù vẻn vẹn có nửa viên, lại hàng thật giá thật, ngay cả hỗn thiên ma vương đều kết luận, viên đan dược kia tuyệt đối sẽ không là giả. Thật là bá đạo thủ hộ kiếm trận, trong lòng Triệu Bân một lời. Tiên vương pháp khí A, vẫn là đỉnh phong cấp, vừa đối mặt liền bị đánh nát. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, thái tuyệt cổ thần cấm chế, như thế nào đồng dạng mặt hàng. Nho nhỏ kiếm trận, ngăn được bản vương. Ma vương bức cách tràn đầy, cầm Triệu Bân đao trong tay, đi thẳng đi qua. Không hổ là xuất từ thần minh chủ, hắn đích xác có chút vốn liếng, giết vào trong kiếm trận, liền một trận chém vào, cũng không biết hắn tại bổ gì, chỉ biết kiếm trận bí văn, liên miên sụp đổ. Triệu Bân từng khai thần minh chi nhãn nhìn qua, ma vương đao đao thẳng tới yếu hại. Mà hắn tử phủ bên trong một đám tiên vương nhóm, liền không có hắn bực này nhãn giới. Bọn hắn thấy, chỉ tôn kia ma đầu xâm nhập kiếm trận, chơi bạc mạng đùa nghịch đại đao. Phá! Không lâu, liền nghe ma vương một tiếng quát mắng. Hắn phá kiếm trận, mở ra một con đường. Lộ mở ra không sao, treo ở tế đàn bất lão đan, thì vèo một tiếng vọt ra ngoài. Cái nào chạy? Canh giữ ở ngoài trận Triệu công tử, cách không dò xét tay. Nhưng hắn, nghiêm trọng đánh giá thấp viên thuốc viên này năng lực. Không đợi hắn chạm đến, thì thấy bất lão đan vượt qua không gian. Ai nha? Không chỉ Triệu Bân cùng Tiểu Kỳ Lân, ngay cả ma vương đều lông mày cao gầy. Rất rõ ràng, đan này có siêu cao linh trí, lại có thể thi bí pháp. Càng quỷ quái còn tại đằng sau, bất lão đan chân trước vừa vượt qua không gian, một giây sau, liền trở nên huyễn hình thái, thành một cái kim y tiểu thiếu nữ, nhìn Triệu Bân cùng Kỳ Lân một hồi kinh ngạc, liền bọn hắn đều như vậy, càng chớ nói một đám tiên vương, vô luận nam nữ, đều hai mắt tròn trịa. Ha ha ha, đám người mong nhìn lên, thiếu nữ mặc áo vàng đã chuồn ra tòa này địa cung. Nàng cười có phần thanh linh, nghiễm nhiên một cái không dành thế sự hài tử. Siêu, Triệu Bân tựa như một đạo kinh hồng, trước tiên đuổi theo. Kỳ Lân chân cũng trơn tru, a lấy cái đầu lưỡi đuổi sát không buông. Ngược lại là ma vương, lần này tình cảnh có chút lúng túng, lại bị khóa ở trong kiếm trận, là hắn phá kiếm trận không giả, nhưng hắn xem thường thái tuyệt cổ thần thủ đoạn, nơi này trận pháp, còn giấu giếm đại càn khôn, có thể tự động chữa trị, trong thời gian ngắn vẫn thật là ra không được. Ngươi là thật tuyệt a. Ma vương thầm mắng, lại tại trong trận đùa nghịch đại đao. Đến nỗi bất lão đan, Triệu Bân còn có thể bắt không đến. Oanh, phanh, địa cung bên ngoài, đã là nổi lên oanh minh. Thiếu nữ mặc áo vàng một mực chạy, Triệu Bân thì một đường truy một đường đánh, đương nhiên không hạ tử thủ, phải đem hắn bắt sống, nghiên cứu thật kỹ một phen, trong truyền thuyết bất lão đan, còn có thể hóa hình người. Tiểu muội muội, ta là người tốt, Triệu Bân hô một tiếng. Thiếu nữ mặc áo vàng không nghe hắn nói linh tinh, người tốt người đuổi theo ta đánh. Triệu Bân hít sâu một hơi, lại không che giấu, tế một tôn tiên vương cấp bình ngọc, biến vô cùng to lớn, miệng bình hướng tiểu thiếu nữ, cường đại nuốt hết chi lực. Tịch thiên quyển địa. Thiếu nữ mặc áo vàng xem thường, lại là một bước vượt qua. Chờ Triệu Bân cùng Tiểu Kỳ Lân sát đến, nàng đã trốn vào hư vô. Xong việc, thì thấy một đạo kiếm quang chém xuống, bẻ gãy nghiền nát. Triệu Bân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ chịu một kiếm, đừng nhìn thiếu nữ không có gì lệ khí,
nhưng đạo kiếm quang này, lực sát thương lại là không tầm thường, lấy Triệu Bân cường hãn thể phách, lại đều đẫm máu. Sao tinh nghịch như vậy? Triệu Bân vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, ức vạn sấm sét xé rách. Sấm chớp tụ tập, hóa thành một tôn nguy nga như núi bảo tháp. Tiếp đó chính là oanh một tiếng vang dội, thiếu nữ mặc áo vàng bị trùm ở trong đó. Ta tức giận. Thiếu nữ mặc áo vàng nắm tay nhỏ nắm chặt, lại một quyền đánh xuyên bảo tháp. Triệu Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, kim thân đại thủ cách không bắt tới, nhẹ nhõm đem hắn bắt được, mặc cho thiếu nữ mặc áo vàng như thế nào giãy giụa, đều giãy giụa mà không thoát hắn bàn tay gò bó, bị triệt để chấn áp. Sao không chạy? Triệu Bân cười nói. Ngươi khi dễ ta, thiếu nữ nước mắt rưng rưng. Triệu Bân một tiếng gượng cười, cái này đan dược thật có ý tứ. Hắn gặp qua rất nhiều tiên đan, thuộc cái này nhất là thanh kỳ. Nàng không phải đan dược. Ma vương tới, toàn bộ đầy bụi đất. Thái tuyệt cổ thần đi, đào một tay hảo hố, mà hắn chính là vào hố giả, bị tòa kia kiếm trận, làm dị thường chật vật, nếu không phải hắn có phần hiểu trận pháp, khó tránh khỏi đã bị chém thành cho bụi. Không phải đan dược, Triệu công tử không khỏi nhíu mày. Nàng ăn qua bất lão đan, ma vương lời nói ung dung. Không thể a, Triệu Bân vô ý thức nhìn thiếu nữ mặc áo vàng. Vì thế, hắn còn không tiếc mở thần minh chi nhãn, đó là càng xem ánh mắt càng kỳ quái, thật đúng là như ma vương lời nói, nhà đầu này ăn qua trường sinh bất lão đan, cái này mới có bất lão đan bề ngoài, lúc trước sở dĩ không nhìn ra, tất cả bởi vì thiếu nữ thể nội có thần minh sức mạnh, mê hoặc nhìn lén. Ngươi là ai? Ma vương nhìn không chớp mắt. Ta cũng không biết, thiếu nữ bị dọa phát sợ. Không biết dễ nói, ma vương trực tiếp siêu hồn gọi nàng. Tìm tới, ma vương nhíu mày, không trách hắn như thế, chỉ vì thiếu nữ này ký ức, là một mảnh hỗn hỗn độn độn, cùng trống không không khác, cũng chính là nói, thiếu nữ mặc áo vàng không có lửa hắn. Bất lão đan vị gì? Triệu Bân chọc chọc thiếu nữ mặc áo vàng. Ngọt ngào, so sánh ma vương, thiếu nữ nhìn Triệu Bân càng hợp mắt. Triệu công tử cũng có ý tứ, từ thiếu nữ thể nội nhiếp ra một giọt máu tươi. Ăn qua bất lão đan người chính là không giống nhau, máu tươi đều kèm theo lấy đan hương. Nếu đem nàng nuốt, định cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Mặt trời lặn đại trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Anh hùng sở kiến lược đồng, chúng tiên vương tập thể gật đầu. Bên này, Triệu Bân cùng ma vương còn đỉnh đầu đầu nghiên cứu thiếu nữ tóc vàng. Dù là hai người bọn họ cơ trí, cũng không hiểu rõ thái tuyệt cổ thần ý gì. Đem nuốt qua không lão đan thiếu nữ, phong tại tế đàn, có gì đặc biệt ngụ ý? Nàng, sẽ không phải là chìa khóa a? Triệu Bân nhỏ giọng nói. Có khả năng này, ma vương suy nghĩ trong lòng cùng Triệu Bân không khác nhau chút nào. Kết quả là, hai cái này đần độn đem thiếu nữ xách đi, thẳng đến bát hoang đại trận. Thiếu nữ mặc áo vàng còn nghĩ chạy, nhưng mấy lần giãy giụa sau, lại là khó phá phong cấm. Liền cái này. Sau đó không lâu, hai người tới một cái sơn cốc. Vô luận tứ tượng đại trận, vẫn là bát hoang đại trận, trung tâm trận cước đều ở đây ngọn núi cốc, hoặc có lẽ là, hai trận là một cái trung tâm, chỉ có điều, bực này càn khôn người bình thường nhìn không ra, nếu không phải Triệu Bân thần minh chi nhãn, cộng thêm một cái vạn sự thông ma vương, bằng không cũng tìm không ra. Tòa sơn cốc này không có gì lạ thường, ít nhất chúng tiên vương không nhìn ra nguyên cớ. Triệu Bân cùng ma vương lại khác biệt, thuần thục liền khám phá càn khôn. Ông, cùng với một tiếng ầm ầm, có một tòa tế đàn từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Cùng với những cái khác tế đàn không giống nhau chính là, tòa tế đàn này toàn thân trên dưới cũng là hư ảo, kèm thêm trên đó bí văn, cũng là giống như ngầm hiện, trừ này chính là tia sáng, thần minh tia sáng. Đừng sợ, Triệu Bân rất tự giác, đem thiếu nữ mặc áo vàng bày đi lên. Thiếu nữ sợ là thật dọa sợ, như cái băng điêu, ngồi cái kia cũng không nhúc nhích. Tích tắc này. Bao quát ma vương cùng Triệu Bân ở bên trong, đều chờ đợi chứng kiến kỳ tích. Thật lâu, cũng không thấy tế đàn có dị dạng. Thật lâu, cũng chưa thấy trận đài trận văn lưu truyền. Triệu Bân nhìn cau mày, ma vương cũng xủy tay, suy đoán của bọn hắn có vẻ như không đúng. Thiếu nữ mặc áo vàng này, rõ ràng không phải chìa khóa, nhưng thái tuyệt cổ thần đem thiếu nữ phong đây là gì ngụ ý. Hai người không hiểu rõ, chúng tiên vương cũng là không hiểu ra sao. Thái tuyệt cổ thần tâm tư, bọn hắn rõ ràng nhìn không thấu. Oanh! Đang lúc Triệu Bân cùng ma vương phiền muộn lúc, chợt nghe vĩnh hằng giới một tiếng oanh minh. Hai người ngoái nhìn lên, đang gặp dị sắc dâng lên, là Hoàng Phi Tiến Giai Tu Vi. Cũng là một khỏa rau xanh, ma vương sờ một cái ba, theo con mắt còn liếc mắt nhìn Triệu Bân. Có lực không có tí sức lực nào,
Triệu công tử ánh mắt phá lệ tà. Hai hàng như vậy bốn mắt vừa đối mắt, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên một cái. Lão phu bấm ngón tay tính toán, nàng có thể là chìa khóa. Vô duyên vô cớ phi thăng tới này, có khả năng này. Triệu Bân duỗi tay, rất tự giác mời ra Vũ Linh Hoàng Phi. Hắn là cẩn thận từng ly từng tí, đem thiếu nữ ôm xuống, đem Hoàng Phi nhẹ nhàng bày tại trên tế đàn. Vũ Linh Hoàng Phi từ không rõ ràng cho lắm, nghiễm nhiên không hiểu ra sao. Ngược lại là thiếu nữ mặc áo vàng, nhìn Hoàng Phi ánh mắt không ra thế nào bình thường. Vẫn là một hồi lâu, cũng không thấy tòa tế đàn này có nửa phần khác thường. Nàng, cũng không phải chìa khóa. Có phải hay không còn thiếu một chút gì? Nếu không thì, người đi lên thử xem. Ta cho là, thả nàng đi lên càng đáng tin. Hai người ngươi một lời ta một lời, cũng không biết là nói chuyện phiếm vẫn là nói nhảm. Nói đi, Triệu Bân thật lại đem thiếu nữ bầy đi lên, Thái Tuyệt cổ thần đem vị này phong ấn tại này, hẳn không phải là bầy nhìn, luôn có chút công dụng, thí dụ như, mở cái này bát hoang đại trận. Đừng nói, cái này đích xác dễ dùng. Yên lặng tế đàn, tại kịch liệt ông rung động. Tùy theo, chính là một tầng thần minh hào quang. Chanh, bốn phương tám hướng đều có kiếm minh, vang vọng toàn bộ sơn phủ. Tứ tượng đại trận cùng bát hoang đại trận, tất cả trong nháy mắt mở ra. Trở thành, mắt thấy kinh hồng ngút trời, Triệu Bân cùng Ma Vương đều con mắt sáng như tuyết. Trái lại Vũ Linh Hoàng Phi cùng thiếu nữ mặc áo vàng, thì gương mặt ngạc nhiên. Oanh, Thái Tuyệt sơn phủ một hồi lắc lư, ngàn vạn kiếm quang ngang dọc cửu tiêu. Thần minh phủ đệ đi, còn có đại càn khôn, mở tối hư vô, diễn trở thành tinh không, mà mảnh đất này, cảnh tượng cũng đại biến, thành một mảnh biển cả, hư ảo hải triều tùy ý lăn lộn. Chìa khóa vì sao là hai nàng, có biết nguyên do? Triệu Bân một bên nhìn tứ phương, lại vừa hỏi Ma Vương. Vạn sự thông Ma Vương, bây giờ cũng nói không ra nguyên cớ. Thái Tuyệt cổ thần ra sao huyết mạch, hắn sớm biết hiểu, cùng hai cái này tiểu nữ oa căn bản không dính dáng. Hai nàng ngồi một chỗ có thể thành chìa khóa, quả thực vượt qua hắn đoán trước, đến tột cùng gì cái đạo lý. Hai người nghi hoặc lúc, thiếu nữ mặc áo vàng cùng Vũ Linh Hoàng Phi lại dung thành một người. Không tệ, hai người tương dung, nhìn Triệu Bân cùng Ma Vương đều có chút mộng bức. Còn có Triệu Bân tử phủ một đám tiên vương, cũng bởi vì một màn này, đầy đầu dấu chấm hỏi. Oanh! Hoàng Phi thể phách run lên, quanh thân có một đóa hoa sen ngạo nghễ tràn ra. Mà nàng! Liền xếp bằng ở trong hoa sen, bị nhuộm tựa như ảo mộng. Triệu Bân, Ma Vương cùng Tiểu Kỳ Lân tất cả kêu rên, bị chấn tập thể lui lại. Bản Vương đã hiểu, Ma Vương đã là ánh mắt bắn ra bốn phía. Tình huống gì, Triệu công tử bên này còn không rõ cho nên. Các nàng là kiếm linh, một phân thành hai kiếm linh. Kiếm linh, kiếm của người nào linh, Thái Tuyệt thần binh. Như lời ngươi nói. Ngươi cho ta cả mơ hồ, đã Thái Tuyệt thần binh kiếm linh. Cái kia Thái Tuyệt cổ thần lần này làm ngụ ý ở đâu, trước khi chết phân ra kiếm linh, lại để cho kiếm linh trở về kế thừa thần khí. Cũng không phải, Ma Vương khẽ gật đầu, nếu bản vương đoán không sai, nơi đây cũng không thần binh. Nói mò, ta đều nhìn thấy, Triệu Bân chỉ phía xa một phương, cái kia không thần khí đi. Đích xác, hắn phương hướng chỉ, đang có một thanh kiếm thần, từ đáy biển chậm rãi bay ra, kiếm quang sáng chói, cổ lão khí uẩn, tất cả được thần minh quang huy. Tuyệt đối là thần khí không thể nghi ngờ. Mới hảo hảo xem, Ma Vương chậm chậm nói. Triệu Bân không ngôn ngữ, tại chỗ mở thần minh chi nhãn. Xem xét như vậy, ra biển thần kiếm, càng là hư ảo. Đó là kiếm ý, Thái Tuyệt cổ thần kiếm ý. Ma Vương sủy đạp tay. Cổ thần thật có ý tứ. Triệu Bân chừng hai mắt, chăm chú nhìn lại nhìn. Quả nhiên, mở thần minh chi nhãn sau, nhìn rõ ràng hơn, vậy đích xác không phải thật thần binh. Là một loại kiếm ý sở tạo ra giả tượng, tầm mắt không tốt giả, từ bị giả tượng mê hoặc. Hắn có chút đã hiểu, Thái Tuyệt cổ thần không phải để cho kiếm linh kế thừa thần khí, là kế thừa kiếm ý của hắn, lần này đến xem, Hoàng Phi phi thăng đến nước này, rõ ràng không phải trùng hợp, nhất định là Thái Tuyệt sơn phủ triệu hoán. Như vậy vấn đề tới, Thái Tuyệt thần kiếm đâu? Hơn phân nửa đã hủy, Ma Vương giống như đọc Triệu Bân tâm ngữ. Hủy, Triệu Bân lông mày trao lên. Sử ký có mây. Thái Tuyệt cổ thần lúc tuổi già, quấn vào một hồi thần chiến, hắn bản mệnh thần kiếm, khó tránh khỏi chính là tại trong thần chiến hủy diệt, chỉ có điều, kiếm linh còn sót lại, một cái bị phong tại sơn phủ, một cái rơi vào phàm trần. Nếu như lời ngươi nói, cái kia Thái Tuyệt cổ thần tâm, thật là lớn. Triệu Bân cũng xùy tay, nếu không phải ngươi ta buông xuống, Hoàng Phi sợ là đã bị tà linh thôn phệ,
hắn tạo núi này phủ càn khôn, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Núi này phủ càn khôn, chưa chắc là Thái Tuyệt Cổ Thần xây. Ý của ngươi là, Thái Tuyệt Cổ Thần cũng chôn ở trận kia thần chiến bên trong. Trận chiến kia sau, hắn liền mai danh ẩn tích, táng diệt khả năng tính chất khá lớn, cho dù là không chết, hơn phân nửa cũng dầu hết đèn tắt, đến nỗi hai cái kiếm linh lấy như vậy hình thái tồn tại, có lẽ không phải ước nguyện của hắn, cũng hoặc hậu bối chủ tính, lấy truyền thừa đạo, đến nỗi người nói hoàng phi thôn phệ tà linh, tạo sơn phủ càn khôn người, tám thành cũng không ngờ tới, quỷ hiểu được hai kiếm linh hợp nhất, sẽ trải qua nhiều năm như vậy, trong thời gian này, biến cố quá nhiều, tựa như tầm bảo giả. Tựa như cái này đầy đất xương khô, tuế nguyệt lâu, sinh sôi ra tà linh, không thể bình thường hơn được. Ta cho là, tạo sơn phủ người, đã tính tới có hôm nay. Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói, có lẽ người ta, đều tại trong hắn chủ tính, tựa như ta cứu Hoàng Phi, tựa như ngươi giải phong thiếu nữ. Coi là thật như thế, người kia thủ đoạn cũng quá cao. Ma Vương hít sâu một hơi. Hai người nói, cũng đều nhìn phía Hoàng Phi, hai kiếm linh đã hoàn mỹ dung hợp, cái kia đóa tách ra hoa sen, cũng nhiều cổ lão hàm ý, còn có ra biển thần binh kiếm ý, lúc này cũng đang hướng nàng hội tụ. Mặc dù, chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng kết cục là tốt, không có thần kiếm kế thừa, nhưng Thái Tuyệt Cổ Thần kiếm ý, cũng là nghịch thiên tạo hóa. Kiếm linh nên có năm đó ký ức, Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng. Lời giống vậy, Ma Vương cũng tại nói thầm, chờ kiếm linh thức tỉnh, tìm nàng hỏi một chút liền biết. Chờ lấy giải thích nghi hoặc, không chỉ hắn hai người, Triệu Bân tử phủ bên trong cái kia một đám tiên vương, cũng gấp cần một đáp án, cả như thế đại nhất ngọn núi phủ, không tiếc lánh tạo càn khôn, có thể không có một chút bí mật. Triệu Bân ngồi xuống, yên lặng chờ Hoàng Phi thuế biến. Ma Vương thì xách ra bầu rượu, uống rượu phía trước, vẫn không quên liếc mắt nhìn Tiểu Kỳ Lân. Muốn nói, Triệu Bân những thứ này phi thăng tiên giới thân hữu nhóm, có vẻ như là thuộc kiếm linh cùng thánh thú siêu quần bạt tụy, một cái kế thừa tiền bối còn để lại thần minh sức mạnh, một cái kế thừa chủ nhân di tồn kiếm ý, cũng là đại tạo hóa. Ai? Một trong nháy mắt, Triệu Bân cùng Ma Vương cùng trách mắt. Nhân sơn phủ càn khôn biến hóa, mảnh này tiên thổ, càng nhiều hào quang bay vụt. Có bảo bối. Triệu Bân xoay người nhảy lên, Ma Vương cũng ném đi bầu rượu, một cái nhắm hướng đông một cái về phía tây. Kỳ Lân cái kia bốn cái tiểu đệ tử, cũng là lạch cạch, đạp hư không ầm ầm cự chiến. Ma Vương vận khí không tệ, nắm một khỏa linh châu, cấp bậc còn không thấp. Kỳ Lân cũng không kém, điêu trở về một cái ngọc như ý, lấp lóe ánh sáng màu bạc. Triệu công tử đi, còn chưa có trở lại, còn đặt cái kia truy đâu. Mắt có thể bằng chi địa, là một túm ngọn lửa, thỏa đáng tiên hỏa, lập lòe màu đỏ thấm quang huy, có hay không linh trí hắn không biết, nhưng chạy không là bình thường nhanh. Đến đây đi ngươi. Triệu Bân làm thôn thiên quyết, lòng bàn tay vòng xoáy vận chuyển, sức cắn nuốt cực mạnh. Còn tại phi độn màu đỏ hỏa diễm, tại chỗ bị hút tới, liền cái này, nó còn rất không an phận, còn nghĩ chạy trốn, bị Triệu Bân cường thế phong cấm. Cổ thiên tiên hỏa, mặt trời lặn đại trưởng lão gặp chi, biểu lộ ra khá là kích động. Đạo hỏa diễm này cấp bậc cũng không thấp, hoàn chỉnh hình thái, có thể so với thần hỏa. Đáng tiếc, này hỏa diễm tàn phá, hỏa chi nguyên cũng không hoàn chỉnh, hẳn là phân ly qua, cũng hoặc một mạch chi nhánh. Dù vậy, cũng đầy đủ chân quý. Hiếm thấy tới một chuyến, dù sao cũng phải làm điểm cơ duyên. Triệu Bân cười ha ha, không quên lấy tay chọc lấy một chút tiên hỏa. Cái đồ chơi này không tệ, mang về cùng hỗn thiên hỏa dung hợp, bản mệnh nhất định thuế biến. Thu hỏa diễm, hắn bước lên trời, thẳng vào mảnh này càn khôn tinh không, đứng ở phiêu miểu phong đỉnh, quan sát mảnh này tiên thổ, nói tiên thổ đã không xác thực cắt, càn khôn đại biến sau, đã thành một mảnh hải dương, khắp nơi đều là kiếm minh, Thái Tuyệt Cổ Thần kiếm ý, khi thì hóa đạo âm, vang vọng không dứt. Dưới ánh trăng Thái Tuyệt Sơn Phủ, tang thương cổ lão. Bởi vì kiếm linh quay về, toàn bộ thiên địa đều dị tượng thay nhau sinh. Nói đến kiếm linh, ngồi xếp bằng Hoàng Phi, như trong mộng tiên tử. Quang hoa lồng mộ, hắn quanh thân mặc dù có hoa sen tràn ra, nhưng nàng bản thân, càng giống một cái vô kiên bất tồi thần kiếm. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Như lời này, Triệu Bân đã lải nhải ục ục rất nhiều lần. Hắn là cảm khái a, Hoàng Phi càng là thần binh khí linh. Thần minh đã chết, kiếm linh có lẽ chính là thần thoại kéo dài. Răng rắc, tuyệt vời đạo âm bên trong, luôn có những cái này không dịu dàng âm điệu. Thí dụ như Ma Vương, đang đặt vậy ăn linh châu, cũng chính là vừa mới bắt tới bảo bối kia, không biết, còn tưởng rằng hắn cầm một quả đào đâu. Sắc sắc nhai tặc có tiết tấu. Tiểu Kỳ Lân càng có ý tứ,
đang nằm ở trên mặt đất gặm cái thanh kia ngọc như ý. Nó thật sự có nhị cấp tiềm chất, nghiễm nhiên đã đem ngọc như ý làm xương cốt. Hai cái này bại ra đồ chơi, Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, tập thể đau lòng a. Vô luận là viên kia Linh Châu, vẫn là cái kia ngọc như ý, cũng là hiếm có chân bảo hiếm thế, lại trở thành một ít người đồ ăn vặt, như vậy ăn vào bụng bên trong, liền không sợ rối loạn tiêu hóa sao. Từng mắng hai hàng này, đám người lại cùng nhau nhìn phía kiếm linh. Hoàng Phi lại phản lão hoàn đồng, lại đã biến thành một thiếu nữ. Hắn tôn dung, cùng khi trước thiếu nữ mặc áo vàng đơn giản không có sai biệt. Đối với cái này, Triệu Bân cùng Ma Vương đều không có chút nào ngoài ý muốn. Đã một phân thành hai kiếm linh, liền so như tỷ muội song sinh, có tướng trợ dung mạo, cũng không kỳ quái, bọn hắn hiếu kỳ chính là, hai cái này kiếm linh dung hợp sau là ai ý thức chiếm chủ đạo. Chanh! Mọi người thấy lúc, lại là một tiếng chói tai kiếm minh. Những người khác có lẽ mong không thấy, nhưng mở thần minh chi nhãn Triệu Bân, nhìn rõ ràng, cái kia một đạo tiếp một đạo vô ảnh kiếm ảnh, cực dương tận hội tụ, tất cả sáp nhập vào kiếm linh thể nội, nàng càng giống một thanh kiếm thần, thậm chí mỗi một trong nháy mắt hô hấp, đều trôi tràn tuyệt diệt kiếm khí. Cái này, chính là thái tuyệt kiếm ý. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, con mắt có vẻ kiêng dè. Thật muốn đánh, kiếm linh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng tăng thêm kiếm ý, vậy thì chưa biết, một kiếm đập tới tới, cảm giác sẽ dị thường sảng khoái. Cái này cùng tiểu kỳ lân có dị khúc đồng công chi diệu, trong cơ thể của thánh thú thần minh sức mạnh, nếu hoàn toàn hiện ra, uy lực cũng là bá đạo vô song. Hô! Chẳng biết lúc nào, kiếm linh mới chậm rãi mở con mắt. Nàng mở con mắt trong nháy mắt, trong mắt có kiếm quang chém ra. Ma Vương tại chỗ gặp tai vạ, hơi kém bị đánh bay. Thoải mái! Chúng tiên vương thời khắc này tâm tư, nhất trí kinh người. Bên này, kiếm linh đã chậm rãi đi xuống, quang huy liếm tận. Hoàng Phi, Triệu Bân tính thăm dò kêu một tiếng. Là ta, Hoàng Phi cạn ngữ nở nụ cười, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu muội muội, Triệu Bân lại hô một tiếng, kêu tất nhiên là thiếu nữ mặc áo vàng. Kiếm linh đi, nàng cùng Hoàng Phi dung hợp, sao có thể không có điểm ý thức. Lần này, Hoàng Phi không có ứng, lại nhìn Triệu Bân ánh mắt có chút lạ. Muội muội xưng hô này, cũng không thể tùy tiện ứng, bằng không thì bối phận sẽ loạn xáo. Không có vị kia ý thức, Triệu Bân trong lòng thầm nhủ. Hay là, thiếu nữ mặc áo vàng ý thức, tất cả thuộc về Hoàng Phi. Cái này ngờ tới rất đáng tin cậy, dù sao thiếu nữ ký ức là trống không. Trước kia chuyện, người còn nhớ rõ bao nhiêu? Ma Vương xông tới, che ngực hỏi. Hoàng Phi khẽ gật đầu, trong mắt còn cất giấu mê mang sắc. Nàng cái này lắc đầu không sao, chỉnh tất cả mọi người rất lúng túng, vẫn chờ kiếm linh giải hoặc đâu. Cái này chỉnh. Người khô giòn không có năm đó ký ức, chỉ có ý thức, hỏi cũng hỏi không. Ký ức còn tại trong phủ bụi. Vẫn là nói, ký ức bị xóa đi. Ma Vương bóp sâu rìa, ánh mắt lấp lóe không yên. Mặc kệ là khả năng nào, Hoàng Phi bây giờ cũng là một cái người sống sờ sờ. Hơn nữa, còn kế thừa thái tuyệt cổ thần kiếm ý, nàng lui về phía sau chi thành tựu, tuyệt sẽ không tại kỳ lân phía dưới. So sánh Ma Vương, Triệu công tử đầu óc, liền phá lệ thanh kỳ. Cái này như tìm được Long Chiến, cùng Hoàng Phi ngủ một cái giường, sẽ không xảy ra chuyện a. Dù sao, Hoàng Phi bây giờ là thiếu nữ bộ dáng, loại hình rõ ràng phối hợp không bên trên. Coi là thật như vậy hiếu kỳ, Vũ Linh Hoàng Phi mắt liếc hàng này. Triệu Bân một tiếng ho khan, đổ quên, vị này có đọc tâm ngữ thiên phú. Dưới trạng thái bình thường Hoàng Phi, từ đọc không đến hắn tâm ngữ, nhưng Hoàng Phi là thần binh kiếm linh, lần này lại dung thần minh kiếm ý, ít nhiều có chút tăng thêm. Không phải liền có thể học tới. Cơ trí như hắn, vung tay lên đem Vũ Linh Hoàng Phi thu vào vĩnh hằng giới. Vì thế, hắn còn giúp Hoàng Phi tìm một cái lý do tốt, thật tốt lĩnh hội kiếm ý. Lý do này không cần hắn tìm, Hoàng Phi cũng gấp cần thời gian để hoàn thành tự thân niết bàn. Đi, Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, bước lên trời. Cái này, liền xong rồi. Ma Vương khập khễnh đi theo. Hai kiếm linh đã dung hợp, người còn nghĩ làm gì? Triệu Bân trách mắt đạo. Đổ máu a. Phóng, huyết. Nàng nuốt qua trường sinh bất lão đan. Cái này không được đâu. Triệu Bân thấy bên trong vĩnh hằng giới, làm cho chuyện này quên. Kiếm linh nuốt qua không lão đan, máu của nàng tất có kéo dài tuổi thọ thần hiệu. Ngươi nếu là không xuống tay được, bản vương có thể làm thay. Ma Vương một lời thâm trầm. Không đợi Triệu Bân đáp lại, hắn liền đã chạy về vĩnh hằng giới, mặt mũi tràn đầy cười ha hả. A.
sau đó kêu thảm, tới phá lệ hợp thời sấn cảnh. Ma vương lại bị đánh, hiểm bị thần minh kiếm ý chặt. Có chút tổn thương cảm tình chính là, Vũ Linh Hoàng Phi một mặt xin lỗi, vừa mới dung thần linh chi kiếm ý, còn chưa hoàn toàn điều khiển đâu. Hết lần này tới lần khác người này xông tới, một kiếm bị rất ngay ngắn. Vì biểu xin lỗi, nàng thật sự ngưng luyện bản nguyên huyết. Chỉ có điều, cái này huyết là cho Triệu công tử đưa qua. Đến nỗi ma vương đi, nằm sấp cái kia ngủ một hồi rất có tất yếu. Ăn qua trường sinh bất lão đan, quả nhiên không tầm thường. Triệu Bân lại thành một cái hiếu học người, lòng bàn tay treo lấy kiếm linh bản nguyên huyết, xem đi xem lại, sinh mệnh chi lực dị thường nồng đậm. Dung nhập thể nội, cảm giác rất là sảng khoái. Bất lão đan dược lực, đích xác rất dễ dùng. Đợi hắn năm luyện đan thuật đại thành, ta cũng tạo một khỏa. Trong lòng Triệu Bân nghĩ như vậy, theo con mắt còn liếc mắt nhìn đan thần bảo điển. Bảo vật này điển bên trong, cũng có trường sinh bất lão đan đan phương, ngoại trừ tài liệu luyện đan khó tìm, khác không có gì, người đi. Cũng nên có chút tốt ý niệm, vạn nhất hắn tìm đủ nữa nha. Vào truyền tống vực môn phía trước, hắn trả về con mắt liếc mắt nhìn Thái Tuyệt Sơn Phủ. Lần này không uổng công, tìm Vũ Linh Hoàng Phi, còn có Cổ Thiên Tiên Hỏa. Nếu là năm nào rảnh rỗi, hắn còn có thể lại đến nơi đây, lấy ngộ thần minh đạo ý. Theo hắn tiêu trừ cho tinh không, Thái Tuyệt Sơn Phủ cũng liếm tại mờ mịt hư vô. Có kiếm linh tại, tìm Sơn Phủ không khó, kém nhất còn có thần minh chi nhãn. Nói đến thần minh chi nhãn, Triệu Bân ánh mắt có phần ảm đạm, mấy lần cưỡng ép nhìn lén thần minh càn khôn, hao tổn rất nhiều tuổi thọ, cũng gặp rất nhiều phản phệ, hắn tai hại đã từ từ hiển lộ. Phía sau nhiều ngày, hắn đều là ở trong đường hầm vượt qua. Mà phía sau rất nhiều tinh vực, hắn cơ bản đều không quá mức thu hoạch. Ngược lại là tiên giới càn khôn, có cực kỳ khó lường động, tổng hội tại trong lúc lơ đãng, điện báo tiếng sấm chớp, theo hắn suy nghĩ, nên cùng thần giới có liên quan, cũng chính là nói, thần giới nhanh giải phong. Có một loại dự cảm bất tường, Triệu Bân tự lẩm bẩm. Rất nhiều người đều nói qua, thần giới giải phong, tất có họa loạn lâm thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không biết cái nào một ngày, Triệu Bân buông xuống mới tinh vực. Chiếu đến tinh huy, hắn một đầu kia tóc xám phá lệ ảm đạm. Thần minh chi nhãn hao tổn, đã chiếm hắn quá nhiều thọ nguyên, có thể bổ mệnh đan dược, hắn đã ăn thật nhiều, nhưng so sánh hao tổn mà nói, đan dược tiếp tế cuối cùng theo không kịp tiết tấu. Dung nó, Vũ Linh Hoàng Phi lại đưa tới bản nguyên huyết. Triệu Bân cũng không tiếp, lại phật tay đem bản nguyên huyết đưa trở về. Bổ mệnh đan thuốc uống nhiều. Dược lực giảm bớt đi nhiều, càng chớ nói bản nguyên huyết. So sánh đan dược, vẫn là vĩnh sinh chi đạo tương đối đáng tin cậy. Hắn cũng cần thời gian, còn đi ra đầu này dài dằng dặc lộ. Vũ Linh Hoàng Phi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, bởi vì Triệu Bân thời khắc này trạng thái, đích xác rất hỏng bét, nàng không biết Triệu Bân mắt là lai lịch gì, nhưng cái này mắt thật sự dọa người, không hao tổn đồng lực hao tổn tuổi thọ, chiếu tiếp tục như vậy, không cần bao lâu liền sẽ thọ nguyên khô kiệt, đây là phải chết chuyện. Không sao. Triệu Bân cười cười, lại khai thần minh chi nhãn. Nhìn qua tinh không, tinh thần hắn tỏa sáng không thiếu. Chính là Kỳ Lân tiểu tức phụ. Cũng chính là Tiểu Thanh Loan. Nghe được Triệu Bân truyền âm, Kỳ Lân phá lệ hoạt động mạnh, tại vĩnh hằng giới vừa đi vừa về nhảy nhót. Triệu Bân không nói nhảm, lại vào truyền tống vực môn, cách Tiểu Thanh Loan khoảng cách có chút xa. Thần minh chi nhãn ít dùng cho thỏa đáng. Lâu không nói lời gì ma vương, đột nhiên mở miệng. Lời nói bên trong ngụ ý cũng rõ ràng, lại làm tiếp như vậy, sinh mệnh lực thịnh vượng vĩnh hằng thể cũng phải quỳ. Trong lòng ta biết rõ, Triệu Bân ực một hớp rượu. Tiến giai tiên vương mới là chính đạo, ma vương chậm chậm nói. Nói nghe thì dễ, Triệu Bân nói, còn nhìn về phía mờ mịt hư vô. Đến nay, hắn đều mong không thấy tiên vương cánh cửa kia, đây là một cái đại cảnh giới bình cảnh, có người vận khí nghịch thiên, nhưng từ thái hư cảnh, trực tiếp vừa bước vào đạo hư, có người vận khí kém điểm. Tựa như hắn loại này, kẻ tại chuẩn tiên vương sẽ rất khó thụ, nửa bước chính là một đạo lạch trời. Ma vương không lại nói, có lẽ, là hắn đối với Triệu Bân mong đợi quá cao. Tiến giai tiên vương biết bao khó khăn, thiên phú ngoại trừ, còn cần tuế nguyệt lắng đọng nội tình. Rất rõ ràng, lấy Triệu Bân niên kỷ, còn kém chút ý tứ, nếu không có một hồi nghịch thiên tạo hóa, là rất khó bước ra vào tiên vương một bước kia, hắn từng trải qua, tự hiểu khó khăn kia. Triệu Bân lông mi hơi nhíu, nhìn chòng chọc Tiểu Thanh Loan phương kia. Tiểu Thanh Loan vận khí không tệ, phi thăng tới một nơi hiếm vết người sơn lâm, nhưng lúc này,
lại có người đặt chân vùng thế giới kia, đó là một vị lão tăng, ót bóng loáng. Tại hắn mong nhìn xem, lão tăng tung xuống một mảnh Phật quang, mang đi thanh loan. Cho dù là cách rất xa, hắn vẫn như cũ có thể nghe một câu nói, người cùng Phật hữu duyên. Có hay không duyên phận hắn không biết, thế nhưng lão tăng, tuyệt đối dùng Phật môn độ hóa chi lực. Hắn nhìn rõ ràng, thanh loan đang giãy giụa, vốn là minh triệt con mắt, dần dần nhiễm lên Phật huy, dần dần nhiều thành kính, đều là độ hóa sở trí, lão tăng đem thanh loan độ trở thành tín đồ. Có thể thấy được qua hắn, Triệu Bân Lạc ấn ra hình ảnh, truyền cho Ma Vương. Hẳn là A La Phật Tôn, hóa thân, Ma Vương sờ cằm một cái. Ai là A La Phật Tôn? Triệu Bân một bên hỏi một bên đổi tọa độ, đuổi sát người lão tăng kia. Thần giới, Phật quốc chúa tể, Ma Vương hít sâu một hơi. Hai ba trong nháy mắt sau, hắn mới bổ nửa câu sau, hắn cũng không là bình thường thần. Triệu Bân nghe ra được Ma Vương lời nói ý, có thể để cho Ma Vương như vậy, đối phương tất nhiên không dễ chọc. Nhưng, không dễ chọc hắn cũng phải gây một chọc. Ngươi chớ làm loạn, Ma Vương nhắc nhở một tiếng. Là hắn trước tiên làm loạn, Triệu Bân ánh mắt như đuốc. Ai? Ma Vương một tiếng thở dài, biết không khuyên nổi, dứt khoát cũng không khuyên giải. Bất quá hắn thực sự nói thật, Phật quốc đích xác không tốt gây, dù là hắn bản tôn trước kia, cũng không dám dễ dàng gây Phật, chỉ là một cái niệm lực vô tận, liền cho người đau đầu, suy nghĩ một chút đều khó chịu. Siêu! Triệu Bân như một đạo kinh mang, đi xuyên vu thông đạo bên trong. Như thế, có thể rút ngắn đi ra truyền tống vực môn thời gian. Trong thời gian này, hắn thần minh chi nhãn không khép kín, cũng không từ thanh loan bên kia chuyển khai ánh mắt, là mắt thấy lão tăng bước vào một mảnh biển cả, mà thanh loan, thì vần quanh hắn quanh thân bay tới bay lui, thật sự trở thành một người trung thực đáng kính tín đồ, càng là như thế, hắn lại càng ép không được nộ khí. A à, Tiểu Kỳ Lân gào rít một tiếng, có thể nhìn ra Triệu Bân sắc mặt không ra thế nào dễ nhìn. Thanh thú có tư tưởng, cũng không khỏi nghĩ, khó tránh khỏi thanh loan xảy ra biến cố. Ý nghĩ này một khi nghĩ thoáng, liền cực kỳ khủng khiếp, thánh thú toàn thân đều giấy lên liệt diễm, nếu Triệu Bân cần nó trợ chiến, nó sẽ không chút do dự xông lên, cùng người khô trận chiến. Thân hữu gặp nạn, ngay cả Kỳ Lân đều có thể nhìn ra, Hoàng Phi há có thể nhìn không ra. Triệu Bân khẽ gật đầu, Phật môn người, hắn có chút hiểu ít nhiều, đạo lý có lý có lý, nói hữu duyên chính là có duyên, nghĩ không đánh mà thắng mang đi tiểu thanh loan, khó như lên trời. Như thế, một hồi đại chiến là không thể tránh khỏi. Hắn nhìn ra được, đối phương là hàng thật giá thật bán thần. Bán thần cấp Phật Đà, nên có thể điều động không thiếu niệm lực. Vũ Linh Hoàng Phi không hỏi lại, cũng làm tốt tham chiến chuẩn bị. Đêm, Triệu Bân đi ra vực môn, bước vào biển cả. Mới vừa đi vào, liền nghe hùng hồn tiếng chuông cùng trang nghiêm Phật âm, vô hạn vang vọng mảnh này hải, thậm chí lăn lộn sóng lớn, đều nhuộm Phật quang, toàn bộ hải vực, đều Phật huy lồng mộ. Hắn trông thấy lão tăng, đang xếp bằng ở trên một hòn đảo nhỏ, yên tĩnh run lên. Mà tiểu thanh loan, an vị tại hắn đầu vai, lúc này, đang tĩnh tâm lắng nghe Phật âm. Chớ nói tiểu thanh loan, liền Triệu Bân nghe tụng kinh thanh âm, cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt, bởi vậy có thể thấy được, cái này cái gọi là Phật tôn hóa thân, đối với thiền pháp lĩnh hội, không là bình thường cao. Thí chủ đường xa mà đến, khi cùng ta Phật hữu duyên. Lão tăng chậm rãi mở con mắt. Một lời kèm thêm trang nghiêm Phật âm. Hắn đích xác thiền pháp cao thâm, ngay cả Ma Vương thấy đều cau mày, nhìn cái kia sau ót vòng sáng, liền so với bình thường tăng lữ chói mắt, còn có cái kia ót, cũng dị thường sáng tỏ. Ta không tin Phật duyên, chỉ từ mình tâm, Triệu Bân vượt biển mà đến. Đạo tâm cũng là Phật tâm, trăm sông đổ về một biển. Lão tăng ôn hòa nở nụ cười. Vãn bối tới, không phải nghe Phật gia giảng thiền. Triệu Bân một bước leo lên hòn đảo. Đối mặt A La Phật tôn hóa thân, tiền bối đầu vai tiểu thanh loan, vãn bối tối nay muốn dẫn đi. Tiểu hữu quá nhiều phàm trần tạp niệm. Lão tăng cười hiền hòa, phất tay áo huy sái một mảnh Phật quang. Đáp lại hắn, nhưng là một tiếng gào thét, Tiểu Kỳ Lân không nhịn được, giết ra vĩnh hằng giới, ngày thường tiểu nhị A, trong khoảnh khắc biến tựa như núi cao khổng lồ, hoàng tộc huyết thống, phối hợp thần minh chi lực, đốt thành ngập trời liệt diễm, cưỡng ép dập tắt Phật hào quang. Tiểu thánh thú lệ khí quá nặng, lão tăng dò xét Phật thủ, già thiên khổng lồ. Triệu Bân một tay túm trở về Kỳ Lân, oanh một bước tiến lên, một quyền đánh xuyên Phật thủ. Hắn không che giấu, mà đạo, thiên sát cùng vĩnh hằng tuyệt cảnh, tất cả trong nháy mắt mở ra, đem tự thân chiến lực, tăng lên tới đỉnh phong nhất, hắn chưa bao giờ xem thường qua Phật, dị thường khó chơi. Ai? Lão tăng một tiếng thở dài,
cuồn cuộn niệm lực thành biển cả, tịch thiên quyển địa. Triệu Bân nửa chút không sợ, vùng đao đánh ra mấy trăm trượng đao mang. Niệm lực hải dương bị cưỡng ép bổ ra, nhưng lại trong khoảnh khắc khôi phục, cuốn lấy uy nghiêm Phật chi quang, cưỡng ép bao phủ Triệu Bân, đáng sợ độ hóa chi lực, không nhìn nhục thân, đánh thẳng nguyên thần. Mở. Triệu Bân chống ra vĩnh hằng kim thân, lần thứ hai bổ ra niệm lực biển cả. Lão Tăng thì sừng sững không động, tay cầm chàng hạt, niệm tụng hồng trung Phật âm. Ma Vương lông mày, lúc này đã khóa tại một khối, cái kia không hổ là Phật tôn hóa thân, vậy mà không nhìn vĩnh hằng giới che chắn, cho dù thân ở không gian tùy thân, một dạng có thể nghe cái kia Phật âm, ba, năm trong nháy mắt còn tốt, nếu là lâu, cả người đều mơ hồ, tựa như Vũ Linh Hoàng Phi, bây giờ liền không chịu nổi Phật âm ăn mòn, nếu tại ngoại giới, hơn phân nửa đã bị độ để ý thần. Phá! Triệu Bân vừa quát âm vang, lấy lôi thần giận đối kháng hồng trung Phật âm. Thuận tiện, hắn còn đem mơ hồ kỳ lân, thu hồi vĩnh hằng giới. Tôn Phật này quá mạnh, dù có thần minh sức mạnh hộ thể, thánh thú cũng gánh không được hắn độ hóa, nói cho cùng, là kỳ lân tu vi quá yếu, còn có Vũ Linh Hoàng Phi, đạo hạnh đều kém xa lão tăng, Ma Vương ngược lại là đỡ được, cũng không bản mệnh sức mạnh, bằng không thì, sớm mẹ nó giết ra tới. Cấm! Lão tăng nhàn nhạt một chữ. Đầy trời Phật văn khắc ấn. Ngửa mặt lên trời nhìn, đó chính là từng khỏa rực rỡ tinh thần. Triệu Bân đạo tâm cứng cỏi, diễn xuất đầy trời chữ cổ. Oanh, phanh. Phật âm đối đạo âm, Phật văn đối với chữ cổ, tại trong hư vô va chạm. Minh mông thiên ngừng lại sấm sét vang dội, tựa như tinh thần Phật văn cùng chữ cổ, liên miên nổ diệt, rơi vào biển cả, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nơi đây chi càn khôn, trong chốc lát bị nghịch loạn. Vĩnh hằng một mạch quả là nhiều nhân kiệt, lão tăng nở nụ cười. Theo hắn dứt lời, một ngụm chuông lớn uy áp cửu thiên, vô số Phật tự vần quanh. Hắn muốn lấy chuông lớn bao lại Triệu Bân, muốn lấy vô thượng Phật kinh, độ thành tín đồ. Coi chừng, Ma Vương truyền âm nhắc nhở, giống như biết cái này Phật chuông đáng sợ. Triệu Bân con mắt thiêu đốt liệt diễm, diễn xuất vĩnh sinh vương tỏa. Oanh, vương tỏa cùng Phật chuông va chạm, sập nửa bầu trời. Bởi vì khuấy động ra vầng sáng, hướng tứ phương lan tràn. Biển cả ngừng lại không bình tĩnh, lăn lộn nước biển đều bị ép thành hư vô. Phốc, Triệu Bân một ngụm máu tươi cuồng phún, đạp đạp lui lại. Không phải hắn vĩnh sinh vương tọa không đủ mạnh, là hắn đạo hạnh không tốt, bán thần so sánh chuẩn tiên vương, đó là cảnh giới tuyệt đối áp chế, hắn không có ngay tại chỗ bị trấn áp, đã đầy đủ khinh thường một đời. Vương tọa nát, nhưng Phật chuông vẫn như cũ cứng chắc. Ma Vương nhìn rõ ràng, chuông lớn như núi nện xuống. Triệu Bân vừa mới ổn định thân hình, liền bị giam ở trong đó, trên thân chuông từng đạo Phật văn, bây giờ đã khôi phục lưu truyền, còn có Phật âm cùng vô tận độ hóa chi lực, lại đem hắn che mất, bây giờ gì cái huyết mạch gì cái bản nguyên, toàn bộ không dùng được, đều không chịu nổi Phật uy áp. Thí chủ, vào ta Phật môn tu thiền pháp, lão tăng cười hiền lành ôn hòa. Tu em gái ngươi, Triệu Bân kim quyền nắm chặt, bàn tay ở giữa có chữ triện đang lưu truyền. Hắn dung luân hồi chi lực, tạo hóa chi lực cùng lực chi pháp tắc, cực điểm gia trì quyền uy. Một quyền này, có thể xưng bá thiên tuyệt địa, một quyền đánh xuyên cái kia kim sắc Phật chuông. Bình tĩnh uy nghiêm lão tăng, trong mắt nhiều vẻ kinh ngạc, tiểu bối này rất mạnh. Hắn vẫn như cũ không động, chỉ thấy Phật quang bao phủ, sau lưng lại diễn xuất một mảnh đại thế giới, có Phật tháp chùa triền tọa lạc, có Phật đà bàn trong đó, số lượng vô hạn, tập thể niệm tụng Phật kinh, thật sự như một mạch Phật quốc, đem minh mông Phật âm truyền thừa tại tứ hải bát hoang. Lão tăng đứng ở trong đó, thành Phật gia thần minh, Phật quang phổ chiếu thiên địa. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, diễn xuất bản mệnh dị tượng, đó là vĩnh hằng thiên vực. Hai phe đại thế giới, đem mảnh này biển cả, chia hai bên, gắt gao đối kháng. Oanh, phanh, minh mông biển cả bên trên, hai mảnh đại thế giới không ngừng va chạm. Đó là Phật quốc cùng vĩnh hằng thiên vực, một đông một tây gắt gao đối kháng. Tự đứng ngoài đi xem. Đó là một bức cảnh tượng đáng sợ, vĩnh hằng tiên vực sông núi cỏ cây, liên miên sụp đổ, Phật quốc chùa triền Phật tháp cũng từng tòa nổ nát, lưỡng giới mỗi có một lần va chạm, đều chấn càn khôn hỗn loạn, thậm chí lờ mờ thiên địa, vô số sấm sét cuốn lấy tia sáng bay múa. Gánh không được a. À. Ma Vương là trung thực quần chúng, nhìn chau mày. Nhìn hai phe đại thế giới, Triệu Bân vĩnh hằng tiên vực sụp đổ tốc độ, vượt xa quá Phật quốc, vẫn là cảnh giới tuyệt đối áp chế. Tung thời kỳ đỉnh phong hắn, đánh lão tăng kia cũng dị thường tốn sức. Giống. Thời khắc này kỳ lân, phá lệ cuồng bạo, tại trong vĩnh hằng giới lao nhanh, gầm thét không ngừng. Đề cập tới nó nhà tiểu Thanh Loan, nó là bị chọc giận,
có phần muốn giết ra ngoài, cùng Triệu Bân trợ chiến. Còn có Vũ Linh Hoàng Phi, lúc này cũng kiếm khí hơn người. Nàng là thần binh kiếm linh, thời khắc mấu chốt có thể giúp một tay. Hai người ra ngoài, chính là thêm phiền. Ma Vương cái này một lời, nói rất có uy nghiêm. Vô luận là Kỳ Lân Thánh Thú, vẫn là thần binh kiếm linh, tu vi cảnh giới đều quá yếu ớt, giết ra ngoài như vậy, chớ nói trợ chiến, cả kia lão tăng niệm lực, hai người bọn họ đều không gánh nổi. Oanh! Hư vô lại hủy nửa bầu trời, vĩnh hằng tiên vực triệt để sụp đổ. Triệu Bân đạp một bước lui lại, không đứng vững liền ho ra đầy máu. Cũng không đợi hắn đứng vững, Phật Quốc liền từ thiên đè ép tới, đem hắn vây ở bên trong, có vạn Phật vào trong hát tụng kinh văn, cổ lão trang nghiêm hồng trung thanh âm, cũng giống như oanh lôi vang vọng. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân vừa quát âm vang, dẫn lôi vào Phật Quốc. Cái kia, cũng là một hình ảnh đáng sợ, ức vạn sấm sét hội tụ, thành một mảnh lôi hải, tựa như thác nước đồng dạng, từ mênh mông hư vô thượng tưới nước, cứ thế chìm toàn bộ Phật Quốc đại thế giới, hủy trong đó bảo tháp chùa chiền, cũng thôn tính tiêu diệt từng tôn Phật đà, tiếng sấm che lại Phật âm. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Lão Tăng tự lẩm bẩm, hơi hơi ngửa ra con mắt. Lôi điện hắn tất nhiên là gặp qua không ít, nhưng vĩnh hằng thể lôi lại tiềm ẩn thiên uy. Phanh! Phật Quốc thế giới cũng hủy, Triệu Bân như thương long từ bên trong vọt người mà ra. Vẫn là bá thiên tuyệt địa phách thiên trảm, đao mang kéo dài chừng mấy trăm trượng. Lão Tăng vẫn như cũ không động, lại lấy quanh thân làm trung tâm, diễn mở một tôn kim thân đại Phật, nó giống như núi cao nguy nga, xếp bằng ở mờ mịt hư vô, đem Lão Tăng chân thân bảo hộ ở bên trong. Bao! Triệu Bân một đao rơi xuống, như bổ vào thép tấm bên trên. Mấy trăm trượng đao mang nổ nát vụn, kim Phật lại sừng sững không động. Đối với cái này, Ma Vương một điểm không ngoài ý muốn, Phật Quốc tín đồ, cũng là dị thường kháng đánh, sức hồi phục có lẽ không sánh được vạn pháp trường sinh quyết, nhưng lực phòng ngự, lại là hiếm thấy bá đạo. Phốc! Triệu Bân lại đẫm máu, kim đao bị chấn lộn ra ngoài, cánh tay cũng theo đó nổ thành huyết cốt. Kim thân đại Phật chi phòng ngự, hắn sớm tại phàm giới liền kiến thức qua, tôn Phật này có vẻ như cứng rắn hơn. Thí chủ, bể khổ không bờ, quay đầu là bờ. Lão Tăng lời nói như hồng trung đại lữ, cất giấu mấy phần thương xót. Theo hắn dứt lời, kim thân cự Phật lộ ra năm ngón tay đại thủ, che phủ phiến thiên địa này, trưởng chỉ của nó ở giữa tràn đầy lưu chuyển Phật văn, nơi lòng bàn tay, còn có một cái màu vàng chữ vạn khắc họa, trưởng uy chi rộng rãi, không chút nào á 8.000 trượng cự nhạc, đè càn khôn đều sụp đổ. Oanh! Triệu Bân không nghe hắn nói linh tinh, lại tụ lại vĩnh hằng kim thân. Hắn tiếp thiên một quyền, tan chiến chi đạo, gia trì luân hồi chi lực cùng tạo hóa chi lực, quyền uy cùng tâm cảnh tất cả trong nháy mắt cực điểm thăng hoa, nghịch thiên nhất kích, đánh xuyên giả thiên đại thủ. Vì thế, hắn cũng bỏ ra giá tiền thảm thiết, kim thân sụp đổ nửa bên. Trái lại tôn kia kim Phật, cũng tựa như núi cao ngồi xếp bằng, nửa điểm cũng không dung chuyển. Quy y ngã Phật, mới được lục căn thanh tịnh. Lão Tăng lại hiền hòa nở nụ cười, kim Phật tia sáng vạn đạo. Nhà ta còn thiếu cái coi cửa, tiền bối liền rất phù hợp. Triệu Bân giống như tấm bia to đứng lặng cửu thiên, vĩnh hằng chi môn từ sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tôn này kim Phật quá kháng đánh, cần ra tuyệt đối công phạt mới được, liền cái này còn chưa hẳn phá mở. Ông! Vĩnh hằng chi môn ầm vang mở rộng, hủy diệt vĩnh hằng quang huy hoành phô hạo vũ. Lão Tăng cuối cùng là nhíu lông mày, lúc này chắp tay trước ngực, kim Phật cũng là như thế. Đánh tan nó! Ma Vương mặc dù không thể giúp chiến, lại gào to vang dội. Nói sụp đổ liền sụp đổ, vĩnh hằng một mạch tuyệt đối công phạt, lực sát thương là bẻ gãy nghiền nát, chính diện cứng rắn vạn trượng đại Phật, trong khoảnh khắc tồi diệt Phật quang, thật sự hủy Lão Tăng kim thân, kèm thêm Lão Tăng bản tôn, cũng bị một kích này đánh đạp đạp lui lại, Phật thân thể cũng nhuốm máu. Lần này, an lành trang nghiêm Lão Tăng không bình tĩnh. Trong thần thái của hắn, dần dần một tia hung lệ chi ý. Ngươi, chọc giận tới Phật. Năm đó Bàn Nhược từng nói qua một câu nói, vị này cũng ôm một lần. Phật đà không thanh tịnh, vốn là minh thiện hai mắt, nhiễm ra máu quang. Ông! Triệu Bân thuấn thân mà đến, vung đao chém liền. Sau đó bao một thanh âm vang lên, phá lệ thanh thúy, thuấn thân tuyệt sát đối với Lão Tăng không có gì dùng, hắn quanh thân có một tầng Phật quang bao phủ, so như vĩnh hằng thiên ngự, nửa trượng thiên địa tất cả phòng ngự tuyệt đối. Tới đều tới rồi, sao có thể không ngay ngắn điểm chương trình đặc biệt. Triệu Bân cũng không lui, trong hai con người đốt màu trắng ngọn lửa. Nhưng, hắn dựa vào làm ngạo huyễn thuật, tại trước mặt Lão Tăng, lại cũng là một cái bài trí, chỉ vì đối phương trong mắt,
che một tầng sáng chói Phật huy, phòng chính là chướng nhãn loại huyễn thuật. Hảo một cái mộng ảo tiên hỏa. Lão tăng nhạt đạo, Phật thân thể ngừng lại tia sáng bắn ra bốn phía. Từ đằng xa đi xem, hắn giống như là một vành mặt trời. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, bị hoảng hai mắt đen thui. Đồng dạng bất ngờ không kịp đề phòng, còn có vĩnh hằng giới bên trong ma vương, tiểu kỳ lân cùng hoàng phi, cái kia Phật quang quá lóa mắt, tung vĩnh hằng che chắn cách trở, vẫn là hoảng bọn hắn hai mắt trôi tràn máu tươi. Lão tăng động, một cái đại xuất bi thủ vung mạnh bay Triệu Bân. Hắn Phật pháp cao thâm, thân pháp cũng như u linh quỷ huyễn khó lường. Chưa kịp Triệu Bân rơi xuống, hắn liền đã gần kề thân, lấy Phật chỉ đâm tới. Trả lại ngươi một đạo. Triệu công tử một tiếng lạnh quát, khai quang minh thân. Lão tăng tại chỗ trúng chiêu, cho dù là có bảo hộ mục đích Phật quang, lúc này cũng không dễ sử dụng, chỉ vì Triệu Bân quang minh thân, có quang minh thần uẩn, thái dương thần thần uẩn không phải bày nhìn. Đấu chiến hai người, đều biến thành mở mắt mù. Dù vậy, cũng không chút nào ảnh hưởng hai người đánh nhau. Chờ ma vương bọn hắn hai mắt thanh minh lúc, Triệu Bân cùng lão tăng đã chiến đến mênh mông hư vô, một cái chân đạp hoàng kim tiên hải, một cái bao phủ niệm lực uông. Dương, đánh cửu tiêu là sấm sét vang dội. Nhìn xem đều mệt mỏi, ma vương hít sâu một hơi. Vĩnh hằng thể có trường sinh quyết, tiên khu hủy một lần liền tái tạo một lần. Lão già đầu chọc kia, thì lực phòng ngự kinh người, phần lớn thời gian khó phá phòng. Dạng này hai người đánh nhau, không có 800 hiệp, phân không thành thắng bại. Tâm tình của ngươi, nên rất thất vọng. Ma vương xách ra bầu rượu, trong miệng ngươi tất nhiên là chỉ Phật quốc lão chọc đầu. Bán thần cấp đối chiến chuẩn tiên vương, cái kia hàng hẳn sẽ không nghĩ đến sẽ như vậy tốn sức. Đích xác, lão tăng bây giờ là càng đánh càng phiền muộn, quả nhiên là hắn tị thế quá lâu sao. Bây giờ chuẩn tiên vương, mỗi đều có thể cứng rắn làm bán thần cảnh. Tựa như cùng hắn đối chiến vị này, thế nào đánh đều đánh bất diệt, như thế nào niệm tụng kinh văn đều không thể độ hóa, quá mẹ nó ương ngạnh. Người này, kim cương bất hoại sao? Đồng dạng hơi buồn bực, Triệu công tử cũng có. Hắn là sát sinh đại thuật tần suất, nhưng đánh vào trên người đối phương, lại chỉ có thể cọ sát ra ánh lửa, cái kia vàng óng ánh Phật huy, quá mạnh quá cứng rắn, thậm chí hắn công phạt, cơ bản đều chưa phá phòng. Phong, lão tăng lại đang lâm minh mông, lấy niệm lực diễn trở thành Phật tháp. Hắn là không tin tà, không tin độ hóa không được một cái chuẩn tiên vương. Phá, Triệu Bân sách đao vào cửu thiên, cưỡng ép chém nát Phật tháp. Niệm lực nổ thành một mảnh Phật quang, càng là như kiếm quang chém ngược. Cùng một trong nháy mắt, lão tăng bóp Phật ra ấn quyết, mở một phiến trang nghiêm túc mục cửa lớn, chính là Phật pháp Tu La Môn, so vĩnh hằng chi môn còn cao một đoạn, đem hư vô nghiền từng khúc sụp đổ. Phốc, Triệu Bân đẫm máu, chịu Phật quang phách chạm, nửa thân thể đều nổ thành bùn máu. Đúng lúc gặp Phật môn mở rộng, thôn thiên diệt địa chi lực bao phủ, đem hắn hút vào. Ma vương nhìn một hồi mắc tiểu, tòa này Phật môn thật không đơn giản cái nào. Đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Tại hắn mong nhìn xem, kình thiên Phật môn lại ầm vang khép kín. Mà bị nhốt trong đó Triệu Bân, đưa tay không thấy được năm ngón. Độ ngươi không phải ta bản nguyện, là tiểu hữu sát nghiệm quá nặng. Lão tăng lại khôi phục tỉnh táo thần thái, lời nói an lành trang nghiêm. Xong việc, hắn Phật môn liền bị đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Là Triệu Bân giết ra tới, mượn tất nhiên là thần minh pháp tắc uy thế. Phốc, đại chiến đến nước này, lão tăng cuối cùng là phun máu. Phật môn liền bản thân, phản phệ dị thường hung mãnh. Tự đứng ngoài khó phá hắn phòng ngự, nhưng Phật môn sụp đổ, nghiễm nhiên đã là từ bên trong hướng ra ngoài phá phòng ngự. Hảo, rất tốt. Phật nộ, càng là thay đổi hình thái. Hắn chi niệm lực, lại hóa thành ngập trời ma sát. Hắn tường hòa Phật quang, lại nhiễm lên tinh hồng sắc. Khí thế của hắn, cũng bởi vì biến hóa này biến càng thêm rộng rãi bàng bạc, tựa như một tôn đại ma đầu, từ trong ngủ mê tỉnh lại, phối hợp ra đáng sợ dị tượng, lại là núi thây cùng huyết hải. Chính xác châm chọc a. Ma vương thổn thức, cười lạnh không dứt. Phật a, lại động ma đạo cấm pháp. Lúc này, gọi hắn ma tăng càng xác thực. Nhìn qua lão tăng, ma vương lại nhìn phía Triệu Bân, lão già đầu chọc này ma hóa, Triệu Bân cũng bật hách, đã mở đệ tam con mắt vô vọng mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền háo tổn 500 năm tuổi thọ. Không tệ, là gấp 5 lần chiến lực. Tôn Phật này, so huyết âm lão đạo càng kinh khủng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cần mạnh hơn tăng phúc. Hậu thiên vô vọng mắt. Lão tăng cười, nhiều ma tính âm trầm. Hắn không còn là một tôn Phật, càng giống một tôn ma.
giống. Thấy hắn hình thái như vậy, Tiểu Kỳ Lân cũng càng lộ ra cuồng bạo. Mà Vũ Linh Hoàng phi thần sắc, nhưng là đối với Từ Thiện hoài nghi. Tại nhân gian, nàng cũng đã gặp không ít tăng lữ, ký ức sâu nhất chính là một cái gọi làm ẩu, cái kia hàng mặc dù không thể nào cần thể diện, vẫn sống tiêu sái, cùng vị này, thành so sánh rõ ràng. Thì ra, Phật cùng ma là một nhà. Nàng mở mắt, hôm nay mở rộng tầm mắt. Tiền bối tư thái như vậy, so với trước kia như vậy tôn vinh thuận mắt. Triệu Bân thản nhiên nói, hắn không phải không có gặp qua Phật hóa ma, trước kia diệt Phật thổ lúc, Bàn Nhược liền từng cho bọn hắn diễn qua một hồi, hắn chưa từng chất vấn Phật sơ tâm, nhưng không phải cái nào tôn Phật đều có thể kế tục ban sơ tốt. Thí chủ, người ma chướng, lão tăng yếu ớt nở nụ cười. Hắn chưa từng cho là mình là ma, đây chẳng qua là Phật mặt khác. Độ chúng sinh độ bản thân, hắn Phật đạo sơ tâm, sớm đã không quan trọng thiện ác. Bể khổ không bờ, quay đầu là bờ. Triệu Bân sợ là thật sự ma chướng, khai chiến phía trước lại tới một câu như vậy. Ma vương bị chọc phát cười, Hoàng Phi thì vô cùng ngạc nhiên, chỉ có Tiểu Kỳ Lân đặt cái kia đầy trời lao nhanh, lão tăng chạm nó vảy ngược, cũng kích phát nó nguyên thủy nhất bạo ngược, chỉ muốn giết người. Oanh, phanh, vẫn là cửu thiên chi thượng, Triệu Bân cùng lão tăng lại nhấc lên đại chiến. Đem so với phía trước, lần này chi động tính, càng kinh khủng cũng càng hùng vĩ. Ngày thường nghiêu bức hống hống như ma vương, lúc này cũng giống cái con cừu nhỏ. Phật tôn hóa thân cái nào, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, như vậy một cái ma hóa chỗ ra chỉ chiến lực, nghiễm nhiên đã vượt qua hắn ngày xưa trạng thái đỉnh cao nhất, đồng dạng mạnh hơn gấp 5 lần vô vọng mắt. Đây là sự thật, bật hách Triệu Bân, thật đúng là không phải ma tăng đối thủ. Tôn kia Phật mặt khác, đưa ra đào sức mạnh, là vô cùng vô tận. Hoặc có lẽ là niệm lực vô cùng tận, chỉ có điều hình thái phủ ma chi màu sắc. Nhưng, sức mạnh không có nghĩa là toàn bộ, so sánh cái này, hắn càng nhìn chúng đấu chiến tâm cảnh, mà cái kia họ Triệu, có vẻ như liền có loại kia vô địch tâm cảnh, dù là đối thủ là bán thần. Phốc, màu vàng huyết quang, vào hư không ngạo nghễ nở rộ. Tất nhiên là Triệu Bân đẫm máu, tiên khu lại bị đánh hư. Lại, vì cái gì nói như vậy, chỉ vì ma hóa sau lão tăng, không chỉ lực phòng ngự kinh người, liền công phạt chi lực cũng dị thường bá đạo, loại kia nhuộm ma quang niệm lực, uy lực dị thường bá đạo. Nhưng, hắn ánh mắt thanh minh, chiến ý đốt trở thành ánh lửa. Như đại ma vương nói tới, hắn có một loại vô địch tâm cảnh. Đúng là hắn bực này tâm cảnh, mới khiến cho hắn không sợ cái kia sinh cùng tử. Diệt! Lão tăng đạp thiên mà đến, màu đen niệm lực hải dương bao phủ nửa bầu trời. Đúng lúc gặp Triệu Bân giơ đao giết tới, tại chỗ bị dìm ngập, niệm lực cực điểm xé rách thể phách của hắn. Còn chưa xong, niệm lực trong hải dương lại tràn ra từng đóa bồ đề hoa. Phật gia hoa, không nửa phần an lành, càng nhiều hơn chính là ma tính. Triệu Bân bị nhốt vào trong đó, bị niệm lực độc hại, bị bồ đề hoa khô diệt. Không ổn a. Vũ Linh Hoàng phi gặp chi, nắm chặt thiên kiếm. Kỳ Lân so với nàng càng khẩn trương, tiếng gầm gừ cuồng bạo. Ma vương không vì hai bọn họ mà thay đổi, cũng sẽ không cho bọn hắn mở cửa, bây giờ giết ra ngoài, ngoại trừ thêm phiền vẫn là thêm phiền, liền gấp 5 lần chiến lực Triệu Bân đều không đủ nhìn, càng chớ nói hai người bọn họ. Oanh! Cuồn cuộn niệm lực trong hải dương, đột có một tiếng oanh minh. Là Triệu Bân thể phách đang run, hắn chống lên một gốc thần thụ. Chuẩn xác hơn nói, là tạo hóa thần thụ, từ hắn tại thế gian phải tạo hóa hạt giống, đây vẫn là hắn, lần thứ nhất trong thực chiến. Chân chính vận dụng cây này, đánh chính là những cái kia bồ đề hoa. Ao ao ao. Tạo hóa thần thụ nửa chút không sợ, cành lá tất cả hoa hoa tác hưởng. Tùy theo mà đến, chính là tạo hóa chi lực, cũng tịch thiên quyển địa. Niệm lực hải dương phá, kèm thêm bên trong bồ đề hoa, cũng là một đóa tiếp nối một đóa băng diệt. Ngô. Lão tăng một tiếng này kêu rên, dị thường ảm đạm. Càng làm cho hắn khó chịu, còn tại đằng sau, Triệu Bân vung đao thành tinh sông. Hoành quán mênh mông thiên vũ, cưỡng ép phá hắn Phật thân thể, về sau tạo hóa chi lực hải, thì đem hắn bao phủ. Mở. Lão tăng quát to một tiếng, vạn trượng kim thân tái hiện. Đáng tiếc, hắn cái này kim Phật lần này không dùng được. Gấp 5 lần chiến lực Triệu Bân, một đao đem hắn bổ cái vỡ nát. Phốc. Máu đen quang, so màu vàng càng chói mắt. Hóa ma Phật ra tín đồ, tại trong tinh hải đẫm máu. Trong hai con mắt của hắn. Lần thứ nhất nhiều khó có thể tin thần thái, tại ma vương xem ra, hắn đây chính là thắng sức mạnh, thua tâm cảnh, hắn cho là tuyệt đối áp chế, đã phá sừng. Phách thiên trảm. Triệu Bân từ thiên mà đến,
mấy trăm trượng đao mang hoành quán càn khôn. Sau đó chính là vang một tiếng bang, lão tăng bị chặt ầm vang quỳ xuống đất. Tích tắc này, hắn chi niệm lực tán loạn không thiếu, ngay cả nhuốm máu Phật thân thể, cũng tại này nổ tung. A! À, Phật gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn đoàn tụ niệm lực, lại đến cuồn cuộn không dứt sức mạnh, ngưng tụ thành một ngụm màu đen Phật chuông, lấy quanh người hắn làm trung tâm, cưỡng ép chống ra, trong khoảnh khắc phá triệu bân đao chi uy. Ông! Bán thần cấp kim đao, lại một lần bị chấn lật. Mà triệu bân giơ đao tay, cũng hóa thành bùn máu. Lão tăng không cho hắn thở dốc cơ hội, giống như ma ảnh giết tới, một cây Phật chỉ như kinh mang, từ triệu bân mi tâm, xuyên thủng đầu lâu, đáng sợ ý sát phạt, trọng thương triệu bân nguyên thần. Triệu bân không phải người chịu thua thiệt, chịu một ngón tay, lật tay liền trả đối phương nhất kích. Bàn tay hắn như đao, cưỡng ép mổ ra lão tăng tử phủ, đem Thanh Loan cứu ra. Chờ lão tăng đứng vững gót chân, Thanh Loan đã bị đưa vào hắn vĩnh hằng giới. Đáng tiếc, nàng tại độ hóa trạng thái, cả người đều rất giống không có ký ức. Nàng là Phật gia tín đồ, nhảy vào vĩnh hằng giới, cũng không thể nào sống yên ổn. Ma vương bọn hắn cuối cùng là tới sống, không cách nào cho Triệu Bân trợ chiến, nhưng trấn áp tiểu Thanh Loan, hay không đang nói ở dưới, đến nỗi đem hắn tỉnh lại, phương pháp có rất nhiều, đơn giản vấn đề thời gian. Đại La Thiên Tay. Triệu Bân một trường nặng như sơn nhạc, che khuất bầu trời mà đến. Lão tăng diện mục, đã dữ tợn không chịu nổi, chân trước vừa đứng vững, một giây sau lại ầm vang quỳ xuống đất, cái này tiểu chuẩn tiên vương trưởng uy, vượt qua hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng, vậy mà gánh không được. Cho ta, diệt. Triệu Bân bàn tay ở giữa khắc họa bí văn, mỗi một đạo cũng là pháp tắc. Trưởng uy cực điểm gia trì, lão tăng nhuốm máu Phật thân thể từng khúc sụp đổ. Nhưng hắn, dù sao cũng là một tôn bán thần, nào dễ dàng như vậy bị chấn áp. Tại ma vương mong nhìn xem, một tôn kình thiên một dạng bóng người, diễn hóa đi ra. Đó là Phật tôn bề ngoài, là lão tăng triệu hoán, so hộ thể kim Phật còn càng thêm nguy nga, thấy không rõ tôn vinh, chỉ biết Phật lực vô biên, lại kèm theo niệm lực hải dương. Rõ ràng không niệm Phật kinh, lại có Phật âm vang vọng, Phật gia dị tượng, cũng vẫn là Phật quốc, hoành phô minh mông thiên. Phốc, Triệu Bân bị tại chỗ chấn lật, Đại La Thiên Tay cũng sụp ở vô hình. Không đợi hắn lại lần nữa tố tiên khu, liền cảm giác một cỗ vô thượng uy áp. Đó là thần minh uy áp, bao phủ toàn bộ thiên địa, uy áp biển cả càn khôn. Hắn không động được, bị thần minh uy áp cưỡng ép cầm giữ. Cùng một cái chuẩn tiên vương đánh, lại vẫn thỉnh bản tôn bề ngoài. Ma vương một tiếng thầm mắng, sắc mặt khó coi vô cùng, uy áp quá mạnh mẽ. Ngươi, còn có gì dựa dẫm? Lão tăng nhe răng cười, nào còn có Phật gia nửa chút tư thái. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, gắt gao đối kháng. Hắn từng thi bí pháp, làm gì cũng là bài trí. Đây là hàng thật giá thật thần minh uy áp, vượt xa bán thần. Răng rắc, thể phách của hắn tại rạn nứt, lại trường sinh quyết không cách nào khôi phục. Thể thân thể quá nhiều khe hở, vàng óng ánh huyết, tùy ý chảy tràn. Tuyệt địa, lại là sống cùng chết tuyệt địa. Nhưng tâm cảnh của hắn, lại là trước nay chưa có không minh. Hắn khai khiếu, tại tuyệt đối áp lực dưới, có chỗ đốn ngộ thần minh pháp tắc ý cảnh, thần minh pháp tắc thường xuyên đem hắn kéo vào đi, không phải nhìn mỹ nữ, là ngộ đại đạo. Một cái chớp mắt này, hắn tâm cảnh cùng ý cảnh thành phù hợp. Cũng là một cái chớp mắt này, hắn diễn xuất một cái bóng mờ. Đó là tiên tông thủy tổ không bị ràng buộc thiên, mộc lấy mộng ảo quang lâm thế. Oanh! Sự xuất hiện của nàng, nhẹ nhõm phá thần minh cấp uy áp. Sau đó chính là Phật tôn bề ngoài, suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Qua! Dù là ma vương định lực, cũng không khỏi một tiếng kinh hô. Cùng là thần minh, có vẻ như vẫn là tiên tông thủy tổ bức cách cao hơn, một khi hiển hóa, khí thế liền lấn át Phật tôn bề ngoài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không biết cái kia họ Triệu nhân tài. Còn cất dấu át chủ bài như thế. Liền hắn đều như thế, càng chớ nói lão tăng, một bước không chút đứng vững, suýt nữa một đầu cắm cái kia, sau đó một ngụm lão huyết, phun bá khí ầm ầm, hắn là chấn kinh, cũng là khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hắn bản tôn bề ngoài, lại gánh không được một cái bóng mờ. Cùng là thần minh, chênh lệch thế nào như thế lớn lặc. Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, cả mắt đều là câu nói này. Nếu này cũng coi là một hồi thần cùng thần khác loại quyết đấu, cái kia là Phật tôn đối với tiên tông thủy tổ, chính là từ đầu đến đuôi bại hoàn toàn. Diệt! Triệu Bân giơ lên tay, tiên tông thủy tổ cũng giơ lên tay. Hắn một trường từ thiên nắp rơi,
mượn thủy tổ chi uy, cưỡng ép đè diệt Phật tôn bề ngoài. Phốc, lão tăng lại phun máu, cả người cũng không tốt. Bởi vì bản tôn bề ngoài sụp đổ, hắn chi thể phách, cũng nổ thành một mảnh bùn máu, chỉ còn dư hư ảo nguyên thần, tại gần như khô héo niệm lực trong hải dương, lung lay sắp đổ. Hắn Phật con mắt, lại không nửa phần thanh tĩnh, ngoại trừ hãi nhiên chính là sợ hãi. Cái này nho nhỏ chuẩn tiên vương, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có nội tình đáng sợ như vậy, hắn át chủ bài ra hết, liền bản tôn bề ngoài đều triệu hoán, lại vẫn là đại bại. Người Phật từ bi, sớm đăng cơ nhạc. Triệu Bân một lời băng lãnh cô quạnh, trưởng thứ hai đã che đẩy càn khôn. Hắn chi trưởng uy, nặng như đại sơn cự nhạc, là hủy thiên diệt địa. Không, không không. Thần minh hóa thân, cũng là sợ chết. Như lão tăng, tại sinh tử hấp hối gào thét, đã thành phát ra từ linh hồn kêu rên. Oanh! Triệu Bân đại thủ nắp rơi, triệt để đả diệt Phật tôn hóa thân. Hóa thân bị hủy, bản tôn từ không dễ chịu, ở xa thần giới Phật tôn, kêu đau một tiếng có phần ảm đạm. Hắn mở Phật con mắt, cực điểm thần minh thị lực, mong nhìn tiên giới. Làm gì, thần tiên lưỡng giới có càn khôn cách trở, hắn gì cũng không nhìn thấy. Hảo một cái vĩnh hằng thể. Hắn một tiếng lẩm bẩm ngữ, trấn Phật quốc cự chiến. Ném đi một tôn nhập thế hóa thân, không quan trọng. Nhưng, hắn Phật gia thần minh uy nghiêm, không thể mạo phạm. Biển cả. Tiên tông thủy tổ hư ảnh đã tán, chỉ còn dư huyết cốt đầm đìa Triệu Bân. Hắn lại đồ một tôn bán thần, vì thế, nhưng cũng bỏ ra giá tiền thảm thiết, vĩnh hằng thể phách, thương cảnh hoang tàn khắp nơi, hao tổn 500 năm tuổi thọ, càng đem hắn đưa vào một cái khác tuyệt lộ, cái kia nhuốm máu tóc trắng, dị thường chói mắt. Gió nhẹ Phật tới, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống. Cho dù là hắn hôn mê, hình ảnh vẫn như cũ rất huyết tinh, vĩnh hằng tiên khu tại từng khúc sụp đổ, huyết cốt liền với da thịt, một khối tiếp một khối rụng, tất cả bởi vì Phật tôn hóa thân sát ý. Giống như lạc ấn, ấn đầy toàn thân, điên cuồng độc hại. Trừ này, chính là cấm pháp phản phệ. Một trận chiến này, hắn vận dụng sức mạnh, đã vượt rất xa hắn tự thân cực hạn. A, tiểu kỳ lân ra vĩnh hằng giới, miệng phun một đám lửa, tiếp nhận Triệu Bân. Nhưng, hắn chân trước vừa mới đụng lên đi, chân sau liền chịu một đạo kiếm quang, đó là còn sót lại tại trong cơ thể của Triệu Bân sát ý, chỉ có điều, lấy kiếm quang hình thái lộ ra. Nếu không phải thần minh sức mạnh hộ thể, một kiếm này liền đầy đủ bổ diệt nó nhục thân. Chớ tới gần hắn, ma vương lấy tay, túm trở về tiểu kỳ lân, còn có đang muốn tiến lên vũ linh hoàng phi, cũng cùng nhau bị ngăn lại, thánh thú gánh không được Triệu Bân sát ý, kiếm linh cũng giống vậy. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn bản vương. Ma vương một lời thâm trầm, cũng là bức cách tràn đầy. Hắn cưỡng ép mắng đi lên, trọi cứng lấy sát ý uy thế còn dư, đem một chiếc nhuốm máu đèn đồng. Sáp nhập vào trong cơ thể của Triệu Bân, lờ mờ có thể thấy được, đèn đồng tại trong cơ thể, giấy lên cổ lão ánh lửa, hỏa quang kia rất kỳ dị, trong nháy mắt đốt đầy toàn thân hắn, không ngừng khử diệt sát ý. Thần minh huyết, hoàng phi một tiếng lẩm bẩm, nhìn chính là đèn đồng bên trên nhuộm vết máu, tuyệt đối là thần minh huyết, tiềm ẩn lực lượng thần bí, cũng đang bởi vì cổ lực lượng này ra trì, thiêu đốt đèn đuốc, mới phá lệ rực rỡ. Đau lòng a, ma vương che che ngực miệng. Cái kia nhuốm máu đèn đồng hắn đã chân tàng nhiều năm, vẫn luôn không nỡ dùng. Bây giờ, lại là đại tài tiểu dụng, cầm lấy đi giúp người nào đó khử diệt thể nội sát ý. Nhất thiết phải nhớ nhất công. Ma vương lấy hai con ngươi, khắc ấn thời khắc này hình ảnh. Đợi hắn năm, màn này phải đưa cho Nguyệt Thần nhìn một chút. Vì nhà ngươi đồ nhi, lão tử thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Vốn gốc không có phí công phía dưới, ít nhất Triệu Bân sụp đổ thể phách, đã triệt để ổn định, thể nội sát ý. Cũng bị cực điểm khử diệt, lúc này, trường sinh quyết tự động vận chuyển, đang tái tạo hắn tiên khu. Hô! Ma vương thở dài một hơi, lông mày cũng không giãn ra. Một kiếp này, Triệu Bân xem như vượt qua, nhưng tuổi thọ kiếp, cũng không có như vậy dễ độ. Tiểu kỳ lân thấp giọng gào rít, canh giữ ở Triệu Bân bên cạnh thân. Hoàng phi bên này thì tinh luyện bản nguyên huyết, giúp Triệu Bân kéo dài tính mạng. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhiều hơn nữa bản nguyên huyết, cũng Phật không đi Triệu Bân già nua chi thái. Ma vương là lòng biết rõ, trạng thái như vậy Triệu Bân, bằng ngoại lực là rất khó bổ huyết, còn cần tự thân niết bàn, thí dụ như vĩnh sinh chi đạo, con đường này như đi ra, liền cực kỳ khủng khiếp. Lão phu có một loại cảm giác, hắn có thể ngộ ra vĩnh sinh chi đạo. Mặt trời lặn đại trưởng lão ý vị thâm trường vuốt râu một cái. Chúng tiên vương thần thái, cũng cùng kém không nhiều. Hoặc có lẽ là đều có một loại hy
hy vọng Triệu Bân sống lâu mấy năm. Kẻ này như đánh giấm, bọn hắn đều phải chôn cùng. Sống sót tốt, sống sót chính là hy vọng, bọn hắn còn chưa chết giác ngộ. Răng rắc, răng rắc. Mờ tối thiên địa, tĩnh lặng một mảnh, duy xương cốt va chạm âm thanh rõ ràng. Triệu Bân ngất không giả, không chút nào ảnh hưởng trường sinh quyết tự động vận chuyển. Tiên tông người đều kháng đánh, nói là tái sinh chi lực, như Triệu Bân, nửa ngày công phu không đến, liền đã tái tạo ra hoàn chỉnh thể phách, đổi lại người khác, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ xuống giường. Cái này chim nhỏ, không tệ. Ma vương một bầu rượu vào trong bụng, mời ra Thanh Loan. Phật tôn hóa thân chết, tiểu Thanh Loan còn tại độ hóa trạng thái, toàn thân trên dưới mỗi một phiến lông chim, đều dính Phật quang, nếu là tỉnh dậy, làm không tốt sẽ đến một câu, ngã Phật tử bi. Tiền bối, nàng có thể hay không khôi phục bình thường? Hoàng Phi hỏi. Vấn đề thời gian, ma vương chuyển ra một cái cổ cầm, ngồi xếp bằng mà ngồi, tiện tay còn kéo ống tay áo, xong việc, liền bắt đầu đại tú tài hoa, ân, cũng chính là cầm kỹ. Tranh. Tiếng đàn du dương, tùy theo vang vọng, hàng thật giá thật tỉnh thế khúc. Tiểu Kỳ Lân nghe chi, hai mắt tròn trịa, hàng này lại còn có cái này tuyệt chiêu. Không chỉ nó, cái kia một đám khó khăn huynh khó khăn muội cũng đều cất tay, nhìn đường đường chính chính, đều nói ma vương đa tài đa nghệ, bây giờ nhìn lên, quả nhiên không giả, khúc vẫn là rất êm tai. Ngô, ngủ say tiểu Thanh Loan, một tiếng than nhẹ, thần sắc biểu lộ ra khá là đau đớn. Cái này đều bình thường, dù sao bị độ hóa trở thành tín đồ, tao ngộ tỉnh thế khúc, có thể dễ chịu mới là lạ. Tiểu Kỳ Lân liền ngồi xổm ở cái kia, ngồi xổm ở Triệu Bân cùng tiểu Thanh Loan ở giữa. Nó rất ngoan ngoãn, cũng rất lo nghĩ, khi thì dùng cái đầu nhỏ cọ cọ Triệu Bân, khi thì lại duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm tiểu Thanh Loan. Nó tại phàm giới trọng yếu nhất hai cái thân nhân, bây giờ đều trạng thái không tốt. Kỳ Lân cùng Thanh Loan kết hợp, có thể tạo ra cái gì lạc? Pháo hoa, đánh đàn ma vương, tương đối hiếu kỳ vấn đề này, cái kia chắc chắn sẽ là một cái xưa nay chưa từng có loại sản phẩm mới. Oanh! Hắn nghĩ lúc, chợt nghe một tiếng oanh minh. Oanh âm thanh truyền lại từ Triệu Bân, chờ ba người nhìn lại lúc, đang gặp một tôn vương tọa biến hóa ra. Là vĩnh sinh vương tọa, hoàn toàn như trước đây nguy nga trầm trọng. Ma vương vội vàng không kịp chuẩn bị, tiểu Kỳ Lân cùng Hoàng Phi cũng trở tay không kịp, tại chỗ bị chấn lật ra đi, còn có ngủ say tiểu Thanh Loan, cũng gặp cá trong chậu họa, toàn bộ đều bay ra ngoài. Cố ý a! Ma vương sắc mặt đen tối, suýt nữa bị đánh tan trống. Tiểu Kỳ Lân cùng Hoàng Phi còn tốt, một cái có thần minh sức mạnh hộ thể, một cái có thần minh kiếm ý trông coi, cơ bản không có gì đáng ngại. Khó xử nhất, vẫn là tiểu Thanh Loan, ngủ đều ngủ không yên ổn. Xét thấy vĩnh sinh vương tọa uy áp quá bá đạo, ba người đều lui ra rất xa. Vẫn là tiếng đàn du dương, ma vương lại một lần đàn tấu. Trong lúc đó, hắn từng không chỉ một lần nhìn Triệu Bân, nhìn hai mắt híp lại. Tiểu tử kia, hình như là đang say giấc nồng ngộ đạo, lại ngộ vẫn là vĩnh sinh chi đạo, vĩnh sinh vương tọa bên ngoài hiện, chính là ví dụ tốt nhất, không biết được, con đường này có thể đi ra hay không tới. Nhất định có thể, Hoàng Phi không có chút nào hoài nghi. Tại phàm giới, Triệu Bân liền sáng lập qua rất nhiều thần thoại. Tới tiên giới, hắn cũng nhất định có thể, chủ yếu nhất là, hắn ngộ vĩnh sinh chi đạo, có trời ban điều kiện, cũng chính là mãi mãi sinh chi lực, lại là trong đêm tối một chiếc đèn. Ta, nhất thiết phải sống sót. Cái này, là Triệu Bân tâm tâm niệm niệm một câu nói. Hắn cũng không sợ chết, nhưng sứ mạng của hắn còn chưa hoàn thành. Thọ nguyên không nhiều, hắn nhất thiết phải tại dưới tuyệt cảnh đi ra con đường kia. Đêm này, sôi trào mãnh liệt vĩnh sinh chi lực, như hải dương giống như lăn lộn. Mà đêm này vĩnh sinh vương tọa, cũng trở nên cùng dĩ vãng, khác nhau rất lớn, cái nào khác biệt đâu. Khíu ẩn khác biệt, nhìn cái kia từng đạo hư ảo bí văn, đều rất giống biến tươi sống. Điềm tốt, ma vương con mắt chớp lóe. Cái này có lẽ không phải đốn ngộ, bất quá Triệu Bân đã rất tốt đi ra bước đầu tiên. Hắn không quấy rầy, tiếp tục đàn tấu tỉnh thế khúc, lấy sửa đổi Thanh Loan Phật gia ý thức. Bài hát này thật tốt làm cho, chỉ là có chút đau. Tiểu Thanh Loan tiếng rên nhẹ, ba ngày chưa từng đoạn tuyệt. Đến ngày thứ tư, nỗi thống khổ của nàng thần thái mới dần dần tán đi. Ngày thứ năm, nàng từng có mở con mắt, trong mắt rất nhiều mê mang sắc. Không sao. Tiếp tục đánh. Tỉnh thế khúc không ngừng. Ngày thứ chín, nàng mới hoàn toàn thức tỉnh ý thức. Để tránh Phật gia niệm lực phản công, ma vương tiếng đàn không ngừng nghỉ. Tiền bối. Hoàng Phi kêu một tiếng. Ma vương nghe ngóng trách mắt,
nhìn chính là ngủ say Triệu Bân. Xem xét như vậy, hắn đàn đều không bắn, dứt khoát đưa tới. Không trách hắn như thế, chỉ vì thời khắc này Triệu Bân, đang dần dần biến hình thái, vốn là mái đầu bạc trắng, đang đông ra từng cây chỉ đen, già nua tư thái, cũng bởi đó chậm rãi biến mất. Lộ, chạy ra, Ma Vương một tiếng nói thầm. Không có người cho hắn đáp án, chỉ biết Triệu Bân đang từng bước chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù, cái này chuyển biến tốt tốc độ rất chậm, nhưng tuyệt đối điểm tốt. Đích xác so ăn đan dược dễ dùng, chúng tiên vương đô ngẩng đầu lên, vòng nhìn Triệu Bân tử phủ, tiểu tử này sợ là thật sự lột xác, toàn bộ tiểu thế giới, đều rong chơi sinh linh chi khí. Thì ra là thế. Trong ngủ say Triệu Bân, khóe miệng hiển lộ một nụ cười. Hắn thật sự đốn ngộ, thật sự ngộ ra được vĩnh sinh chi đạo một góc của băng sơn. Như thế, liền coi như mới nhập môn kính, con đường này đang bị hắn từng bước một đi ra. Đủ nửa tháng, biển cả dị tượng không tiêu tan. Phần lớn là Triệu Bân đang diễn hóa, đương nhiên, cũng không thiếu tiểu Thanh Loan. Lão Tăng nên cái tán tài đồng tử, độ hóa Thanh Loan, nhưng cũng trời đất xui khiến kích phát nàng huyết mạch, mơ mơ hồ hồ liền lột xác, phượng hoàng tê minh, mấy ngày không dứt. Vẫn là vị này chói mắt. Đánh đàn Ma Vương, nói câu lời nói thật. So sánh Triệu Bân diễn xuất vĩnh sinh vương tọa, tiểu kỳ lân dị tượng, liền như đùa giỡn, vô luận khí chàng vẫn là hàm ý. Phổ luận huyết thống vẫn là đạo tắc, tất cả toàn phương vị nghiền ép. Ban đêm tiểu kỳ lân, phá lệ vui sướng. Thanh Loan thức tỉnh, Triệu Bân cũng đi ra vĩnh sinh chi lộ, có thể nói xong hỉ lâm môn. Kỳ lân phối Thanh Loan, Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, lại đặt cái kia tụ tập nói thầm. Chờ xem, thời đại này đem ra một cái loại sản phẩm mới. Cái kia sinh mạng nhỏ, tuyệt đối kế thừa thánh thú cùng Thanh Loan song trọng huyết mạch. Chẳng biết lúc nào. Vĩnh Hằng vương tọa mới trừ khử không thấy. Triệu Bân cũng tỉnh, hình thái mặc dù già nua, nhưng tinh thần không tệ. Nhìn hắn quanh thân, rất nhiều vĩnh sinh chi lực vần quanh, kéo dài không tiêu tan. Đường đi đi ra, Vũ Linh Hoàng Phi cười nói. Một góc của băng sơn, Triệu Bân lời nói này hàm xúc. Người nói vô tâm, người nghe có ý, Hoàng Phi là đầy đủ khiếp sợ. Mới một góc của băng sơn, Thọ Nguyên liền đang thức tỉnh. Chân chính vĩnh sinh chi đạo chẳng phải là càng kinh khủng. Đó là tất yếu, Ma Vương một lời thâm trầm. Cửu đỉnh chí tôn đi, hắn là biết đến, tu chính là vĩnh sinh chi đạo. Tiểu tử kia tuổi thọ, không là bình thường dài, sống mấy cái thời đại đâu. Nhân họa đắc phúc a. Vẫn là mặt trời lặn thần giáo đại trưởng lão, không biết là phiền muộn vẫn là mừng rỡ. Mừng rỡ đi, là Triệu Bân tuổi thọ có thể kéo dài, bọn hắn có việc lấy trở về hy vọng. Phiền muộn đi, như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt, nếu trưởng thành, năm nào ai có thể áp chế a? A la đầu chọc, người thực sự là đưa một hồi dễ tạo hóa. Ma Vương mừng rỡ thoải mái, có phần muốn nhìn Phật tôn cái kia mở lớn mặt đen. Dưới tuyệt cảnh xuất kỳ tích, trận này cơ duyên nên sâu xa thăm thẳm định số. Đi, Triệu Bân tinh thần phấn chấn, Phật tay mở truyền tống vực môn. Phía sau nhiều ngày, hắn đều khoanh chân tại thông đạo không nhúc nhích tí nào. Đốn ngộ vĩnh sinh chi đạo, tuổi thọ của hắn thời khắc đều đang thức tỉnh, có lẽ là ngộ không đủ sâu, hồi phục tốc độ còn rất chậm chạp, nhưng, cái này cũng so ăn bổ mệnh đan thuốc tới thực sự. Truyền chút áo nghĩa, xem cho ta một chút, Ma Vương nghiêm túc nói. Triệu Bân không keo kiệt chút nào, đem nhiều ngày tới cảm ngộ, đều nhập thư quyển. Ma Vương bọn hắn người người có phần, đến nỗi có thể ngộ bao nhiêu, đều xem cá nhân tạo hóa. Không có phí công thương ngươi. Ma Vương một mặt vui tươi hớn hở, tiện tay lật ra thư quyển. Lọt vào trong tầm mắt, chính là bỗng nhiên rõ ràng hai hàng chữ lớn, trong lòng không nữ nhân, ngộ đạo tự nhiên thần. Sâu sắc, Ma Vương hít sâu một hơi, theo con mắt còn liếc nhìn kỳ lân bọn hắn. Nhìn qua, có vẻ như liền hắn quyển sách này cuốn, có cái kia hai hàng tao khí chữ lớn. Không hổ nguyệt thần đồ nhi. Ma Vương ôm thư quyển, nói nhỏ không xong. Bản tôn trong trí nhớ. Nguyệt thần có vẻ như cũng đã nói câu nói này. Thân là Nguyệt thần đồ nhi, này hàng quả nhiên rất được sư tôn chân truyền. Không tệ. Triệu Bân thời khắc này cảm giác, thật tốt. Vĩnh sinh chi đạo lộ, hắn là càng chạy càng xa, thọ nguyên càng nhiều khôi phục, tóc hoa dâm, cũng nhiều hơn một tia chỉ đen, có cái này thần cấp treo, đủ có thể chống đỡ hắn thần minh chi nhãn. Mới tinh vực, hắn từng bước đi ra vực môn. Thị giác thượng đế nhìn tinh không, hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn lén sau đó, hắn sửng sốt một hồi, theo bản năng nhìn phía Hoàng Phi. Hoàng Phi không rõ ràng cho lắm, chỉ vì Triệu Bân nhìn nàng ánh mắt,
dị thường kỳ quái. Tìm được Long Chiến, Hoàng Phi tính thăm dò hỏi. Ân, Triệu Bân một hớp này khí, hút cũng đủ dài. Hắn có còn tốt, tại cưới thức phụ nhi. Cưới? Hoàng Phi nhất thời nghẹn lời, mới biết Triệu Bân vì cái gì ánh mắt kỳ quái. Triệu công tử một tiếng ho khan, lại đi trở lại vực môn, thẳng đến phương kia truyền tống. Hắn cũng không phải lừa gạt Hoàng Phi, cái kia gọi Long Chiến nhân tài, thật tại cưới thức phụ nhi, nhìn cái kia đầy đất thảm đỏ, lại nghe cái kia tiếng chiêng trống thiên, thỏa đáng bái đường thành thân, thật đúng là đừng nói, mặc tân lang áo Long Chiến, thật sự giống có chuyện như vậy, là cái chặt hẻo cải trắng tốt. Phàm giới hy vọng, muốn tại tiên giới thực hiện. Triệu Bân một lời lời nói ý vị sâu xa, nói tất nhiên là Long Chiến. Thế gian đa vương triều, hoàng đế nào không phải tam cung lục viện 72 phi tần, duy chỉ có hắn Long Chiến, là nhất chi độc tú, cưới chính mình sư thúc, căn bản không dám có nạp thiếp tâm tư. Tiên giới tốt, hoàng phi không ở bên người tốt, thật tới cưới vợ. Bọn hắn là đuổi kịp xảo, còn có thể lấy một ly uống rượu mừng, thuận tiện ăn chỗ ngồi. Tranh! Hoàng phi đã xuất vĩnh hằng giới, trong tay còn mang theo một cây đao. Đừng nhìn nàng là thiếu nữ bộ dáng, nộ khí lại không nhỏ, như nước con mắt đã dấy lên ngọn lửa. Mang nàng tới, có phải hay không có chút không chân chính? Triệu Bân truyền âm ma vương. Đương nhiên, cái không chân chính này là đối với Long Chiến, thật không cho cưới một con dâu, cái này nhiều lúng túng. Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường, ma vương ý vị thâm trường nói. Nói đi, hắn liền vùi đầu đọc sách cuốn, chỉ vì Hoàng Phi đã hướng hắn nhìn qua. Nổi nóng nữ nhân, sức chiến đấu cũng là tăng mạnh, muôn ngàn lần không thể trêu chọc. Hoàng đế, ngươi tự cầu phúc, Triệu công tử dứt khoát nhìn phía không thiết thực hư vô. Ông, truyền tống vực môn ông rung động, nối thẳng sâu trong tinh không. Khoảng cách Long Chiến cũng không xa, thời hạn không quá nửa khắc. Triệu Bân cùng Hoàng Phi lại hiện thân nữa lúc, đã là một tòa cổ thành. Cái gọi là bái đường thành thân, ngay tại trong thành một tòa thật lớn phủ đệ. Hoàng Phi không nói nhảm, mang theo đao liền đi qua. Triệu công tử cũng là nhắm mắt, theo sát phía sau. Đập phá quán có thể, nhưng tuyệt đối đừng náo ra nhân mạng mới tốt, bằng không thì Long Phi vậy không tốt giao phó. Gắng sức đuổi theo, vẫn là đi chậm. Bọn hắn vào phủ đệ lúc, tiệc cưới đã khai tiệc. Bộ tộc này thế lực không tầm thường, tới cũng là người tu đạo. Triệu Bân cái nhìn này nhìn sang, tiên vương là vừa nắm một bó to. Vị tiểu đạo hữu này, ngươi. Mắt thấy Hoàng Phi mang theo đao đi vào, phủ đệ quản gia ngăn cản nàng đường đi. Tại chỗ nhiều người như vậy, nhìn qua người từ cũng không ít, rõ ràng không biết đây là gì kiều đoạn. Siêu. Hoàng Phi như một đạo quỷ mị, vòng qua người cản đường. Triệu Bân như bóng với hình, thời khắc mấu chốt hắn phải lôi kéo. Long Chiến. Người tân lang quan đang đặt cái kia mời rượu, tại chỗ liền bị Hoàng Phi nhấn đó. Long Chiến nhất khuôn mặt mộng bức, ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Phi, ngươi là ai a? Lời này vừa ra, Triệu Bân không khỏi nhíu mày, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lấy hắn nhiều năm diễn trò kinh nghiệm, thời khắc này Long Chiến, có vẻ như thật không phải là trang, hắn thật không nhận ra Hoàng Phi. Mất trí nhớ. Hắn cái này tỉnh táo, đang bực bội Hoàng Phi, cũng mặc kệ cái này cái kia. Nhìn nàng xách cây đao kia, bóng loáng, nghiễm nhiên đã có cho rồng chiến gỡ cái linh kiện tư thế. Làm càn. Hét to âm thanh ngừng lại vang lên, một cái ngân bào lão giả giết tới đây. Trừ hắn, còn có không ít tiên vương cấp cao thủ, bốn phương tám hướng đều là. Náo nhiệt tiệc cưới, ở đây một cái chớp mắt tĩnh mịch không thiếu, các tân khách phần lớn đứng lên. Hiểu lầm. Gặp không ít người giết tới, Triệu Bân cười cười. Chúng mạnh không nghe hắn nói linh tinh, khí thế không hàng phản tăng. Đều đem nhà ta con rể nhấn đó, người gọi đây là hiểu lầm. Thực sự là hiểu lầm. Triệu Bân nói chứng chạc đàng hoàng, oanh một tiếng trống ra vĩnh hằng kim thân. Người ở chỗ này tập thể ngửa ra đầu, cái này kim quang cự nhân bá khí ầm ầm a. Cái này, vĩnh hằng kim thân. Đánh tới chúng mạnh, bỗng nhiên dừng lại thân hình, thần thái cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đại La Thánh Tử cũng không là bình thường ngoan nhân, từng lấy lực lượng một người diệt hải vương tộc, lại một người đạp bằng huyết âm tiên thổ, ngay cả bán thần cấp đều bị diệt rồi, ai dám cùng chi tranh tài a? Càng là Triệu Bân, lão phu mắt phụng về. Khách mời nhiều thổn thức kinh ngạc, cũng đều lộ vẻ kiêng dè. Trong đó có không ít, lúc này còn vô ý thức lui lại mấy bước. Triệu Bân kẻ đến không thiện, nếu đánh, khó tránh khỏi bị tai bay vạ gió. Cho dù là Đại La Tiên Tông, cũng không thể như vậy khi dễ người a. Vẫn là ngân bào lão giả,
nhắm mắt quát to một tiếng, lại sức mạnh không đủ, dù sao, đối phương là Triệu Bân. Chuyện ra có nguyên nhân, tiền bối rộng lòng tha thứ. Triệu Bân chắp tay, toàn bộ làm như cho người ta chịu tội. Hắn cũng không phải là sợ, là không có động thủ tất yếu. Thật muốn khai chiến. Tại chỗ không người là đối thủ của hắn. Nhưng, đối phương nếu là mưu đủ nhiệt tình trốn, hắn là ngăn không được, không cần quá nhiều, đào tẩu một hai tôn tiên vương đã đủ tiên tông khó chịu, mỗi ngày làm ám sát ai mẹ nó chịu được. Là nhà ta con rể chọc tiểu hữu. Ngân bào lão giả ngữ khí, cũng thong thả một phần. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không lựa chọn đánh. Đánh cũng đánh không lại, đối phương giảng đạo lý, vậy thì có trò chuyện. Nói rất dài dòng, Triệu Bân ho khan nở nụ cười. Xong, hắn mới bổ nửa câu sau. Cho vãn bối chút thời gian, cùng nhà ngươi con rể tâm sự. Trò chuyện có thể, không được đi ra tộc ta phủ đệ. Ngân bào lão giả câu nói này, nói không có nửa điểm chỗ thương lượng. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, đối phương thật muốn đem người mang đi, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng lui về phía sau quãng đời còn lại, bọn hắn bộ tộc này, đều biết không muốn mạng nhìn chằm chằm Đại La Tiên Tông làm ám sát. Dễ nói. Triệu Bân nở nụ cười, lúc này rút lui kim thân, quay người vào đại đường. Hoàng Phi rất thô lỗ, lôi long chiến một chân trực tiếp kéo vào. Ngoài điện, một đám khách mời hai mặt nhìn nhau, lại là không ai dám hướng phía trước góp. Lại nói chủ gia, cũng có phần giữ uy tín, thật sự ở đại sảnh bên ngoài chờ lấy. A, à, phía sau một tiếng hét thảm, người khác không nghe thấy. Triệu Bân nhiều cơ trí a, à, dùng kết giới ngăn cách bên ngoài. Đến nỗi trong điện tiếng kêu thảm thiết đi, tất nhiên là đại hạ hoàng đế. Vũ Linh Hoàng Phi hạ thủ không nhẹ không nặng, đã cho người ta đánh mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo. Triệu Bân không dám áp quá gần, cũng không dám cách quá xa, liền sợ Hoàng Phi nhất đao đem long chiến chặt. Ngươi là ai a? Bị đánh mơ hồ long chiến, vẫn là câu nói này. Đại La Tiên Tông Thánh Tử đi, hắn tự có nghe thấy. Nhưng sách đao vị này, hắn nghe đều không nghe qua, lại càng không biết nơi nào trêu chọc, cho dù là muốn đánh, ít nhất cũng phải cho một lý do trước tiên, đã bao nhiêu năm, hắn còn không có như vậy biệt khuất qua. Còn Trang, ta đều không biết ngươi. Long chiến ôm đầu rúc lại góc tường, nghiễm nhiên một cái bị khi phụ học sinh tiểu học. Ngược lại thiếu nữ một dạng hoàng phi, càng giống một cái làm chuyện xấu tiểu lưu manh. Dễ không nhận ra cái nào, hoàng phi dứt khoát ôm đao. Hắn có vẻ như thật sự mất trí nhớ, Triệu Bân vội vàng hoàng kéo xuống. Cũng không thể lại đánh thì đánh tàn phế. Ngươi cũng đi theo hắn gạt ta, hoàng phi đôi mắt đẹp bốc hỏa. Không tin có thể đọc hắn tâm ngữ, Triệu Bân một lời thâm trầm. Lời này dễ dùng, hoàng phi thật sự mở thiên phú, cưỡng ép nhìn lén. Nghe qua, không nghe ra nguyên cớ. Nhìn qua, gì cũng không nhìn ra. Thật mất trí nhớ, hoàng phi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Triệu công tử bên này càng trực tiếp, một tay đặt ở long chiến thiên linh nắp, động siêu hồn chi pháp. Như hắn sở liệu, long chiến cũng không phàm giới ký ức. Bị xóa sạch, hoàng phi hỏi. Khó mà nói, Triệu Bân nhìn sang ngoài điện. Bộ tộc này người, còn có thể không tiết tháo như vậy. Phi thăng lúc xảy ra vấn đề. Ma Vương chậm chậm nói. Không thể a, phi thăng còn có thể xóa ký ức. Sử thượng có này tiền lệ, không phải gì quái sự. Cái kia, nhưng có biện pháp khôi phục. Hoàng phi tính thăm dò nhìn xem Ma Vương. Ma Vương không ngôn ngữ, đem hắn đàn ném đi ra, ngụ ý rõ ràng, có thể thử thí tỉnh thế khúc. Triệu Bân nhìn Hoàng phi một mắt, lúc này ngồi xếp bằng. Đánh đàn là việc cần kỹ thuật, hắn so Hoàng phi chuyên nghiệp. Chanh. Theo dây đàn kích thích, mờ mịt tiếng đàn vang vọng. Ngoài điện người nghe chi tất cả nhíu mày, không biết cái nào đang khoe khoang phong tao, chỉ biết tiếng đàn này, rất du dương rất mỹ diệu, còn có một loại công hiệu thần kỳ, nghe lâu, tâm cảnh nhiều không minh. Lão tổ, Triệu Bân hơn phân nửa đang tiêu khiển chúng ta. Có người nhỏ giọng đạo. Trước tạm xem, ngân bào lão giả nghiễm nhiên mà đứng, thần thái rất trang nghiêm. Hắn không cho rằng Triệu Bân là nghe nhìn lẫn lộn, bởi vì hoàn toàn không cần như thế. Lấy Đại La Thánh Tử chiến lực, muốn mang đi một người, hà tất phiền phức như vậy. Không dùng được. Đánh đàn Triệu công tử, mắt nhìn thẳng nhìn long chiến. Hắn đã gảy một hồi lâu, long chiến phản ứng gì không có. Ngược lại là Hoàng Phi, thiếu đi một tia nộ khí, nhiều một tia lo nghĩ, đây chính là trượng phu của nàng, nào có không lo lắng đạo lý, đến nỗi cưới vợ đi. Muốn cưới liền tái giá một cái thôi. Nhìn long chiến,
sợ là bị đánh ra bóng tối, ngồi cái kia không nhúc nhích. Mãi đến giờ khắc này, hắn đều chẳng biết tại sao bị đánh, cũng không người cùng hắn nói. Thời gian lâu dài, hắn còn nghĩ chuồn đi, trước tiên bị Hoàng Phi lôi trở lại. Người nào, Triệu Bân liếc mắt nhìn Vĩnh Hằng Giới. Tiếp tục đàn tấu, Ma Vương ngáp một cái. Chớ nhìn hắn mặt mũi tràn đầy không đứng đắn, nhưng thời khắc đều đang chăm chú long chiến, phi thăng bị biến mất ký ức, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, cũng chính là nói, tỉnh thế tiên khúc chưa hẳn hữu dụng. Triệu Bân cái này bắn ra, chính là một ngày một đêm. Long chiến vẫn như cũ không có phản ứng, dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Nhìn ngoài điện, chúng cường giả thì mỗi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thú vị nhất là khách mời, còn đặt cái kia ngồi ăn đám đâu. Đồ ăn nguội rồi không sao, đổi lại một bàn, theo lời nói của bọn họ, cũng là cầm tiền quà, phải ăn đủ vốn, thuận tiện nghe cái khúc, ân, cũng chính là tiếng đàn, đánh đàn giả cầm kỹ thật là không tệ. Nhà đầu kia, nên có phiền muộn bao nhiêu. Khách mời ăn đám lúc, vẫn không quên tụ tập nói thầm. Bọn hắn trong miệng nhà đầu, tất nhiên là chỉ tân nương, cái kia không, đang đặt ngoài điện trống lên đâu. Người đều nói Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, đến phiên nàng cái này, có vẻ như cũng không phải là chuyện như vậy. Tiểu Hữu, Ngân Bào lão giả cuối cùng là nhìn không được, hướng trong điện kêu một tiếng. Nói thực ra, hắn là thực sự có chút ép không được tức giận, hiếm thấy một cọc đại hỷ sự, càng là tình trạng như vậy, tân nương đặt cái này chờ lấy, đầy sân khách mời cũng đều không đi ý tứ, cũng không phải đau lòng tiền cơm, mà là bây giờ cục diện này, rất lúng túng có hay không. Làm phiền tiền bối chờ một chút, Triệu Bân một tiếng ho khan. Hắn tiếng đàn không ngừng, không tin không gọi tỉnh Long Chiến ký ức. Vũ Linh Hoàng Phi so với hắn càng phiền muộn hơn, nàng vẫn là rất thích Long Chiến. Thật tốt một khỏa rau xanh. Ma Vương cất tay, cũng nhìn ngáp. Phàm nhân phi thăng tiên giới, luôn có dạng này hoặc dạng kia nói nhảm chuyện, bị biến mất ký ức, cái này còn khá tốt, sử sách trong ghi chép có người như vậy mới, trực tiếp phi thăng đến trong bụng mẹ, đâu chỉ bị biến mất ký ức, cùng luân hồi chuyển thế không có gì khác nhau, khả năng cao một thể song hồn. Như thế, lại một đêm lặng yên mà qua. Mất trí nhớ cái vị kia, vẫn là không thức tỉnh. Mà chạy tới ăn đám người, lúc này lại đổi cả bàn thịt rượu, nhìn cái tư thế này, không ăn cái ba ngày ba đêm là không định đi, tiền quà là một mặt, chủ yếu nhất là, muốn nhìn một chút Đại La Thánh Tử đến tột cùng muốn làm gì, thật xa chạy tới đây tú tài nghệ. Trong khi chờ đợi, buổi tối thứ ba bỗng nhiên buông xuống. Tiếng đàn dễ nghe đi nữa, cũng có người nghe ngủ gà ngủ gật. Tựa như Đại Hạ Hoàng đế, lúc này liền ngủ rất say sưa. Trừ này, nhưng còn có những phương pháp khác, Triệu Bân lại một lần nhìn về phía Ma Vương. Nếu tỉnh thế khúc cũng vô hiệu, chỉ có thể bằng hắn tự thân. Ma Vương hít sâu một hơi. Nếu có ký ức chi hoa, có hữu hiệu hay không? Có lẽ có thể, nhưng hy vọng không phải rất lớn. Ngài vạn sự thông, cái này còn có thể thúc thủ vô sách. Linh Nhi, ngủ say Long Chiến, đột nhiên có một tiếng nói mê. Nói mê lúc, hắn mặt mũi tràn đầy cũng là nam tử ôn hòa. Triệu Bân nghe xong nhíu mày, vô ý thức liếc mắt nhìn Hoàng Phi. Linh Nhi, rõ ràng không phải Hoàng Phi tên. Linh Nhi, hơn phân nửa là ngoài điện cái kia tân nương. Một tiếng này nói mê, tới không ra thế nào hợp thời nghi. Chớ gảy. Vũ Linh Hoàng Phi một tiếng khẽ nói, này một cái chớp mắt ánh mắt, biểu lộ ra khá là ảm đạm. Triệu Bân thật sự ngừng, Long Chiến tiếng này Linh Nhi, sợ là đối với Hoàng Phi đả kích không nhỏ. Gió nhẹ nhẹ thổi, cuốn lấy một vòng nữ tử hương. Là ngoài điện đi tới một người, Long Chiến thê tử. Thiên hạ nữ tử, quả là xuất giá tân nương đẹp nhất. Như vị này, áo cưới đỏ tươi, tóc trắng trắng hơn tuyết, luận tư sắc, không chút nào tại Hoàng Phi phía dưới, hai người khí chất rất nhiều khác biệt, một cái cao quý lãnh diễm, một cái nhưng là ôn nhu uyển chuyển. Đạo hữu, là hắn chọc ngươi sao? Tân nương nhìn chính là Triệu Bân. Chưa từng chọc ta, Triệu Bân nở nụ cười, lễ nghi tính chất trả lời một câu. Giải rác một lời, Long Chiến tên kia cuối cùng là tỉnh ngủ, thật sao? Thấy chính mình tân nương, hắn là một chút đều không túng, thông suốt đứng dậy, lại trước tiên chắn thê tử trước người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Triệu công tử cùng Hoàng Phi, rất có vài phần khí khái đàn ông. Đầu bạc răng long, trăm năm dễ hợp. Vũ Linh Hoàng Phi khẽ nói nở nụ cười, chậm rãi chuyển thân. Triệu Bân tùy theo đuổi kịp, trong lòng còn hung hăng quạt chính mình mấy bàn tay. Chuyện này chỉnh, sớm biết không tới, quỷ hiểu được Long Chiến mất trí nhớ. Tối nay, rõ ràng không thích hợp động mạnh, ngày khác trở lại tìm Long Chiến chuyện vãn đi.
Thấy hắn đi ra, ngân bào lão giả hung ác thở dài một hơi. Tiền bối, có nhiều quấy rầy. Triệu Bân lần nữa chắp tay. Uống chén rượu mừng lại đi. Ngân bào lão giả ôn hòa nở nụ cười. Vãn bối còn có việc. Triệu Bân uyển chuyển cự tuyệt, thuận tiện còn nhẹ phẩy quần tay áo, chỉ vì ma vương lúc này rất không an phận, có phần muốn chạy đi ra ăn đám, sau đó trở lấy nhìn trực tiếp. Này liền, xong. Đám người đứng ngoài xem khách mời rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Chủ gia nhóm sắc mặt, cũng rất đen. Loại này đen, là đối với Triệu Bân cũng là đối với khách mời, cái trước đem tiệc cưới làm rối loạn, cái sau cũng chân thực tại, đường đường chính chính ăn 3 ngày 3 đêm, đi ra ngoài bên ngoài muốn chút mặt a. Vũ trụ mênh mông, Triệu Bân đi tới liền biến mất. Mà Vũ Linh Hoàng Phi, thì tại Vĩnh Hằng giới rơi vào ngủ say. Sau này nàng còn có thể lại đến, không biết Long Chiến có thể hay không nhớ lại nàng. Triệu Bân ngồi xếp bằng, lại không ngừng nhào nặn lông mày, hắn lại tạo nghiệt. Đợi đến khoảng không, hắn cũng còn có thể lại đến, tốt nhất mang theo ký ức chi hoa, đến nỗi Long Chiến an nguy, có một mạch chủng tộc mạnh mẽ che chở, dù cho là thánh địa, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Cho bản vương mấy giọt máu, ma vương truyền đến lời nói. Không có, Triệu Bân ực một hớp rượu, trở về dứt khoát. Ta có tác dụng lớn, ma vương ôm cái kia chén nhỏ đèn đồng mắng to. Triệu Bân trách mắt nhìn lên, đối với cái kia đèn đồng cảm thấy hứng thú, lúc trước hắn bị sát ý độc hại, chính là chiếc đèn này hỏa diễm khử diệt thể nội sát ý, trên đó máu tươi là thần minh huyết không thể nghi ngờ. Đừng dày vò khốn khổ, ma vương đen khuôn mặt. Triệu Bân không nói nhảm. Tinh luyện bản nguyên huyết. Ma vương tiện tay đón lấy, đem đèn đồng bày tại trên bệ đá, đem Triệu Bân bản nguyên huyết, sáp nhập vào trong đó, tùy theo chính là hồng hoang thân thể huyết, cũng bị hắn thận trọng dung nhập. Cái này đèn đồng ở đâu ra? Triệu Bân hỏi. Nguyệt thần thưởng, ma vương trở về rất nhiều tùy ý. Người gặp qua Nguyệt thần, Triệu công tử tinh thần tỉnh táo. Thưởng cho nhà ta bản tôn, truyền thừa đến tay ta. Ma vương đặt cái kia một hồi chơi đùa. Đèn đồng đã giấy lên cổ lão ngọn lửa, lóe lên quang huy, đều được thần minh màu sắc. Triệu Bân không truy hỏi nữa, liền nhìn chằm chằm đèn đồng nhìn lén. Tại hắn mong nhìn xem, ma vương đem hắn bỏ vào thể nội. Xong, thì thấy ma vương thể phách bao phủ thần minh quang huy. Lấy đèn đồng bồi dưỡng căn cơ. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, cuối cùng là biết ma vương muốn làm gì. Đèn nhiễm thần minh huyết, thêm nữa vĩnh hằng huyết cùng hồng hoang bản nguyên huyết, khuấy động lực lượng thần bí. Cũng chính là bực này lực lượng thần bí, gọi lên thần minh chi lực, dùng để rèn đúc tự thân căn cơ. Là tốt đường đi. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, thu con mắt ngộ đạo. Cũng như mọi khi, hắn nhất tâm đa dụng, một bên lĩnh hội vĩnh sinh, một bên suy xét thủy tổ hư ảnh, lực sát thương thật sự rất mạnh rất bá đạo, ngoại trừ có phần hao tổn nguyên thần lực, khác không có gì. Đủ mười mấy ngày, cũng không thấy hắn ra vực môn. Mãi đến sau một tháng, hắn mới buông xuống tinh vực mới. Đáng tiếc, một phen nhìn lén sau, cũng không hắn thân hữu. Phía sau nhiều cái tinh vực, cơ bản như thế, thọ nguyên hao tổn không thiếu, người là một cái không có tìm được, may đi ra vĩnh sinh chi đạo lộ, bằng không thì, thật đúng là không chịu nổi tuổi thọ tiêu hao. Nói đến vĩnh sinh chi đạo, hắn gần đây lại có đốn ngộ. Ngộ càng sâu, thọ nguyên hồi phục tốc độ liền càng nhanh. So với hắn, Kỳ Lân cùng Tiểu Thanh Loan thiếu chút nữa ý tứ. Ma vương đồng dạng lúng túng. Triệu Bân có thể đi ra vĩnh sinh chi lộ, hắn chính là sờ không tới môn hộ, nên hắn ngộ tính quá kém, quanh đi quẩn lại hơn nửa tháng, căn bản là dậm chân tại chỗ đi. Trong lòng không nữ nhân, ngộ đạo tự nhiên thần. Triệu Bân thâm trầm đạo, nhấc chân đi ra vực môn. Ma vương ánh mắt, liền phá lệ nghiêng qua. Người nào đó a, lúc này là càng xem càng muốn ăn đòn. Triệu Bân xem thường, đã khai thần minh chi nhãn nhìn tinh không. Có hắn thân hữu, lại là một đôi vợ chồng. Ma quân cùng ma hậu. Chống đỡ. Triệu Bân lại quay người vào vực môn, thẳng đến phương kia truyền tống. Cái gọi là chống đỡ, là bởi vì ma quân ma hậu tình cảnh không ra thế nào hảo. Đen kịt ban đêm, ma hậu được một kiện áo bào đen, đứng yên lặng một mảnh tiên sơn bên ngoài, nàng hơn nửa đêm chạy tới đây, cũng không phải du lịch ngắm cảnh, mà là tới cứu nàng chồng, liền bị khóa ở trong vùng núi tiên này, cái này, là một cái nội tình cường hãn môn phái. Phi thăng 18 năm. Bọn hắn cơ bản đều là đang bị đuổi giết vượt qua. Tiên giới khác biệt thế gian, quá nhiều kinh khủng tồn tại, hơn nữa thế đạo tàn khốc hơn. Khí vận là cái thứ tốt, bọn hắn liền đi vận rủi, không có một ngày sống yên ổn qua. Đi! Đột nhiên, ma hậu bên tai vang lên lời nói.
chính là ma quân thanh âm, là lấy tâm linh truyền âm. Hắn đã bị bắt lại, cũng không muốn thê tử cũng chạy tới chịu chết, lấy ma hậu tu vi, chớ nói cứu hắn, sợ là liền sơn môn đều vào không được, thực tế chính là như vậy tàn khốc. Ma hậu cũng không đáp lời, đã đưa ra sát kiếm. Nàng tối nay tới, không có ý định sống sót trở về. Nhưng, không đợi nàng hướng phía trước góp, thì thấy một người đem nàng ngăn lại. Tất nhiên là Triệu công tử, một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi kịp. Ngươi, Triệu Bân, ma hậu sửng sốt một chút. Là ta, Triệu Bân nở nụ cười, nhìn về phía tiên sơn. Thần Minh Chi nhãn nhìn rõ ràng, ma quân liền tại đây bên trong ngọn tiên sơn, giống như một cái phạm nhân, bị khóa gắt gao, nên chịu không ít đắng, tóc tai bù xù, hơn nữa gầy trơ cả xương. Tiền bối trước tạm nghỉ ngơi một chút. Triệu Bân nói, đem ma hậu thu vào vĩnh hằng giới. Mà hắn, thì một bước rơi vào tiên sơn trước sơn môn. Nhìn sơn môn bia đá, Minh Vương Tông ba chữ cứng cáp hữu lực. Oanh! Hắn trực tiếp mở vĩnh hằng kim thân, bàng bạc chi thế phủ kín thiên địa. Ban đêm vốn là yên tĩnh, bởi vì hắn kim thân, biến sấm sét vang dội. Đó là, vĩnh hằng kim thân. Minh Vương Tông bên trong ngọn tiên sơn, rất nhiều kinh ngạc thanh âm. Sau đó, thì thấy từng đạo bóng người hoạch thiên mà đến, cầm đầu một lão giả, tu vi mạnh nhất. Hàng thật giá thật đỉnh phong tiên vương, những người khác cũng không tầm thường, thành nhất sắc đạo hư cảnh. Triệu Bân tiểu hữu, sao có rảnh chạy tới đây? Minh Vương lão tổ cười nói. Vãn bối tới đón cá nhân, Triệu Bân nhẹ phẩy tay áo, diễn xuất một bức họa. Minh Vương lão tổ gặp chi, tất nhiên là nhận ra, người trên bức họa ngay tại địa lao khóa lại. Tiểu hữu sợ là sai lầm, Minh Vương tông cũng không người này. Minh Vương lão tổ lại cười. Như thế, vãn bối đi vào tìm. Triệu Bân một bước vượt qua, bước vào Minh Vương Tông. Có lẽ là hắn kim thân quá mức trầm trọng, thậm chí lúc rơi xuống đất, đánh sập vài chục tòa sơn nhạc, tùy theo chính là từng tòa nguy nga đại điện, nhịn không được chấn động, một tòa tiếp một tòa sụp đổ, đá vụn, gạch xanh, mảnh ngói bay đầy trời, gây một mảnh tiên sơn bừa bộn không chịu nổi. Minh Vương Tông người gặp nạn, không biết bao nhiêu đệ tử trưởng lão bị chôn cất. Chào đón Triệu Bân, tập thể biến sắc, tên sát tinh này sao chạy tới đây? Triệu Bân, ngươi thật khinh người quá đáng. Minh Vương lão tổ tiếng quát chấn thiên khung. Dễ nói dễ thương lượng ngươi không nghe, nhất định phải vãn bối động mạnh. Triệu Bân tiện tay ôm kim đao. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Minh Vương lão tổ cũng là mạnh miệng, nửa chút không mang theo nhà. Không hé miệng dễ nói, Triệu Bân mở lấy hướng dẫn định vị thẳng đến ma quân. Ngăn lại hắn. Minh Vương lão tổ gầm thét, người thứ nhất giết đi lên. Triệu Bân không để ý tới, chỉ lật tay một đao chặt tới. Kim thân trạng thái đùa nghịch đại đao, xuất đao chính là mấy trăm trượng đao mang, đúng lúc gặp Minh Vương lão tổ giết đến, đón đầu liền đụng một cái tấm tấm dòng dã, tại chỗ bị đánh hoành lật hư không 800 trượng. Phốc, ngô, phía sau hắn một đám tiên vương, cũng không tốt gì. Triệu Bân đao uy quá mạnh, cùng một đao quét ngang hư không không khác. Này, mạnh như vậy. Tâm trí kiên định như không diệt ma sau, đều thần sắc kinh ngạc. Còn nhớ kỹ Triệu Bân trước kia sông Hồng Trần Lộ, mới chỉ chuẩn tiên cảnh, ngắn ngủi hơn 100 năm tuế nguyệt, lại phát triển đến tình trạng như thế, mạnh đến nàng liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Oanh! Triệu Bân bàn tay như đao, mổ ra một tòa địa cung. Chờ thu tay lại, bị khóa ma quân đã bị hắn cứu ra. Như vừa mới ma hậu, ma quân bây giờ cũng thần sắc ngơ ngẩn. Triệu Bân, bị đánh lật Minh Vương lão tổ, lại giết trở về, con mắt tinh hồng đáng sợ, mặt mo cũng nóng bỏng, vừa mới còn nói không có, lúc này người tìm lấy. Làm tổn thương ta thân hữu, phải trả giá thật lớn. Triệu Bân một lời cô quạnh băng lãnh. Khẩu khí thật lớn, chưa kịp Minh Vương lão tổ mở miệng, liền nghe ung dung lời nói. Lời nói chưa dứt, thì thấy một cái áo tím lão nhân từ trong núi sâu đi ra, chân đạp màu tím tường vân, tay áo phiêu diêu, tiên phong đạo cốt. Mỗi đi một bước, quanh thân liền diễn hóa một mảnh dị tượng. Bán thần, đây là một tôn bán thần, khí uẩn còn mạnh hơn qua cái kia huyết âm lão đạo. Thấy hắn đi ra, Minh Vương lão tổ trong nháy mắt tới sức mạnh, sống lưng tặc ngay ngắn. Nhìn Triệu Bân, lại không gì biểu tình biến hóa, nơi đây có bán thần hắn đã sớm biết. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, áo tím đạo nhân lời nói mờ mịt. Tiền bối không phải Minh Vương tông người a? Triệu Bân ực một hớp rượu. Phải hay không phải không quan trọng, áo tím đạo nhân định thân, đạp càn khôn nghịch loạn, sấm sét lôi đình tùy theo nổ tung, nhiễu lão phu tính tu, người hôm nay, cần cho ta một cái thuyết pháp.
nhưng không biết tiền bối, muốn gì thuyết pháp. Triệu Bân một lời mờ mịt cô quạnh. Làm lão phu 3 năm tiểu thư đồng, chuyện này coi như không có gì. Áo tím đạo nhân cười nói. Không làm, Triệu công tử nói, hướng về phía Kim Đao Hà ra từng hơi, xong việc, vẫn không quên dùng ống tay áo lau một phen, xoa chính là bóng loáng, chờ một lúc dễ cầm lấy đi chém người. Người nào đó, muốn thảm. Cái này, là Triệu Bân tử phủ một đám tiên vương tâm ngữ. Cái này, cũng là ma quân ma hậu bây giờ thần thái đại biểu ngụ ý. Triệu Bân đi, bọn hắn quá hiểu. Gặp Triệu Bân xoa binh khí, tất có người gặp nạn. Tiểu bối, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, áo tím đạo nhân cười ôn hòa hiền lành, lời nói bên trong ngụ ý cũng rõ ràng, ta chính là bán thần, lại là một tôn so huyết âm lão đạo mạnh hơn bán thần. Lời nói chưa dứt, thì thấy hắn đột nhiên biến mất. Hắn lại hiện thân nữa, đã giết tới Triệu Bân trước người. Triệu Bân sớm đã có dự phán, lấy không gian vượt qua đăng lâm cửu tiêu, sau đó chính là một đạo phách thiên trảm, mấy trăm trượng đao mang, kim quang rực rỡ, bá liệt đao chi uy, để cho thiên địa biến sắc. Này một đao, miễn cưỡng đủ nhìn. Áo tím đạo nhân ung dung nở nụ cười, phất tay áo hoạch xuất ra một đạo ngân hà. Bán thần đích xác có cường hãn tư bản, ngân hà nhẹ nhõm chặt đứt đao mang. Ngươi, đích xác so huyết âm lão đạo mạnh. Triệu Bân lúc nói chuyện, tóc giống như ảo thuật. Thiên sát màu trắng, mà đạo huyết sắc cùng vĩnh hằng tuyệt cảnh kim sắc, trong nháy mắt biến hóa, mỗi biến một lần khí thế liền cao hơn một bước, bàng bạc hoàng kim khí huyết, tịch thiên quyển địa. Lúc này mới giống dạng, áo tím đạo nhân vuốt râu một cái, bức cách tràn đầy. Tiền bối còn chưa thấy qua nhà ta thủy tổ a? Triệu Bân đột nhiên tới một câu như vậy. Áo tím đạo nhân nghe có chút không hiểu, có ý gì, cầm không bị ràng buộc thiên làm ta sợ. Xem ra chưa thấy qua, Triệu Bân nói, rất tự giác mời ra thủy tổ hư ảnh. Oanh! Không bị ràng buộc thiên một khi hiển hóa, thì thấy hạo vũ thiên khung sụp đổ nửa bên. Phía dưới thảm hại hơn, đứng lặng hư không tiên vương, phần phật rơi xuống một mảnh, từng tòa sơn nhạc nguy nga, kèm thêm trên ngọn núi cung điện, đều bởi vì nhìn không được uy áp, ầm vang nổ diệt. Đầy trời cũng là đá vụn. Đầy trời cũng là gạch xanh mảnh ngói. Không biết bao nhiêu người bị chôn cất. Ngô! Một giây trước còn vân đạm phong khinh áo tím đạo nhân, một cái chớp mắt này, tiếng rên rỉ ảm đạm. Hắn không chút đứng vững, một bước lảo đảo, suýt nữa từ hư không cắm rơi, hình thái chật vật không chịu nổi. Đó là không bị ràng buộc thiên. Minh Vương Tông cường giả đầy mắt kinh ngạc. Đúng, tuyệt đối là tiên tông thủy tổ, bọn hắn đều từng gặp chân dung của nàng. Liền bọn hắn cũng biết, càng chớ nói áo tím đạo nhân, khó trách Triệu Bân hỏi hắn gặp chưa thấy qua, nguyên lai là ý tứ này. Tuy không phải không bị ràng buộc ngây thơ người, nhưng hư ảnh này xác thực kinh khủng. Thần minh sao? Ma quân ma hậu tất cả thần sắc ngơ ngẩn, nên lần thứ nhất gặp cái này rộng rãi chi tượng. Chỉ một cái bóng mờ a, liền sập nửa bầu trời, liền hủy nửa cái Minh Vương Tông. Đáng sợ nhất chính là, liền thân là bán thần áo tím đạo nhân, đều bị đè không có đứng vững. Cái này khỏa cải trắng thủy linh. Luận bức cách, còn phải là ma vương. Đừng hỏi. Hỏi chính là rau xanh. Theo hắn phân tích, ngoại trừ nguyệt thần cô nàng kia, những thứ khác cũng có thể ủi chắp tay. Nho nhỏ thần minh hư ảnh, ép lại lão phu. Áo tím đạo nhân thông suốt một bước đứng vững, tiên khu cự chiến. Lấy quanh người hắn làm trung tâm, có một phe đại thế giới diễn mở. Đó là một mảnh mênh mông tiên thổ, có nhật nguyệt tô điểm, có ngôi sao đầy trời bố liệt. Đừng nói, hắn này bản mệnh dị tượng dễ dùng, thật sự chĩa vào không bị ràng buộc thiên hư ảnh uy áp. Nhưng, đạo hư ảnh này có cũng không chỉ là uy áp. Đại La Thiên Tay, Triệu Bân khí huyết bốc lên, một trường từ thiên phủ xuống. Như hắn, không bị ràng buộc thiên hư ảnh cũng là một trường hoành không, óng ánh tay ngọc giả thiên. Oanh! Vừa mới sập nửa bầu trời, bởi vì một trường này, một nửa khác cũng sập. Triệu Bân trường uy quá mạnh quá bá đạo, càng có không bị ràng buộc thiên hư ảnh gia trì, một trường này, cứ thế đánh ra hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Những nơi đi qua, liền càn khôn đều nghịch loạn không chịu nổi. Nhìn áo tím lão đạo nhân, đã là chợt biến sắc. Hắn cho là, không bị ràng buộc thiên hư ảnh chỉ có uy áp. Bây giờ xem ra, cái này hiển nhiên không là bình thường hư ảnh. Tới, áo tím đạo nhân vừa quát âm vang, hai tay kình thiên, bàn tay ở giữa chữ triện khắc họa. Hắn gốc rễ mệnh dị tượng, cũng ở đây một cái chớp mắt, đem càn khôn diễn đến mức cao nhất. Hắn là một trận thao tác mạnh như cọp. Làm gì phòng ngự 0.5, chờ Đại La Thiên Tay lúc rơi xuống, gì cũng là bài trí, bản mệnh dị tượng cùng cái kia càn khôn đại thế giới, tất
tất cả trong khoảnh khắc hủy diệt. Oanh! Đại địa lắc lư, bị sinh sinh đánh ra một cái trăm trượng lớn dấu năm ngón tay. Mà áo tím lão đạo, ngay tại trong dấu năm ngón tay, một cái chữ lớn có phần ngay ngắn. Này, cái này! Minh Vương Tông cường giả kinh ngạc, toàn cảnh là hãi nhiên. Bán thần A, lại bị chuẩn tiên vương một trưởng đánh ngã. Ta, không tin. Áo tím lão đạo nhân phẫn nộ gào thét, lại cứng rắn nhô lên Triệu Bân đại thủ. Không tin dễ nói, Triệu công tử bàn chân đã từ thiên đạp xuống, so với vừa nãy một trưởng càng mạnh hơn. Đại lực xuất kỳ tích. Lực chi pháp tắc tăng cầm. Phanh. Lại là chấn thiên oanh minh. Vừa mới đứng dậy áo tím lão đạo, không đợi đứng vững thân hình, liền bị một cước giẫm đó, xương cốt lốp bốp âm thanh. Rõ ràng có thể nghe, chớ nói bản thân chịu, nghe đều mẹ nó đau. A, à, áo tím lão đạo kêu gào, nghiễm nhiên đã thành phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn muốn đứng lên, làm gì Triệu Bân bàn chân trầm trọng, tựa như một tòa 8.000 trượng cự nhạc, đè hắn không thể động đậy, gì cái tu vi đạo hạnh, gì cái nội tình pháp tắc, cũng không dễ xài. Còn nhìn gì, chạy a. Thân là khách xem mặt trời lặn đại trưởng lão, có vẻ như so người bên ngoài càng gấp gáp. Hắn nói tất nhiên là Minh Vương Tông cường giả, bán thần đều quỳ, còn đặt cái kia nhìn. Sợ là sợ choáng váng. Ma Vương là quần chúng, mở miệng chính là lời nói thật. Minh Vương Tông cường giả, không phải liền sợ choáng váng đi. Đường đường một tôn bán thần cảnh, đối đầu một cái chuẩn tiên vương, một đao một trưởng cộng thêm một cước, quỳ là gọn gàng mà linh hoạt, như thế một bộ vô pháp vô thiên hình ảnh, bọn hắn nên đầu hẹn gặp lại, nguyên nhân chính là đầu hẹn gặp lại, đều phá lệ rung động. Rung động đến quên đi chính mình tình cảnh. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân không nhìn áo tím lão đạo, trực tiếp mở thái sơ thiên lôi quyết. Kỳ dị là, hắn tiếng này hừ lạnh, hình như có một đạo giọng nữ quanh quẩn. Giọng nữ xuất từ không bị ràng buộc thiên hư ảnh, hết thảy tất cả cùng hắn đồng bộ, rất có phu sướng phụ tùy ý vị. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, ngừng lại có ức vạn sấm sét xé rách. Đến nước này, Minh Vương Tông chúng cường giả mới phản ứng được. Chỉ tiếc, lôi hải đã che mất phiến thiên địa này. Tiểu hữu, hiểu lầm a. Minh Vương lão tổ gào thét, chờ đầy sợ hãi. Đáp lại hắn, là mấy trăm đạo sấm chớp. Phốc, nhục thể của hắn, bị đánh nát. Hắn nguyên thần, cũng bị chém chết. Sinh tử thời khắc hấp hối, hắn mới chính thức ngộ ra hối hận hai chữ này. Hắn cho là, có một tôn bán thần chống đỡ chàng tử, liền vạn sự thuận lợi. Kết quả là, bán thần đều bị chân áp. Sớm biết như vậy, liền nên ngoan ngoãn giao ra người kia. Hắc Uyên Thánh Địa, là Hắc Uyên Thánh Địa. Minh Vương lão tổ mặc dù quỳ, nhưng tiếng kêu rên không ngừng. Triệu Bân nghe thật sự rõ ràng, cũng không chút nào ngoài ý muốn. Hắc Uyên Thánh Địa, Hồng Hoang Bát Đại Thánh Địa, ngày xưa cũng không ít cho hắn cả sự tình, chỉ điểm Minh Vương Tông bắt thân hữu của hắn, hoàn toàn làm ra, cái này cùng Thái Thượng Tông chỉ điểm Hải Vương một mạch, mặt trời lặn thần giáo chỉ điểm Huyết Âm dạy, không có sai biệt. Mục đích rõ rành rành. Đã cửu ra. Không cần thiết lưu thủ. Hắn không một chút thương hại. Lôi đình là hắn lửa giận ngập trời. A, à, trước đây không lâu một mảnh tiên sơn, bây giờ phảng phất thành một tòa vô gian luyện ngục. Từ xa đi xem, đó là từng đóa huyết hoa, nhiều đóa tại trong lôi ngạo nghễ nở rộ, đem mở tối thiên khung, nhuộm như tàn sát đẫm máu đồng dạng, không biết bao nhiêu người chôn ở sấm sét phía dưới. Đây là thế nào? Có lẽ là cái này phương động tính quá lớn, kinh ngạc không ít người. Bốn phương tám hướng, đều có từng đạo tiên hồng hoạch thiên mà đến. Chào đón Triệu Bân, chào đón một màn này, thế nhân đều ngơ ngác một chút. Từ Huyết Âm dậy bị hủy diệt, vừa vặn rất tốt mấy ngày này chưa từng nghe qua Triệu Bân tin tức. Vạn không nghĩ, tới vùng tinh không này, còn làm ra như thế một hồi náo động lớn. Minh Vương Tông chọc hắn. Cái này không nói nhảm đi. Nếu không phải thâm cửu đại hận. Tên kia cũng sẽ không hạ độc thủ như thế. Càng ngày càng nhiều người buông xuống phiến thiên địa này, thậm chí bóng người tụ tập, tiếng nghị luận rất nhiều. Không ai dám hướng phía trước góp. Lại không người dám đi nói hộ. Đại La Thánh Tử một khi giết mắt đỏ, tuyệt đối là một lục thân bất nhận chủ. Tiếng kêu thảm thiết, chẳng biết lúc nào chôn vùi. Mà Minh Vương Tông, thì thành một vùng phế tích. Đám khán giả thổn thức không thôi, vĩnh hằng thể lại diệt một mạch. Nói đến Triệu Bân. Toàn thân trên dưới, trong trong ngoài ngoài, cũng là mãnh liệt sát khí. Hắn đích xác giết mắt đỏ, so một tôn ma đầu càng giống ma đầu, dị thường cuồng bạo. Ta nói, dưới chân hắn có phải hay không còn đạp một cái, không thiếu lão bối khẽ híp hai mắt.
Định Nhãn như vậy một nhìn, thật là có một người. Định Nhãn lại như vậy một nhìn, càng là một tôn bán thần. Không tệ, áo tím lão đạo còn sống, đến mà lại không có đứng lên. Tiểu Hữu, lão phu là tới Minh Vương Tông làm khách. Áo tím lão đạo túng, lại không lúc trước nửa điểm khoan dung. Là hắn đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thể, cho là có thể nhẹ nhõm đem hắn chấn áp, ai ngờ đến, ngắn ngủi bất quá mấy tháng thời gian, đấu qua Huyết Âm lão đạo Triệu Bân, lại biến khủng bố như thế. Là ngươi vận khí không tốt. Ma Vương cái này một lời nói ý vị sâu xa. Nếu như, đêm đó cùng Triệu Bân khai chiến Huyết Âm lão đạo, đổi lại cái này áo tím lão đạo nhân, Triệu Bân chắc chắn sẽ bị diệt, bởi vì người này, thật sự mạnh hơn Huyết Âm lão đạo, đáng tiếc không trùng hợp, mấy tháng sau Triệu Bân, toàn thân cũng là thần cấp treo, từ không thể giống nhau mà nói. Liền điểm ấy đều không làm rõ ràng, liền nhảy ra cứng rắn trang bức, người không bị đánh ai bị đánh. Tiền bối ra ngoài làm khách lúc, không nhìn hoàng lịch sao. Triệu Bân cuối cùng là rời bàn chân. Sau đó, chính là mấy ngàn đạo phong ấn, khắc vào áo tím đạo nhân thể nội, cưỡng ép phong ấn. Tới, cái này dễ dùng. Ma Vương lấy Triệu Bân một giọt máu cộng thêm một tia hồn, ngưng luyện một dấu ấn. Triệu Bân tặc tự giác, trước tiên đem lạc ấn khắc ở áo tím đạo nhân nguyên thần bên trên. Ngươi, áo tím đạo nhân chợt sắc mặt trắng bệch. Cái này không là bình thường lạc ấn. Đạo này lạc ấn là ngay cả Triệu Bân. Cũng chính là nói, chỉ cần Triệu Bân một cái ý niệm, liền có thể đem hắn hủy. Hối hận, hắn cũng hối hận, làm khách liền làm khách, càng muốn chạy đến xen vào chuyện bao đồng. Nói cho cùng, hay là hắn tự xưng là cường đại, nghiễm nhiên không để ý đến Triệu Bân tốc độ phát triển. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn lúc trước từng nói qua một câu nói. Bây giờ đưa cho chính mình không có gì thích hợp bằng. Vạn chúng chú mục phía dưới, Triệu Bân đăng thiên mà đi. Người bên cạnh, còn đi theo cái kia áo tím lão đạo. Sau này đi xem, hắn nghiễm nhiên tiến áp sát người bảo tiêu. Có một đạo sinh tử ấn không lấy, không làm bảo tiêu có thể thực hiện được. Ai bảo hắn quản không quản lý chuyện, còn mẹ nó chưa từng đánh, từ cần trả giá đắt, thực tế. Chính là như vậy tàn khốc. Một trận chiến này, đánh cũng quá hung ác. Triệu Bân mặc dù đi. Nhưng nhìn khách còn xử ở đó, mỗi vẫn chưa thỏa mãn. Minh Vương Tông nội tình cũng không tục, lại cũng không thể trốn qua bị diệt hạ tràng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, phía trước có Hải Vương Các, sau có Huyết Âm dậy, cái nào thực lực đều không kém, ngay cả bán thần đều bị trấn áp, tầm thường truyền thừa, thật đúng là không chịu nổi Triệu Bân công phạt. Chờ Triệu Bân tiêu thất, thế nhân mới như ong vỡ tổ tràn vào Minh Vương Tông phế tích. Dĩ nhiên không phải đến xem phong cảnh. Tìm khắp tưởng nhớ lấy nhặt một chút bảo bối trở về. Nhưng, một phen tìm tới, chớ nói binh khí pháp bảo, liền nửa khối thiên thạch đều không. Nói đùa, Triệu công tử chiến lợi phẩm, lại há có thể không mang hộ đi. Tinh không, Triệu Bân đi tới liền vào vực môn, tiếp tục tìm người. Mà áo tím lão đạo, thì như một cái người hầu, thành thành thật thật sự ở bên người hắn, nhìn hắn bộ kia thần thái a. So ăn quả cân còn khó chịu hơn, đường đường bán thần lại thành tình cảnh như vậy. Tâm lý thăng bằng. Triệu Bân tử phủ chúng tiên vương, dù chưa ngôn ngữ, nhưng thần thái đại biểu hết thảy. Đúng, đây là một cái so thảm thế giới, bán thần đều bị áp tới làm bảo tiêu, so với bọn hắn thảm hại hơn. Tiểu Hữu, ta đã biết sai rồi, ngài giơ cao đánh khẽ. Áo tím lão đạo tư thái, muốn nhiều khiêm tốn có nhiều khiêm tốn. Thả hổ về rừng, năm nào tìm ta tính sổ sách. Triệu Bân thản nhiên nói. Tuyệt không dám có cái kia tâm tư. Áo tím lão đạo nói một mặt chân thành tha thiết. Ta đi ra ngoài, mang theo đầu óc đâu. Triệu Bân không nghe hắn nói linh tinh. Bán thần không phải bình thường cảnh giới, lại vào nửa bước chính là thần. Người này như không để ý phong thần, không tìm hắn tính sổ sách mới là lạ, cho nên nói, vẫn là khóa lại hảo, khóa lại hắn yên tâm. Áo tím lão đạo muốn nói lại thôi, đến, chỉ còn dư một tiếng thở dài. Đại La Tiên Tông Thánh Tử, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy lừa dối. Đổi lại hắn, cũng không khả năng thả hổ về rừng. Có thể trách ai, đều hắn tự tìm thôi. Bên này, Triệu Bân đã rơi vào Vĩnh Hằng giới. Ma quân ma hậu nhao nhao tiến lên, ma hậu còn tốt, ngược lại là ma quân, đi lên chính là cái gấu ôm, cố nhân gặp nhau nữa, cũng nên có ôm một cái như vậy, Triệu Bân trước sau đã cứu hắn hai hồi. Yên tâm tu luyện, hết thảy có ta. Triệu Bân tế Vĩnh Hằng bản nguyên, trợ giúp hai người tẩy luyện thể phách. Ma quân ma hậu thiên phú tất cả nghịch thiên, thiếu cũng là tài nguyên tu luyện. Những thứ này, hắn cái này có rất nhiều. Chờ trở về, nhập ma hộp tu hành. Lại xuất Vĩnh Hằng giới lúc,
áo tím đạo nhân đang đặt cái kia hoài nghi nhân sinh. Tự nhiên, đây là trên mặt nổi, hắn cũng sẽ không an phận, liền như thế khác, ngay tại trên nghiên cứu nguyên thần thể đạo kia sinh tử ấn, nếu có thể hủy đi, đào tẩu không thành vấn đề. Cái này lạc ấn có đáng tin cậy hay không? Triệu Bân liếc mắt nhìn Ma Vương. Nhất thiết phải đáng tin cậy. Ma Vương lời này, nói giọng điệu có phần xác định. Đã Ma Vương nói, Triệu Bân tất nhiên là yên tâm, đừng con mẹ nó suy nghĩ chạy. Cho ngươi nhúng tay vào chuyện này. Triệu Bân xách ra một cây thiền trượng, toàn thân đều Phật quang trôi tràn, mà còn có Phật văn khắc họa, hàng thật giá thật bán thần binh, thuộc về Phật tôn hóa thân. Phật gia chi vật, áo tím lão đạo trong lòng một lời, sao có thể không nhận ra. Nhìn qua, hắn còn liếc nhìn Triệu Bân, bán thần cấp Phật trưởng cũng không thấy nhiều. Nhiệm vụ của ngươi, đưa nó luyện hóa. Triệu Bân ực một hớp rượu. Luyện hóa, có thể hay không thả lão phu? Áo tím đạo nhân vội vàng hoàng đạo. Tiền bối, bàn điều kiện là cần vốn liếng. Triệu Bân lời nói ung dung. Nói lời này lúc, hắn còn triệu hoán một chút sinh tử ấn, phải cho lão đạo sĩ này một chút áp lực. Ân, sinh tử ấn dễ dùng, lão đạo tại chỗ vuốt tay áo mở luyện. Đích xác, hắn không có bàn điều kiện tư bản, ngoan ngoãn so sánh an toàn. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, ngay ở bên cạnh ngồi xuống, ngộ vĩnh sinh chi đạo. Thời gian lâu dài, áo tím lão đạo ánh mắt, biến dị thường quái dị. Không trách hắn như thế, chỉ vì khoảng cách Triệu Bân tới gần, có thể tinh tường cảm nhận được vĩnh hằng thể thọ nguyên, đang từng chút khôi phục, lại quanh thân rong chơi sức mạnh, có một loại thần kỳ ma lực. Đây là, vĩnh sinh chi đạo, áo tím đạo nhân một hồi kinh hãi. Hắn lại coi thường Đại La Tiên Tông Thánh Tử, vậy mà có thể ngộ ra loại này đạo. Sau khi khiếp sợ, hắn lại quạt chính mình hai bàn tay, quản ngươi muội nhàn sự. Chớ lười biếng, Triệu Bân thúc giục một tiếng. Ai? Áo tím lão đạo một mặt phiền muộn, lại lấy bản nguyên bao khỏa thiền trượng. Hắn coi như kính nghiệp, tự khai luyện liền không dừng lại, cũng không dám ngừng, bên cạnh có người nhìn chằm chằm đâu. Dám can đảm có nửa phần buông lỏng, không thể thiếu nếm mùi đau khổ, tận tụy làm việc liền tốt. Hắn cái này nhất luyện, chính là 3 năm ngày. Cho dù 3 năm ngày, cũng không có thể luyện hóa. Không phải hắn nội tình không được, là cái này thiền trượng bên trên lạc ấn, quá ương ngạnh, bởi vậy có thể thấy được, tôn này bán thần binh chủ nhân, căn cơ rất khủng bố, tuyệt đối là một cái đắc đạo cao tăng. Hắn rất hiếu kỳ, bán thần cấp Phật đà bản mệnh khí, vì sao tại Triệu Bân cái này? Chẳng lẽ, tiểu tử này còn diệt qua một tôn Phật, một tôn bán thần cấp Phật? Không có người cho hắn đáp án, hắn cũng không dám hỏi, đào tẩu tâm tư cũng một điểm không có. Diễn ân ái, đều nên kéo ra ngoài XX. Hôm nay hỗn thiên ma vương, tâm tình có chút phiền muộn. Vĩnh hằng giới bên trong 6 cái vật sống, hoàng phi ngủ say, còn lại 5 cái, 22 thành một đôi, duy chỉ có hắn, là cái độc thân cẩu, mỗi khi gặp tỉnh lại, nhìn thấy cũng là điềm điềm mật mật. Nhàm chán a, cái kia phải tìm một chút chuyện làm a. Kết quả là, hắn đối với ma quân ngoắc ngoắc tay, ngươi, tới. Tiền bối chuyện gì, ma quân vẫn là có phần hiểu lễ giáo. Nghe nói, người đạo hiệu ma quân, ma vương vừa nói một bên quét lược, phàm giới người tới mới đi. Cùng hắn đồng dạng, tu cũng là ma đạo, tuy có khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, liên xưng gọi là, đều mang theo một cái ma chữ, làm cho hắn rất khó chịu chính là, đối phương dùng chính là quân. Nghiễm nhiên so với hắn vương cao nửa phần bức cách, chuyện cũ kể thật tốt, trước tiên có quân sau có vương đi. Chính là, ma quân khẽ gật đầu. Không dễ nghe, đổi một cái. Ma vương nghiêm túc nói. Đổi. Gọi tiểu ma vương vừa vặn rất tốt. Không tốt. Như thế, ta. Ngao ô. Không đợi ma vương nói hết lời, tiểu kỳ lân lại tới. Đừng nhìn người chiều cao thấp, nãi hung, bên trên một cái chớp mắt còn bức cách tràn đầy ma vương. Cái này một giây, liền bị nó đụng ngã, người cái gai nhỏ lão, còn dám khi dễ bọn ta thế gian tới. Một đêm này, ma vương làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, lại có chó cắn hắn, cắn toàn thân trên dưới đều đau. Ngày thứ 9, mới gặp áo tím đạo nhân thu tay lại, mệt hư thoát. Phật gia thiền trưởng, luyện dị thường tốn sức, hơn nữa có phần tốn thời gian. Không tệ. Triệu Bân tiện tay đón lấy, cũng là tiện tay tế một giọt bản nguyên huyết. Máu tươi vào thiền trượng, biến thành của hắn lạc ấn, sau này, cái đồ chơi này chính là của hắn, uy lực như thế nào hắn không biết, xách ra ngoài đập người, nên rất binh khí tiện tay. Nghỉ một lát, còn có một cái. Triệu Bân nhẹ phẩy tay, mang ra một tôn lư đồng. Lô này, tất nhiên là huyết âm lão đạo, một mực bị phong tại Vĩnh Hằng Chi Môn.
hiện bây giờ, có miễn phí lao lực, không dùng thì phí. Phực môn thông đạo. Triệu Bân ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Chớ nhìn hắn tĩnh như tượng đá, cái ót lại khi thì có ánh sáng vòng nhi lấp lóe. Tại tiên giới, xưng là bức cách, ít nhất tại chúng tiên vương xem ra, Triệu Bân thời khắc này bức cách đã hơi vào viên mãn, nhìn chung chuẩn tiên vương lĩnh vực, có thể có bán thần cấp bảo tiêu người, cũng không thấy nhiều. Nói đến bán thần, áo tím đạo nhân lúc này thành thật, đang cất tay, cuộc đời không còn gì đáng tiếc nhìn xem Huyết Âm lão tổ Lư Đồng, cái này cũng là một tôn bán thần binh, cũng phải hắn tới luyện hóa. Hắn rõ ràng không chỉ là một cái bảo tiêu, còn có thể là một cái miễn phí lao công. Quỷ hiểu được luyện hóa tôn này Lư Đồng sau đó, Triệu Bân vẫn sẽ hay không lấy ra một cái khác. Giúp ngươi luyện hóa tôn này Lư Đồng sau, tiểu hữu có thể hay không thả lão phu. Tuy biết hy vọng không lớn, nhưng áo tím lão đạo vẫn hỏi một câu, thần thái gọi là một cái chân thành tha thiết. 3 năm. Triệu Bân chỉ giải rác hai chữ, nói bóng gió đi. Từ cũng rõ ràng. Cùng ta 3 năm, sau 3 năm phóng ngươi. Hảo. Ánh mắt ảm đạm áo tím lão đạo, ngừng lại tinh thần tỉnh táo. Có cái kỳ hạn liền tốt, cũng coi như có cái chạy đầu. 3 năm mà thôi, chớp mắt liền qua. Cách ngôn nói như thế nào, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Thời khắc này áo tím lão đạo, tâm tình cũng không tệ, không có nghỉ bao lâu, liền vuốt tay áo làm việc, ngay cả bán thần cấp thiền trượng đều có thể luyện hóa, cái này đều chuyện nhỏ, đơn giản vấn đề thời gian. Làm sao xử lý, muốn cười. Mặt trời lặn đại trưởng lão bọn người, dù chưa ngôn ngữ, nhưng trên mặt đều rất giống viết đầy câu nói này. Ngay tại trước đó không lâu, áo tím lão đạo còn to tiếng không biết thẹn muốn để Triệu Bân làm hắn 3 năm tiểu thư đồng. Kết quả là, thật là có như thế cái tiểu thư đồng. Chỉ có điều, nhân vật đổi cho nhau một chút mà thôi. Bán thần cấp tiểu thư đồng, cộng thêm bảo tiêu cùng lao công, niên đại này không dễ tìm. Có trước đây bối, ta lòng rất an ủi. Triệu Bân xốc một chút mí mắt, gặp áo tím lão đạo kính nghiệp như vậy, mới hài lòng nhắm lại con mắt. Như vậy vấn đề tới, 3 năm sau hắn sẽ thả người sao? Phóng, chắc chắn phóng A, đi ra lẫn vào, muốn giảng tín nghĩa. Đương nhiên, thả lại bắt, hẳn là không người nói hắn không giảng võ đức. Hôm nay vĩnh hằng giới, xuân ý giạt rào. Tiểu Kỳ Lân phá lệ vui sướng, đang cùng Tiểu Thanh Loan liếc mắt đưa tình. Liền cái này, cũng không chút nào ảnh hưởng hai người ngộ đạo. Còn có ma quân ma hậu, những ngày này cũng thuế biến không ngừng, đặc biệt là ma quân, hậu tích bạc phát, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, đã niết bàn tự thân, cực điểm nện căn cơ. So sánh bọn hắn, ma vương liền không ra thế nào tiến lên, thật tốt thời gian, lại đặt cái kia ngủ ngon, ngủ là ngủ, còn ngủ rất không yên ổn, phần lớn thời gian, đều đang làm ác mộng. Làm mộng, liền có khi tỉnh lại. Cũng như lúc trước, hắn ngồi tốt lắm một hồi đều không động. Cũng không phải bất động, là Kỳ Lân đang đứng ở trước mặt hắn a đầu lưỡi. Lão phu gần đây chợt có sở ngộ, cần một hồi bế quan. Nếu không thì thế nào nói là ma vương, sợ đều sợ không kiêu ngạo không tự ti. Hắn đi, khập khễnh đi. Vĩnh hằng giới là chỗ tốt, núi hảo thủy điều kiện cũng tốt. Mà hắn, tìm một khối phong thủy bảo địa, đào cái hố, đem chính mình chôn, theo hắn lại nói, lão tử đều nhập thổ vi an, người mẹ nó còn không biết xấu hổ đào ta mộ phần. Trở thành. Sau 5 ngày, áo tím đạo nhân lau mồ hôi một cái thủy. Hắn là cẩn trọng, thật đem Lư Đồng luyện hóa. Không tệ. Triệu công tử tỉnh, vòng quanh Lư Đồng xem đi xem lại. Bán thần cấp Lư Đồng, làm lò luyện đan không còn gì tốt hơn. Nhìn qua, hắn mới tế bản nguyên huyết, dung nhập trong đó thành lạc ấn. Trang bị tinh lương A. Tử phủ một đám tiên vương, gương mặt hâm mộ, nói chính là cái này họ Triệu, một cái âm dương kim đao, một vị lão tăng thiền trưởng, một cái huyết âm Lư Đồng, đều hàng thật giá thật bán thần binh. Thử hỏi, cùng giai chuẩn tiên vương, ai có thể xách ra nhiều như vậy hung hãn binh khí? Nhưng còn có. Áo tím đạo nhân ực một hớp rượu. Không còn, Triệu Bân một bên nhìn Lư Đồng một bên tùy ý trả lời. Không có liền tốt, áo tím đạo nhân nói, liền giấu tay, liền muốn dựa vực môn thông đạo, ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất là có thể ngủ một giấc 3 năm, vừa vặn đối đầu kỳ hạn. Triệu Bân không có quấy rầy, liên tiếp luyện hóa 2 tôn bán thần binh, dù sao cũng phải để cho người ta nghỉ một lát. Nhưng, cũng giới hạn tại nghỉ một lát, không có qua 2-3 ngày, hắn liền cho người ta đánh thức. Lão đạo mở con mắt lúc, đang gặp người nào đó chuyển ra một cái bàn, trên mặt bàn còn đổ đầy lá bùa. Bán thần cấp phù chú, vãn bối còn không có gặp qua. Triệu Bân một lời thâm trầm.
Lão phu cho ngươi vẽ mấy chương thôi. Áo tím lão đạo khuôn mặt, đã có hắc tuyến tán loạn. Vãn bối có cái tật xấu, tâm tình không tốt, liền ưa thích ngủ, ngủ liền ưa thích nói mớ đọc chú ngữ, còn đều cũng chỉ không hết. Triệu công tử nói chứng chạc đàng hoàng. Áo tím lão đạo không lên tiếng, vuốt tay áo động tác, vẫn là rất tiêu chuẩn. Người nào đó đều đem lời nói cái này hiểu rồi, không vẽ có thể thực hiện được. Chờ lấy hắn ngủ đọc chú ngữ. Cũng đừng lừa gạt ta. Triệu Bân như cửa thần sử ở đó, liền nhìn chằm chằm người lão đạo vẽ phù. Lão phù vẫn là cần thể diện. Áo tím đạo nhân hít sâu một hơi, đè áp xúc động mà chửi thề. Hắn là cái vẽ phù cao thủ, tay cầm phù bút, một phen rồng bay phượng múa, phù chú liền thành, chính là một đạo sát sinh phù, hàng thật giá thật bán thần cấp phù chú, nhìn xem cũng rất dọa người. Triệu công tử tiếp nhận, nhưng nghiệm tiền mặt tựa như, nghiên cứu một hồi lâu. Là thật là giả, thử xem liền biết. Hắn đem vực môn thông đạo xé mở một khe nứt, tiện tay ném ra sát sinh phù. Theo hắn hét lên một tiếng, sát sinh phù trong nháy mắt dẫn bạo, uy lực của nó đi. Tất nhiên là phi phàm, cái kia phiến vũ trụ mênh mông, đều bị tạc sấm sét vang dội, liên miên không gian sụp đổ. Rất tốt, Triệu Bân vui vẻ ra mặt. Không hổ bán thần cấp sát sinh phù, uy lực quả nhiên không phải tiên vương cấp có thể so sánh. Đã phù chú, số lượng nhiều mới tốt làm cho, tê dần túi đập tới, bán thần thấy cũng phải sợ. Vãn bối coi trọng ngươi, Triệu Bân vỗ vỗ lão đạo. Áo tím đạo nhân dứt khoát không nói, nói hữu dụng. Nên kiếm sống, một chút cũng không thể thiếu, hắn đã có giác ngộ, làm Triệu Bân 3 năm bảo tiêu. Cùng lao công giác ngộ. Triệu Bân xem thường, theo con mắt nhìn về phía tử phủ tiểu thế giới. Hắn cái này xem xét, chỉnh chúng tiên vương toàn thân trên dưới đều xuyên tim. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Triệu Bân nói, lại phân ra máu cùng hồn, ngưng luyện lạc ấn, hắn đã đem sinh tử ấn nghiên cứu thấu triệt, đơn giản cho người ta thể nội, phóng quả bom hẹn giờ. Xong việc, một đám tiên vương liền bị mời đi ra. Bán thần đều đặt cái kia làm việc, các ngươi có ý tốt nhàn rỗi. Hàng này đến tột cùng nắm bao nhiêu người. Áo tím đạo nhân nhìn, một hồi trách mắt. Cái này, chính là một cái so thảm thế giới. Cái này nhiều người bị bắt, tâm lý hắn cân bằng nhiều. Thật sao, vực môn thông đạo trong nháy mắt náo nhiệt, từng chương cái bàn, bầy tấm tấm dòng dã, mỗi một tấm trước bàn, đều đứng thẳng một nhân tài, lúc này, đều đang cầm phù bút họa phù chú, không biết, còn tưởng rằng đây là một hồi khảo thí đâu. Mà Triệu Bân, chính là quan giám khảo. Trên thực tế, hắn là cái chủ thầu. Còn lại những thứ này, đều miễn phí lao lực. Làm việc thì làm việc, ít nhất còn có mệnh tại. Chúng tiên vương cùng áo tím đạo nhân vẫn là rất lạc quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân mới đến một mảnh tinh vực mới. Vẫn là thượng đế góc nhìn, thần minh chi nhãn quan sát tinh không. Chúng tiên vương còn tốt, từ minh vương tông sau, còn chưa bị biến mất ký ức, sớm đã kiến thức qua. Ngược lại là áo tím đạo nhân, nhìn Triệu Bân hai con ngươi, không khỏi kinh ngạc một chút. Hàng này bản lãnh lớn a, ở đâu ra thần minh chi nhãn, nhà hắn thủy tổ hỗ trợ mở. Có lẽ là quá hiếu kỳ, hắn liếc mắt nhìn chúng tiên vương. Đáng tiếc, chúng tiên vương cũng mơ hồ, ký ức bị lau. Không có, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, nửa cái thân hữu cũng không thấy. Ngươi ở đâu ra thần minh chi nhãn? Áo tím đạo nhân nhỏ giọng hỏi một câu. Cái này, không phải tiền bối nên hỏi. Triệu Bân nhạt đạo, lại quay người vào vực môn. Lão đạo một tiếng ho khan, thần thái cũng có phần lúng túng, hiếu kỳ hại chết mèo, ít hỏi thăm cho thỏa đáng. Ân. Ho khan sau đó, lão đạo vô ý thức ngửa ra con mắt. Như hắn, vẽ phù chúng tiên vương cũng nhìn phía mờ mịt. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, càn khôn áp chế tựa như yếu đi một phần. Mà một cái chớp mắt này cảm giác, giống như trên thân tháo một tầng gông xiềng. Triệu Bân cũng tại nhìn, lấy thần minh chi nhãn nhìn lén. Áp chế sở dĩ suy yếu, cùng thần giới có liên quan. Hoặc có lẽ là, thần giới phong ấn lại giãn ra một phần. Tại người tu đạo mà nói, đây có lẽ là một cái điểm tốt, càn khôn áp chế suy yếu, tiến giai tu vi cảnh giới độ khó, cũng biết đi theo giảm xuống, sau này, sẽ có càng nhiều người đột phá. Họa phúc tương y, nhìn như điểm tốt, hơn phân nửa đều họa khó khăn ngầm. Thật chờ thần giới thần minh buông xuống tiên giới, khó tránh khỏi một hồi ngập trời hạo kiếp. Chờ thu con mắt, chúng tiên vương cùng áo tím đạo nhân, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Bân. Thần giới giải phong. Cho người khác mà nói có phải hay không hóa kiếp bọn hắn không biết,
nhưng đối với Triệu Bân mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, Đại La Tiên Tông cửu gia rất nhiều, Vĩnh Hằng một mạch cửu gia cũng không ít. Triệu Bân lòng dạ biết rõ, cũng sớm đã có một loại giác ngộ. Nếu hắn cùng với Nguyệt Thần quan hệ cũng bị thế nhân biết được, còn sẽ có càng nhiều người mời hắn uống trà. Nhặt suy nghĩ, hắn tiếp tục lên đường. Hạ cái tinh vực, hắn cuối cùng là nhìn thấy quen thuộc bóng lưng, hơn nữa không chỉ một. Chính là Đại Hạ Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư, phi thăng tới cùng một nơi. Triệu Bân tìm được bọn hắn lúc, bốn cái lão đầu nhi đang tại lòng đất đào quáng thạch. Này, ăn cướp! Triệu công tử lời dạo đầu, bị hù bốn người giật mình. Chào đón Triệu Bân, bốn người đều sững sờ, cho là đang nằm mơ. Đi! Triệu Bân vung tay lên, đem bốn người thu vào Vĩnh Hằng giới. Đến nỗi phiến thiên địa này khoáng thạch, giao cho hắn phân thân liền tốt. Từ một ngày này, vận khí của hắn liền tựa như bật hách, đến mỗi một tinh vực, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, mà thân hữu của hắn, kinh nghiệm cũng là không giống nhau, như Đại Hạ Hồng Uyên, từ phi thăng vào tiên giới, dòng giã bị truy nã 18 năm, như Thiên Vũ, bị hắn tìm được lúc, đang tại trên cửa thành lầu tử mang theo, còn có đầu nhi của hắn Nhược Thủy, cũng là ngang hàng thê thảm, chậm thêm đi một bước, liền bị luyện thành đan dược. Bất quá, cũng không phải là tất cả thân hữu đều như vậy xui xẻo vận. Như Vương Tạc, tháng ngày liền qua thong dong tự tại, phi thăng tới một phàm nhân cổ tinh, tu vi không quá mức tinh tiến, hầm lò. Tử không ít đi dạo. Còn có Thương Khung, cũng không biết đi ra ngoài đạp bao nhiêu cước chó, lại truyền nhận một mạch nghịch thiên huyết thống, tìm được hắn lúc, cái kia hàng đang mang theo đại đao tại tinh không cùng người khô trận chiến. Gì, Vạn Thú Tông bị diệt. Đâu chỉ Vạn Thú Tông, Cổ Thiên một mạch cũng bị đạp bằng. Còn có Mất Hồn Tiên Cung, bị giết trở thành một mảnh núi thây biển máu. Đại La Thánh Tử điên rồi đi, đi một đường giết một đường. Những ngày này, tinh không dần dần nhiều nghe đồn, gặp người tu đạo điểm tập kết, chắc là có thể nghe dạng này hoặc dạng kia thảm sự, một cái so một cái càng kinh sợ hơn, mà mỗi một chàng huyết kiếp nhân vật chính, đều không thể thiếu một cái tên, Triệu Bân. Đương nhiên, Triệu Bân không phải vô duyên vô cớ tùy ý sát lục. Phàm hắn san bằng truyền thừa, không có chỗ nào mà không phải là tiên tông cửu gia. Trừ này, chính là bắt hắn thân hữu khai đao thế lực, thảm liệt như quỷ mặt Diêm La, bị thương chỉ còn dư nửa cái nguyên thần, thê thảm như mực đao cùng lạnh tuyết, đến nay vẫn là hai sợi hồn. Vũ trụ minh mông, Triệu Bân giơ đao mà đi, đao thể máu tươi trôi lịch. Hắn lại đồ một mạch, là bởi vì thiên tông cửa hiệu lâu đời Trần Huyền Lão, bị đào đi bản mệnh căn cốt, nghiễm nhiên đã thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân, đến nay còn tại Vĩnh Hằng giới nằm. Đi tới, hắn lại biến mất ở sâu trong tinh không. Bây giờ vực môn thông đạo, là sát khí tràn ngập, chớ nói một đám tiên vương, ngay cả áo tím lão đạo, đều rất cảm thấy tim đập nhanh. Bọn hắn là người chứng kiến, tiểu tử này là thật giết mắt đỏ, hoặc là không đánh, hoặc là trực tiếp giết đến đối phương đánh gãy truyền thừa, thậm chí đoạn đường này, đều phủ kín huyết cốt. Mẫu thân, các ngươi đến tột cùng ở đâu? Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình hắn nghe thấy. Hắn tìm rất nhiều bạn cũ, duy chỉ có không có tìm được mẫu thân cùng vợ con. Một ngày này, hắn vì Trần Huyền Lão tái tạo căn cơ. Một ngày này, hắn lệch qua vực môn trong thông đạo ngủ thiếp đi. Chúng tiên vương trốn lười, đều đặt cái kia kéo dài công việc, trong đó có mấy cái như vậy, còn nghĩ thừa dịp Triệu Bân ngủ say lúc, làm một cái đánh lén gì, nếu nhất kích đem Triệu Bân dây, đều có thể được cứu. Do dự thật lâu, mọi người mới nhìn về phía áo tím lão đạo. Tại chỗ, chỉ vị này là bán thần, toàn lực xuất kích, thật có thể tuyệt sát Triệu Bân. Áo tím lão đạo cũng là có ý tứ, đối với chúng tiên vương ánh mắt, không nhìn thẳng. Hắn cũng không phải là túng, mà là cùng Triệu Bân lâu, hiểu rất rõ tiểu tử này. Lấy Triệu Bân tâm trí, sẽ không lưu tay. Nhất kích dây hắn còn dễ nói, nếu dây không được, hạ chàng không cần quá hảo. Hắn là 3 năm kỳ hạn, không đáng bí quá hóa liều. Lại nói, tiểu tử này hậu trường, tuyệt đối không tầm thường, nhất định có một tôn thần minh, kỳ thần minh chi nhãn, chính là chứng minh tốt nhất. Đem hàng này đưa vào quỷ môn, liền phải làm tốt bị cái kia tôn thần đuổi giết chuẩn bị. Nhiều phiên suy nghĩ, cân nhắc lợi hại, vẫn là giữ yên lặng thì tốt hơn. Hắn cái này không tiếp gốc dạ, nhưng chúng tiên vương lại không ngồi chờ chết, như La Sát Cung một tôn lão tiên vương, đã xách ra sát kiếm, nhìn Triệu Bân con mắt, cũng đầy chứa hung lệ, hắn có tự tin một kiếm diệt Triệu Bân. Nói làm liền làm, hắn một bước tiến lên, huy kiếm liền chạm, chết đi. Oanh! Nhưng thấy Triệu Bân thể phách run lên, có Vĩnh Hằng quang huy bao phủ. Đó là thiên ngự chi quang, nửa trượng thiên địa, tuyệt đối phòng ngự.
Pao! La Sát Cung Tiên Vương một kiếm, như chém vào trên thép tấm, chớ nói giết Triệu Bân, liền phòng ngự cũng không phá, chỉ cọ sát ra một túm ánh lửa. Sau đó, chính là một đóa hoa máu. Rút kiếm La Sát Tiên Vương, không có dấu hiệu nào nổ diệt. Là Triệu Bân mở sinh tử ấn, trong khoảnh khắc đem hắn đưa lên hoàng tuyền lộ. T. Chúng Tiên Vương một hồi hít khí lạnh, tập thể lui một bước. Xong, thì thấy đám người trở lại trước bàn, lại mỗi nâng bút vẽ phù. Mỗi người phía sau lưng, đều ướt rầm rề, đó là mồ hôi lạnh, e ngại tới cực điểm mồ hôi lạnh. Tiểu tử kia rõ ràng không ngủ, luôn luôn đề phòng bọn họ đâu. Có sinh tử ấn tại, trong nháy mắt liền có thể muốn mạng của bọn hắn, vừa mới La Sát Tiên Vương, chính là đẫm máu ví dụ.